Hiện tại, Diệp Thần dự định để cho Ngụy Dĩnh đi Phong gia tổ địa ở tạm, hắn thì lên đường đi Huyết Yêu Sơn Mạch. Hây, chờ một chút. Ngụy Dĩnh gò má một đỏ, kéo Diệp Thần. Thế nào? Diệp Thần nghi ngờ hỏi. Lại cùng ta hai ngày. Ngụy Dĩnh môi đỏ mọng một cắn, mặt đầy hoa đào xuân sắc. Diệp Thần cười ha ha một tiếng, liền dẫn nàng lặn rơi vào đáy nước bên trong, lại triền miên. Nguyện vọng thiên tinh bên trên, và gió hiu hiu, ngày xuân rung rung, một phiền ấm áp cờ bay phất phới vẻ. Hai ngày trôi qua, Ngụy Dĩnh hài lòng, bị Diệp Thần mang tới Phong gia tổ địa, nghỉ ngơi. Mà Diệp Thần, chính là nhanh chóng hướng Huyết Yêu Sơn Mạch chạy tới. Trước khi chiến đấu, Huyết Yêu tộc giúp hắn bận rộn, hắn tự nhiên phải đi cảm ơn. Nhưng ngay khi Diệp Thần chuẩn bị chạy tới Huyết Yêu Sơn Mạch lúc đó, một khối ngọc bội mơ hồ lóe lên. Đây là Huyết Ngưng Thiên cùng mình đưa tin ngọc bội. Huyết Ngưng Thiên tìm mình. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, do dự mấy phần, cuối cùng trước hay là hướng Kiếm Thế Trần Đất đi. Hắn đáp ứng người khác phải bảo vệ tốt Huyết Ngưng Thiên, tự nhiên muốn làm. Huống chi Huyết Ngưng Thiên nhân quả, đã cùng mình hoàn toàn dính. Rất nhanh, Diệp Thần chính là đi tới quen thuộc Kiếm Thế Trần. Lần trước đánh một trận sau đó, Kiếm Thế Trần bên ngoài vốn là đầy đất tan hoang, nhưng bây giờ nhìn lại, ngược lại là chữa trị không thiếu. Kiếm Thế Trần, quả nhiên không phải là phàm vật. Diệp Thần xe chạy quen đường đi tới Kiếm Thế Trần bên trong, một bước vào, chính là phát hiện cách đó không xa một người cô gái đang ba kiếm dưới ngồi xếp bằng, quanh thân phun trào ra khí tức cường đại. Diệp Thần mơ hồ phát hiện Huyết Ngưng Thiên thực lực lại tăng vào không thiếu, xem ra bước vào trăm giả cảnh sau đó, Huyết Ngưng Thiên lại đang Kiếm Thế Trần bên trong thu hoạch rất nhiều. Đột nhiên, Diệp Thần con người co rúm một cái, nàng phát hiện Huyết Ngưng Thiên trên mình lại bị thương. Thương thế này mặc dù khôi phục rất nhiều, nhưng Diệp Thần biết, trước đây nhất định là trọng thương. Chẳng lẽ cái này Kiếm Thế Trần, Tài Quyết Chi Chủ và Huyền Cơ Nguyệt bọn họ, đã tới. Không nghĩ nhiều nữa, Diệp Thần một bước bước ra, ngay lập tức, liền tới đến Huyết Ngưng Thiên trước mặt. Mà Huyết Ngưng Thiên vậy cảm giác được Diệp Thần tồn tại, mở mắt ra, hơi ngạc nhiên mừng rỡ, ngươi tới. Diệp Thần gật đầu một cái, lấy ra một viên đan dược, đưa cho Huyết Ngưng Thiên, hỏi, vết thương trên người của ngươi là chuyện gì xảy ra? Ngươi kêu lên ta tới, chẳng lẽ là bởi vì Kiếm Thế Trần phát sinh cái gì? Huyết Ngưng Thiên lắc đầu một cái, nơi này cũng không có tới người, còn như ta thương thế trên người. Nói tới chỗ này, Huyết Ngưng Thiên mắt đẹp vọng xuống vậy ba thanh kiếm. Diệp Thần ngay tức thì rõ ràng, nói, ý ngươi là, thương thế là cái này ba thanh kiếm tạo thành. Huyết Ngưng Thiên gật đầu một cái, ta trước ngưu toàn chấp trưởng kiếm này, bởi vì ta bước vào trăm giả cảnh sau đó, muốn phải trở nên mạnh, chỉ có mượn kiếm này. Ngươi thất bại, Diệp Thần nói. Huyết Ngưng Thiên lắc đầu một cái, coi như là thành công, ta có cơ hội miễn cưỡng chấp trưởng chuôi này sau kiếm, còn như ta tại sao kêu ngươi tới, là ta trong lòng có chút tò mò, bây giờ ngươi có thể hay không chấp trưởng vậy còn dư lại hai thanh kiếm. Diệp Thần có chút bất ngờ, Huyết Ngưng Thiên lại có thể miễn cưỡng chấp trưởng trong đó một chuôi. Phải biết cái này ba thanh kiếm nhưng mà mang một chút quy tắc ý, người bình thường muốn chấp trưởng đều là muôn vàn khó khăn. Ngươi là muốn ta thử chấp trưởng vậy còn dư lại hai chuôi? Diệp Thần hỏi. Huyết Ngưng Thiên gật đầu một cái, hôm nay cái này thế gian, ta biết, có thể có cơ hội chấp trưởng, cũng chỉ có ngươi, ta có thể cảm thụ ra, ngươi thực lực tăng trưởng không thiếu, trước không được, nói không chừng lần này có cơ hội. Diệp Thần nhìn một cái vậy treo ở trên không ba thanh kiếm, do dự mấy giây, vẫn gật đầu ta thử một chút đi. Một giây kế tiếp, Diệp Thần và Huyết Ngưng Thiên phi thân lên. Ngay tức thì trôi lơ lửng ở ba thân kiếm trước, Diệp Thần nhìn lướt qua ba thanh kiếm. Đế kiếm uy thế quá mức mạnh mẽ, chắc hẳn độ khó cũng là lớn nhất. Rất nhanh, hắn đưa mắt rơi vào đem kiếm bên trên. Hắn vận chuyển hồng mông đại tinh không, vô tận linh lực hội tụ hai tay. Do dự mấy giây, đột nhiên đưa tay ra, bắt được thanh kiếm kia. Một giây, hai giây, ba giây, yên tĩnh đến trình độ cao nhất. Một bên Huyết Ngưng Thiên ngừng thở, nàng hiển nhiên so Diệp Thần còn muốn kích động. Mấu chốt, vì sao thanh kiếm này không có đối với Diệp Thần ra tay? Chẳng lẽ hết thảy các thứ này chỉ đơn giản như vậy? Huyết Ngưng Thiên thanh âm run rẩy nói, Diệp Thần, ngươi và kiếm này trao đổi. Nhưng mà, Diệp Thần không trả lời,
hắn cũng không có câu thông thanh kiếm này, ngược lại, hắn nắm ở chuôi kiếm ngay tức thì, cảm thấy một cỗ tức giận, đến từ kiếm bên trong kinh thiên tức giận. Một giây kế tiếp, trên thân kiếm, vô số cổ xưa phù văn lưu động. Diệp Thần lòng bàn tay cảm giác được nóng bỏng cảm giác. Như mọi thứ ngọn lửa đang cháy. Đây là đang để cho Diệp Thần buông tay. Diệp Thần con người đông lại một cái, nói, Nhan Tuyền Nhi, giúp ta. Nhưng mà Nhan Tuyền Nhi cũng không có động tĩnh, bất quá Diệp Thần như cũ có thể vận dụng đạo linh lửa. Một giây kế tiếp, đạo linh lửa bao trùm lòng bàn tay, vậy nóng bỏng cảm giác lúc này mới biến mất. Phải biết, đạo linh lửa mạnh mẽ, cũng không phải là vậy ngọn lửa có thể cân nhắc. Thứ 5 giây. Đột nhiên, dị biến nổi lên, Diệp Thần cảm giác được chung quanh hết thảy đều thay đổi. Ngay lập tức tới giữa, mình tựa như bị đẩy vào một cái kiếm chi thế giới. Cái thế giới này, vô số chiến sĩ quyết chiến, máu tươi như đại dương, sát ý kinh thiên không ngừng lan truyền. Diệp Thần có chút khó chịu. Nhưng hắn võ tổ đạo tâm cùng với Lăng Tiêu võ ý nhưng là để cho hắn thanh tỉnh mấy phần. Có thể tiếp tục như vậy, căn bản không cách nào kéo dài. Quả nhiên, cái này kiếm chi thế giới uy áp để cho chung quanh hết thảy bể tan tành. Mà Diệp Thần vậy phát hiện mình trở lại kiếm thế trần, đồng thời, cuồn cuộn đợt khí cuốn tới. Sóng khí này không kém gì trăm giả cảnh cường giả. Diệp Thần cũng không nhịn được nữa, buông tay ra, thân thể hung hăng nện xuống đất, một cái hố to ngay tức thì tạo thành, văng lên cuồn cuộn bụi đất. Diệp Thần, huyết ngưng thiên nhưng mà cảm thụ qua một kích này uy lực, trước khi sau kiếm, sẽ để cho nàng đau đến không muốn sống, mà Diệp Thần mưu toan chấp trưởng thanh kiếm kia hiển nhiên so sau kiếm còn mạnh hơn. Diệp Thần nhưng mà chỉ có còn chân cảnh à. Trong lòng nàng lo lắng đến trình độ cao nhất. Rất nhanh, bụi mù cuồn cuộn tiêu tán, một đạo thân ảnh xuất hiện. Chính là Diệp Thần. Thời khắc này Diệp Thần cố nhiên có chút chật vật, nhưng hiển nhiên không có trước thương nặng như vậy thế. Xem ra ta lo lắng là dư thừa, tên này, dù là chỉ có còn chân cảnh, sợ rằng thân xác và lực lượng vậy vượt qua xa rất nhiều trăm giả cảnh. Huyết ngưng thiên nhàn nhạt nói. Diệp Thần phủi một cái bụi đất trên người. Lau sạch khóe miệng máu, lộ ra một đạo nụ cười, xem ra ngươi còn chưa phục. Một giây kế tiếp, Diệp Thần lần nữa phi thân lên, hắn năm ngón tay một chảo, hướng thanh kiếm kia đi. Nhưng mà, ngay tại Diệp Thần tay còn chưa chạm được chuôi kiếm lúc đó, một đạo hư ảnh từ trên thân kiếm ném ra tới. Thân ảnh kia ngưng mắt nhìn Diệp Thần, hai tròng mắt có chút tức giận, ngươi là muốn cùng ta lấy mạng đổi mạng. Ngươi như còn như vậy cố chấp đi xuống. Có thể biết trong đó giá phải trả. Diệp Thần cười một tiếng, kiếm ra đời, không phải là vì bị người chấp trưởng. Chẳng lẽ ngươi lấy vì mình tồn tại, chính là ở chỗ vô chủ. Vậy ta liền tò mò, ban đầu đúc liền người các ngươi chưa nói với các ngươi, kiếm và người quan hệ giữa sao. Thân ảnh kia hừ lạnh một tiếng, chúng ta cái này ba thanh kiếm, thậm chí còn trên mình ngươi vậy trong trấn tà bàn tà kiếm, ra đời ban đầu, liền định trước và cái khác kiếm nhất dạng. Lâm vào là vũ khí giết người, chúng ta là quy tắc kiếm, vậy là thủ hộ kiếm. Ngươi có thể rõ ràng. Diệp Thần dĩ nhiên là biết cái này ba thanh kiếm cái gọi là quy tắc, cái này kiếm thế trần lúc ban đầu cũng là vì bảo vệ một ít thứ. Nhưng ở hắn nhận biết bên trong, kiếm bản thân thì không phải là giết người công cụ, mà là thủ hộ mình cùng với người bên cạnh đồng bạn. Sát kiếm cũng tốt, Long Uyên thiên kiếm, tai nan thiên kiếm, thậm chí còn lại kiếm. Đều là hắn bảo vệ đồng bạn. Vậy ngươi có bằng lòng hay không ta và ngươi cùng nhau bảo vệ cái thế giới này? Diệp Thần suy tính mấy giây, đột nhiên nói. Vậy đem kiếm hơi ngẩn ra, hắn tuyệt đối không nghĩ tới Diệp Thần sẽ là câu trả lời này. Hắn phát hiện mình vẫn là xem nhẹ Diệp Thần. Hư ảnh an tĩnh hồi lâu, cuối cùng ngẩng đầu lên, nhìn về phía Diệp Thần, cự tuyệt nói, chúng ta cái này ba thanh kiếm, bất kỳ một chuôi, cũng không có so đồng ý ngươi. Ngươi thiên phú, huyết mạch ngươi, tiềm lực của ngươi, cũng không thể lại còn người vượt qua ngươi. Ta thậm chí mới vừa rồi trong nháy mắt, sinh ra đáp ứng ý nguyện. Nhưng ta biết, không phải hiện tại. Đã từng chủ nhân nói cho ta biết cửa, ở tình huống nào đó hạ, mới có thể bị người chấp trưởng. Mà hiện tại, hiển nhiên vẫn chưa tới thời điểm. Nếu như chủ nhân nói thời gian đến, lại trùng hợp là ngươi, vậy chúng ta sẽ không cự tuyệt. Bất quá. Ngươi vậy trong trấn tà bàn tà kiếm, và chúng ta mục tiêu không đồng nhất, ngươi nếu là có năng lực, ngược lại là có thể trước lúc này, đem chấp trưởng.
thậm chí nói không chừng ngươi sẽ phát hiện một ít không tưởng được bí mật. Diệp Thần nhìn chằm chằm hư ảnh hai trong mắt, ngược lại là có thể cảm giác được đối phương không có nói láo. Còn nữa, hắn trong miệng chủ nhân rốt cuộc lai lịch gì? Chắc hẳn cũng là một khối cự phách. Còn như cái này mấy thanh kiếm bên trong sau lưng liên quan trước dạng gì bàn cờ, Diệp Thần vô tâm quan tâm. Dưới mắt, hắn phải làm sự việc, thực ra quá nhiều. Vạn Khư, Tài Quyết chi chủ, Huyền Cơ Nguyệt các người, vẫn là cần từng cái tiêu diệt mới được. Nghĩ tới đây, Diệp Thần gật đầu một cái, được. Đột nhiên, Diệp Thần ánh mắt rơi vào đế kiếm bên trên, thần sắc ngưng trọng, sau đó nói, cái này đế kiếm, so ngươi mạnh nhiều ít. Hư ảnh kia nghe được câu này, chẳng biết tại sao, trong con ngươi lại mang một chút khủng hoảng, sau đó mới nói, mạnh quá nhiều. Phải nói, chúng ta cái này mấy thanh kiếm bên trong, ai mạnh nhất, hắn là không thể nghi ngờ, hơn nữa, năm đó, chủ nhân của chúng ta cũng không cách nào chinh phục nó trong lòng kiêu ngạo. Mặc dù ta biết ngươi rất mạnh, nhưng là ngươi lại qua trăm năm, có thể đều không cách nào chấp chưởng đế kiếm. Hoặc là nói cách khác, cái này vực ngoại không thể nào có người chấp chưởng, coi như thái thượng thế giới người đến, bởi vì quy tắc nguyên nhân, bọn họ cũng không khả năng đạt được đế kiếm khẳng định. Diệp Thần trong lòng trầm xuống, cái này đế kiếm, có như thế mạnh mẽ sao? Đúng rồi. Các ngươi nếu như và ta trong tay thiên kiếm so sánh, như thế nào? Nói xong, Diệp Thần liền sử dụng ba chuôi thiên kiếm. Tai Nan thiên kiếm, Hoang Ma thiên kiếm, Long Uyên thiên kiếm. Ba kiếm xuất hiện ở kiếm thế trần, hoặc giả là kiếm cùng kiếm ý chí, kiếm thế trần bên trong, vạn kiếm kịch liệt run run. Long Uyên thiên kiếm lại là bộc phát ra từng cơn long ngâm. Hư ảnh kia mặc dù trong lòng sớm biết Diệp Thần chấp chưởng thiên kiếm, nhưng lập tức liền xuất hiện ở trước mặt ba chuôi thiên kiếm, hắn trong lòng cũng không khỏi làm chấn động một cái. Sau đó, hắn nhìn chằm chằm ba thanh kiếm hồi lâu, rồi sau đó lắc đầu một cái này ba thanh kiếm rất mạnh, thật muốn tương đối, không cách nào nói, chúng ta ba thanh kiếm tồn tại có ý nghĩa đặc biệt, bàn về giết địch, có thể chúng ta sẽ hoàn toàn bại bởi thiên kiếm, nhưng bàn về ý cảnh và quy tắc, chúng ta hẳn mạnh hơn. Nhiều năm như vậy, chúng ta cái này mấy thanh kiếm, không chỉ có sáng lập quy tắc, còn hấp thu thế gian thiên địa quy tắc. Nếu như đem cái này thiên địa quy tắc toàn bộ tiêu diệt, vậy sinh ra lực lượng đều là cực kỳ kinh khủng. Cho nên, không cách nào so sánh. Diệp Thần hơi có chút nhớ gật đầu một cái, vậy không hỏi thêm nữa cái gì, liền nói, đã như vậy, vậy ta rời đi, lần kế ta lại đụng chạm ngươi, hy vọng ngươi không nên phản kháng, bởi vì ngươi hẳn rõ ràng ta thực lực. Đây không phải là uy hiếp. Nhưng đối với cái này đem kiếm mà nói, nhưng là thật uy hiếp. Hư ảnh không nói gì, tiêu tán ở giữa trời đất. Một giây kế tiếp, Diệp Thần chính là đi tới Huyết Ngưng Thiên bên người. Huyết Ngưng Thiên không hề biết giữa hai người đối thoại, hỏi, ngươi không thử sao? Diệp Thần lắc đầu một cái, ta mặc dù có lòng tin, ở hôm nay cưỡng ép chấp chưởng thanh kiếm kia, nhưng hiển nhiên đối với ta lại nói, không cần thiết. Chờ một chút lần ta tới. Có thể liền là thật chấp chưởng kiếm này lúc. Tốt lắm, ta còn có việc, phải rời đi, như cái này ba thanh kiếm có dị động nữa, thông qua nữ ngọc bội tới thông báo ta. Huyết Ngưng Thiên trong lòng có chút nghi ngờ, cũng có chút phiền muộn, nàng cũng không hy vọng Diệp Thần nhanh như vậy rời đi, nhưng mình lại có cái gì tư cách lưu lại hắn đâu. Nàng nhẹ khẽ gật đầu, được. Một giây kế tiếp, Diệp Thần liền hướng kiếm thế trần đất lối ra đi. Có thể đi mấy bước. Diệp Thần đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu, hỏi, ngươi thật không muốn cùng ta cùng đi ra ngoài. Huyết Ngưng Thiên do dự mấy giây, khẽ cắn môi đỏ mọng, nói, từ ngày đó trở đi, kiếm thế trần đất chính là ta sứ mạng. Được. Diệp Thần không nhiều lời nữa, rời đi kiếm thế trần, hướng Huyết Yêu Sơn Mạch đi. Ngay tại Diệp Thần rời đi không bao lâu, Huyết Ngưng Thiên nhìn về phía vậy ba thanh kiếm, hỏi các ngươi đối với Diệp Thần nói cái gì. Nhưng mà... Trả lời nàng là thật lâu yên tĩnh. Huyết Ngưng Thiên có chút bị đuổi mà mắc cỡ, dứt khoát liền nhắm mắt lại, tiếp tục tu luyện. Trên người nàng còn mang có một ít thương thế, phải mau sớm tu bổ, đồng thời, Diệp Thần xuất hiện, chẳng biết tại sao, để cho nàng đạo tâm có thay đổi. Có lẽ nếm thử nữa một tí, tu vi có thể càng bước một bước. Ngay tại Huyết Ngưng Thiên nhắm mắt lại thời điểm, cái này kiếm thế trần gió lớn dậy. Một cổ hư vô quy tắc tựa như để cho cái thế giới này thay đổi đơn giản. Giữa trời đất, tự
tựa như chỉ còn lại ba thanh kiếm trôi lơ lửng trời cao. Điều này hiển nhiên là loại nào đó thuật pháp, lại là đem huyết ngưng thiên ngăn cách bên ngoài. Sau đó, ba đạo hư vô bóng người từ ba trong kiếm trôi lơ lửng đi ra. Hai nam, một nữ. Nữ, tất nhiên là sau kiếm. Mà hai nam, một đạo chính là Diệp Thần trước đây không lâu nhìn thấy vị kia. Còn như một món khác, cực kỳ lơ lửng không chừng, không cách nào tra xem, cố nhiên như vậy, vậy từ bên trong tản ra nhàn nhạt đế vương khí, nhưng là để cho người có lòng kinh cảm giác. Đây cũng là đế kiếm oai. Vậy đế ảnh nhìn một cái đem ảnh, nhàn nhạt nói, ngươi và luân hồi chi chủ so tài. Quả thật không địch lại luân hồi chi chủ. Đem ảnh lắc đầu một cái, chỉ có thể nói là đánh ngang tay, ta khuyên lui luân hồi chi chủ. Nhưng mà, vậy đế ảnh nhưng là hừ lạnh một tiếng, ở ta thế giới, không có huề, ngươi đã thua. Dựa theo tình hình dưới mắt, lần kế, ngươi tái chiến luân hồi chi chủ, chỉ sợ sẽ là ngươi thua một cách thảm hại. Chân thực cực kỳ mất thể diện. Đem ảnh muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể hóa là mấy chữ thần biết. Sau đó, đế ảnh lại nói, ngươi cảm thấy, ta và luân hồi chi chủ tới giữa, chênh lệch hình học. Đem ảnh ngẩn ra, rồi sau đó vội vàng nói, đế, ngài như nhật nguyệt, mà vậy luân hồi chi chủ bất quá là trên đất bụi bặm, không thể so sánh. Đế ảnh nhưng là lắc đầu một cái, ngươi đánh giá thấp luân hồi chi chủ. Nếu như ta đoán không sai, muốn không được bao lâu, luân hồi chi chủ sẽ có chấp trưởng ta quyền lợi, có thể một năm, có thể một tháng. Đem ảnh trong lòng tung lên muôn vàn sóng gió kinh hoàng, không thể nào. Đế ảnh lắc đầu một cái, cười một tiếng, không nói thêm gì nữa, trở về đến chuôi này tràn đầy vô tận mũi nhọn và ngạo ý đế kiếm bên trong. Hết thảy gió êm sóng lặng. Huyết ngưng thiên lúc này tựa hồ phát hiện cái gì, mở mắt ra, nhưng mà, vậy đỉnh đầu ba thanh kiếm, như cũ yên lặng trôi lơ lửng trong đó. Chưa từng có bất kỳ biến hóa. Chẳng lẽ là ta cảm biết sai rồi? Huyết ngưng thiên nghi ngờ nói. Cùng lúc đó, Yên Vân chết giới, địa tâm miếu. Hồng gia lão tổ Hồng Bi Trần, Lâm gia lão tổ Lâm Pháp Minh, Mạc gia lão tổ Mạc Thanh Huyền, đang ngồi ngay ngắn ở Đại Hùng Bảo Điện trên. Ba tộc lão tổ sắc mặt âm trầm, thậm chí mang một ít tức giận. Huyết yêu tộc lại có thể phá hoại không chiến ước hẹn, thiện thiện rời huyết yêu sơn mạch, bước vào nhân tộc địa giới, hai vị lão tổ thấy thế nào? Hồng Bi Trần ngồi ngay ngắn ở ngay chính giữa, trong mắt mang lửa giận, trầm giọng nói. Lúc đầu, huyết yêu tộc hạ xuống, trợ giúp Diệp Thần, đánh lui Huyền Cơ Nguyệt Đế Thích Thiên, chuyện này, tổ ba lão tổ đã thấy rõ đến. Bọn họ cố nhiên có đại cuộc muốn bố trí, nhưng có một cái nguyên tắc không thay đổi, bọn họ tồn tại, chính là uy hiếp yêu tộc, vĩnh viễn, đều không thể bước vào nhân tộc địa giới. Có thể nói, bọn họ là nhân tộc người bảo vệ. Năm đó huyết yêu tộc, bị thập đại thiên quân lão tổ, đuổi đến huyết yêu sơn mạch, hai bên ký kết khế ước, lẫn nhau không xâm phạm, nhưng hiện tại huyết yêu tộc, rõ ràng trái với khế ước. Lâm gia lão tổ Lâm Pháp Minh nói, yêu tộc không thể nghi ngờ phá hư quy củ, chúng ta nhất định phải đối với bọn họ ra tay, nếu không bọn họ cản rỡ, thật làm ta nhân tộc không người. Mạc gia lão tổ Mạc Thanh Huyền trần chờ một tí, nói chuyện này ta cũng cảm giác sâu sắc tức giận. Nhưng sau lưng có luân hồi chi chủ bóng người, sợ rằng hắn Mạc gia cùng Diệp Thần quấn cố định cực sâu, lần này huyết yêu tộc xuất thế, rõ ràng cùng Diệp Thần có liên quan, hắn không muốn cùng Diệp Thần xé rách ra mặt. Hồng Bi Trần hừ lạnh một tiếng, nói, luân hồi chi chủ thì như thế nào? Chẳng lẽ hắn liền có thể là tùy ý là, phá hoại không chiến ước hẹn? Mạc Thanh Huyền trầm mặc xuống, không lên tiếng nữa. Ba tộc lão tổ bên trong. Lấy Hồng Bi Trần thực lực mạnh nhất, địa vị tối cao, hắn tự nhiên không dám tùy tiện không vâng lời. Vậy Lâm gia lão tổ Lâm Pháp Minh nói, luân hồi chi chủ đột phá quá nhanh, trước kia còn ở thiên lý phạm vi bên trong, nhưng hôm nay, hắn thực lực đã là nghịch thiên, chính là còn chân cảnh bốn tầng thiên, lực địch vận mệnh tâm ma, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi, khoáng cổ tuyệt kim, chúng ta muốn chân áp hắn, chỉ sợ không quá dễ dàng. Hồng Bi Trần cắn răng. Nói, hắn lợi hại hơn nữa, cuối cùng chỉ là tiểu bối, chúng ta ba người tu vi, đều đến trăm gia cảnh ba tầng thiên, chẳng lẽ còn sợ hắn ngất trời. Lâm Pháp Minh nói, chỉ sợ sau lưng Nhâm Phi Phàm. Ban đầu Nhâm Phi Phàm hạ xuống địa tâm miếu, coi ba tộc lão tổ là con kiến hôi, khí thế tuyệt đối nghiền ép, thậm chí ép được Hồng Bi Trần bỏ một viên hồng vận đan,
Nghĩ đến ngày xưa chật vật cảnh tượng, Hồng Bi trần mặt có vẻ tức giận, nói, vạn khư nhân quả trùng trùng, vậy Nhâm Phi phàm không dám tùy tiện lộ mặt, không cần kiêng kỵ hắn. Lâm Pháp Minh nói, như vậy, Hồng Lão Tổ ý là. Hồng Bi trần trong mắt sát khí bạo dũng, nói, huyết yêu tộc phá hoại quy củ, dĩ nhiên là muốn trấn áp, bọn họ hủy ước ở phía trước, vậy cũng đừng trách chúng ta vô tình, ha ha, huyết yêu tộc truyền thừa chí bảo, bốn đại tiên trong ao vạn yêu tiên trì, cũng nên quay về chúng ta. Nghe được vạn yêu tiên trì bốn chữ, Lâm Pháp Minh cùng Mạc Thanh Huyền đều là trong lòng động một cái. 33 thiên thái thượng thần khí bên trong, có bốn đại tiên ao truyền thuyết, chính là Hồ Cầu Nguyệt, Thiên Long Ao Vân. Vân, vậy vạn yêu tiên trì, chính là bốn đại tiên ao một trong, là huyết yêu tộc truyền thừa chí bảo. Năm đó nhân tộc cùng yêu tộc tranh đấu, thập đại thiên quân lão tổ, chiếm hết thượng phong, vốn là có thể cướp lấy vạn yêu tiên trì, chém tận giết tuyệt, nhưng chẳng biết tại sao, cuối cùng đột nhiên ngưng chiến nghị hòa, cho huyết yêu tộc một chút sức sống. Hồng Bi Trần cũng không biết năm đó khớp xương, nhưng hiện tại huyết yêu tộc phá hoại khế ước, hắn sẽ không khách khí, chỉ muốn ra tay trấn áp, cướp lấy vạn yêu tiên trì. Lâm Pháp Minh cùng Mạc Thanh Huyền, trong lòng cũng là dục dịch. Nếu như có thể đoạt được vạn yêu tiên trì, bọn họ vô căn cứ được một kiện thái thượng thần khí, vậy đối với kháng tài quyết thánh đường, chắc chắn liền sẽ lớn rất nhiều. Lên đường đi, trấn áp huyết yêu tộc, cướp lấy vạn yêu tiên trì, ngay tại hôm nay. Hồng Bi Trần ánh mắt sắc bén, lập tức mang Lâm Pháp Minh, Mạc Thanh Huyền hai vị lão tổ, phi thân đi huyết yêu sơn mạch. Mà lúc này, Diệp Thần cũng không biết hết thảy các thứ này. Hắn đang đi huyết yêu sơn mạch đi, đi tới nửa đường, đột nhiên phát hiện bầu trời bên trong, xuất hiện một đạo vạn năm khó gặp dị tượng. Đó là một món yêu khí, giống như cột khói vậy phóng lên cao, thế nhưng yêu khí cũng không phải là hoàn toàn tà lệ. Hơi khói tầng ngoài mang theo từng tia tinh khiết tiên quang, vậy tiên quang liền do như lưu ly thủy tinh vậy, hiển hiện ra thấu rõ không rảnh màu sắc, đặc biệt kỳ lạ. Đó là cái gì? Diệp Thần thấy dị tượng kia, nhất thời một hồi kinh ngạc. Dị tượng nguồn, chính là huyết yêu sơn mạch, nhưng cái này rõ ràng không phải phổ thông yêu khí, lại có thể mang theo tiên khí linh thế chấp, sáng đẹp nguy nga. Chủ nhân, cái này yêu khí năng lượng, thật là bàng bạc. Nếu như ta có thể chiếm đoạt, tất nhiên sẽ không so mạnh mẽ. Vừa lúc đó, tiểu hoàng đột nhiên truyền thanh, rõ ràng cảm thấy cái này cổ yêu khí năng lượng, vô cùng khoáng đạt bằng bạc, vậy đặc biệt thích hợp hắn, nếu như có thể cắn nuốt nói, hắn nhất định có thể đột nhiên tăng mạnh. Phải không? Tiểu hoàng trước cố nhiên cường thế, nhưng nếu là phải đối mặt trăm già cảnh, cũng là cực kỳ khó khăn. Nếu là có cơ hội, để cho tiểu hoàng thay đổi mạnh hơn, đổ là một chuyện tốt. Nhưng Diệp Thần rất rõ ràng, tu luyện càng về sau, liền càng khó khăn. Xem tiểu hoàng loại cấp bậc này tồn tại, như muốn trở nên mạnh mẽ, cần tài nguyên là hết sức hắn kinh khủng. Diệp Thần trong lòng động một cái, lúc này tăng thêm tốc độ, hướng huyết yêu sơn mạch bay đi. Cái này ẩn chứa tiên vận linh chất yêu khí năng lượng, chính là xuất từ huyết yêu sơn mạch, hắn rất muốn tra rõ, đây rốt cuộc là cái gì. Nếu như có thể cùng huyết yêu tộc giao dịch, bắt được vậy yêu khí năng lượng nguyên, cho tiểu hoàng chiếm đoạt luyện hóa, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn nữa. Rất nhanh, Diệp Thần đi tới huyết yêu sơn mạch, vậy tiên linh yêu khí dị tượng, còn không tiêu tán, ngược lại nồng đậm hơn. Diệp Thần đến gần huyết yêu sơn mạch, liền vô cùng thấy rõ ràng, vậy tiên linh yêu khí thẳng tắp thông trời, ùng ùng gầm thét, tựa hồ phải đem bầu trời thọt phá, vô cùng nguy nga. Mà huyết yêu sơn mạch sơn môn cấm chế, xa so trước kia mãnh liệt. Tựa hồ là hoàn toàn khép kín, thật nhiều yêu tộc tuần thủ, ở chân trời tuần tra, đề phòng bên ngoài người đến gần, người người thần tình nghiêm túc, tựa hồ có xảy ra chuyện lớn. Diệp Thần hơi kinh hãi, cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng muốn đến cùng vậy tiên linh yêu khí có liên quan. Là luân hồi chi chủ sao? Vừa lúc đó, rất nhiều yêu tộc tuần thủ, cũng nhìn thấy Diệp Thần, rối rít tới đây thi lễ hỏi thăm. Mặc dù là thi lễ, nhưng bọn họ trong thần sắc cũng mang theo phòng bị ý. Mặc dù luân hồi chi chủ không phải là lần đầu tiên tới, vậy coi là vào huyết yêu tộc có kết minh ý. Nhưng Diệp Thần cuối cùng là nhân tộc. Mà dưới mắt chuyện, nhân tộc tiến vào, chân thực có chút không ổn làm. Diệp Thần gật đầu một cái, nói các vị tốt, ta muốn viếng thăm ác ma cổ thần cùng hắc tử điều hai vị trưởng lão, đa tạ bọn họ mấy ngày trước cứu giúp. Một cái yêu tộc tuần thủ nói,
Không cần, luân hồi chi chủ ý tốt, chúng ta tâm lĩnh, nhưng chúng ta huyết yêu tộc, ngày hôm nay có trọng đại nghi thức muốn cử hành, không tiện gặp khách, luân hồi chi chủ xin trở về đi, qua mấy ngày lại tới thăm cũng không muộn. Diệp thần nói, cái gì trọng đại nghi thức, liền ta đều không thể đi thăm sao, yêu hoàng tiền bối ở nơi nào, ta muốn gặp hắn, không biết hắn hay không còn nhớ ta người minh hữu này. Nói xong lời cuối cùng, Diệp thần giọng có chút nghiêm nghị. Bất kể là vì tiểu hoàng, vẫn là vì cái khác, hắn đều phải đi vào, bất quá thái độ mình kiên quyết chút, muốn đến những thứ này người làm cũng sẽ không có quá nhiều làm khó. Dẫu sao, hắn đã cùng huyết yêu tộc kết minh. Hai bên là đồng minh quan hệ. Nếu huyết yêu tộc có thần bí nghi thức, không có lý do phải gạt Diệp thần. Rất nhiều yêu tộc tuần thủ, chố mắt nhìn nhau, cũng không biết như thế nào cho phải. Để cho hắn đi vào, hắn không là người ngoài. Ngay tại lúc này, huyết yêu sơn mạch bên trong, nhưng truyền ra một đạo trầm hậu thanh âm. Là cửu diệt yêu hoàng thanh âm. Lũ yêu tộc nghe được mệnh lệnh, lập tức đánh khai sơn môn cấm chế, thả Diệp thần đi vào. Diệp thần lấy lại bình tĩnh, sải bước bước vào huyết yêu sơn mạch bên trong, cũng hướng cửu diệt yêu hoàng thanh âm truyền ra địa phương, bay vút đi. Thanh âm kia truyền ra chi địa, cũng chính là tiên linh yêu khí nguyên địa. Chủ nhân, vậy cổ kỳ quái năng lượng, tựa hồ cũng ở đó bên. Ta nếu như hấp thu, thực lực tất nhiên sẽ so với người tưởng tượng mạnh hơn, hiện tại thế gian đã có rất ít thỏa mãn ta hấp thu tồn tại. Tiểu hoàng hơi có chút trông đợi, vậy tiên linh yêu khí, đối với hắn sức hấp dẫn, lớn vô cùng. Diệp thần gật đầu một cái, tự nhiên cũng biết một điểm này, tăng thêm tốc độ đi, vượt qua trùng trùng dãy núi bình phong che chở, rốt cuộc đi tới một nơi núi hoang bên trong. Chỗ này núi hoang, xây dựng trước một tòa cổ xưa thần miếu. Trước thần miếu, có một cái giếng nước, hiện đầy loang lổ rêu xanh, nước giếng nhưng là mát lạnh. Vậy cổ tiên linh yêu khí, lại là từ giếng nước bên trong phun ra, cuối đuôi là nho nhỏ một món nếp sống, xông lên lên trời sau đó, nhưng hóa thành kình thiên trụ vậy to lớn, vô cùng yêu dị. Cửu diệt yêu hoàng thân hóa hình người, quỳ xuống nước kia giếng trước mặt, thấp giọng yên lặng ngâm sướng. Tựa hồ ở khấn cầu chút gì. Núi hoang, cổ miếu, giếng nước, yêu khí, khấn cầu người, tạo thành một bức khá là quỷ dị hình ảnh, làm người ta không lạnh mà run. Đây là... Diệp thần nhìn trước mắt hình ảnh, không khỏi được trong lòng chấn động một cái. Đặc biệt là tòa kia cổ miếu, bảng hiệu trước treo cổ yêu thần miếu bốn chữ. Cái này cổ yêu thần miếu, cho Diệp thần một cổ cảm giác vô cùng quen thuộc, lại có thể cùng hồng, không... Rừng ba tộc lão tổ địa tâm miếu, có chút tương tự. Thậm chí, cổ yêu thần miếu cùng địa tâm miếu tới giữa, còn có thiên ti vạn lũ quan hệ nhân quả. Trong sâu thẳm, Diệp thần bắt được một chút mãi mãi cừu hận cùng số mệnh. Tựa như, huyết yêu tộc cùng địa tâm miếu, có túc thù vậy, vạn cổ nan giải. Chính xác mà nói, đó là nhân tộc cùng yêu tộc túc thù. Yêu hoàng tiền bối. Diệp thần tiến lên trước một bước. Trong lòng có vô số nghi vấn, muốn hướng cửu diệt yêu hoàng hỏi. Nhưng cửu diệt yêu hoàng cũng không có ngẩng đầu, còn duy trì quỳ xuống khấn cầu tư thái, trong miệng thấp giọng ngâm sướng. Diệp thần nhích tới gần, mơ hồ tới giữa, nghe được cửu diệt yêu hoàng tiếng ngâm sướng. Phong hoa tuyệt đại huyết yêu thiên quân, xin nghe từ ta triệu hoán, ở chỗ này tỉnh lại đi. Nghe được cái này tiếng ngâm sướng, Diệp thần ánh mắt hơi co rúc lại, tại chỗ dừng lại ở bước chân. Nhưng gặp trên bầu trời yêu khí chập chờn, bộc phát mãnh liệt. Yêu quang ngất trời, xuyên qua thương khung, phá vỡ vô cùng hư không, có vũ trụ ánh sao, giống như chấm đom đóm vậy rơi xuống, như tiên như huyễn vậy, bày khắp toàn bộ huyết yêu sơn mạch. Mà vậy cổ yêu trước thần miếu giếng nước, bắt đầu điên cuồng hấp thu thiên địa linh khí, vũ trụ ánh sao, cô lỗ lỗ sôi trào. Lão tổ muốn thức tỉnh. Cửu diệt yêu hoàng thấy cái này dị tượng. Thần sắc vô cùng khẩn trương, bỗng nhiên đứng dậy, liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Hạ một sát, giếng nước bên trong, tia máu nổ tung. Một cô thiếu nữ tuyệt đẹp, từ giếng nước bên trong nổi lên. Cô gái kia ngũ quan như tranh vẽ, anh đào môi đỏ mọng, da màu hồng nhạt, tóc nhưng là máu đỏ màu sắc, từng cây một bồng bềnh, tràn đầy yêu dị ý. Nàng từ trong nước ra đời, cả người không mảnh vải, hiển hiện ra thướt tha uyển chuyển dáng vẻ. Cung nghênh lão tổ, cửu diệt yêu hoàng thấy thiếu nữ ra đời, cúi đầu xuống, không dám xem chút,
tựa hồ là sợ khinh nhờn, sau đó mình bịch bịch dập đầu, tràn đầy vẻ kính sợ. Ngươi chính là luân hồi chi chủ sao? Thiếu nữ trôi lơ lửng ở giếng nước trên, cả người yêu khí lao nhanh, biến ảo thành màu đỏ nhạt yêu sương mù, che lại nàng dáng vẻ chỗ yếu hại, mơ hồ, hấp dẫn hơn người con ngươi. Chỉ là cô gái này, giữa trán rất nhiều khí sát phạt, làm người ta thăng không dậy nổi một chút tình dục ý niệm, chỉ có vô tận kiêng kỵ cùng dè chừng và sợ hãi. Ngươi là huyết yêu tộc lão tổ. Diệp Thần chau mày, nhìn trước mắt tóc đỏ thiếu nữ. Mơ hồ tới giữa, hắn cảm thấy thiếu nữ nhân quả hơi thở, vô cùng quen thuộc. Trước đây, hắn cướp lấy trấn diệt yêu thạch thời điểm, tựa hồ cảm ứng được huyết yêu tộc tổ tiên hơi thở. Chỉ là, vậy huyết yêu tộc tổ tiên, không có làm khó hắn, bỏ đi tất cả cấm chế, để cho hắn dễ dàng, lấy được rồi trấn diệt yêu đá. Thiên yêu còn đặc biệt phân phó qua, sau này phải đem trấn diệt yêu đá, mang tới hắc ám cấm hải, giao cho một cái kêu là yêu thánh người. Vậy trấn diệt yêu đá, là huyết yêu tộc bảo bối, mà huyết yêu tộc tổ tiên, lại có thể bỏ được nhường nhịn, rõ ràng coi trọng Diệp Thần. Dẫu sao, Diệp Thần sau lưng, còn có thiên yêu bảo vệ. Ta là huyết yêu thiên quân, đích xác là huyết yêu tộc lão tổ, có thể cùng luân hồi chi chủ kết thành đồng minh, coi như là ta huyết yêu tộc vận khí. Thiếu nữ khẽ mỉm cười, ngắm nhìn Diệp Thần, giữa trán tuy còn có khí sát phạt, nhưng trong mắt nhưng là thưởng thức tán dương thần sắc. Diệp Thần bừng tỉnh hiểu ra, nàng mi giữa sát khí, tựa hồ là trời xanh, vĩnh hằng tồn tại, đại biểu yêu tộc hung uy, nhưng trong nội tâm nàng, đối với Diệp Thần cũng không sát ý. Lúc đầu huyết yêu lão tổ, lại là một vị nữ tử, thất lễ. Diệp Thần chắp tay hỏi thăm sức khỏe, nhưng cũng không nghĩ tới, lúc đầu huyết yêu tộc tổ tiên, lại là một vị nữ tử. Cái này tóc đỏ thiếu nữ, tự xưng huyết yêu thiên quân, nếu dám can đảm tự xưng thiên quân, thực lực nhất định là long trời lở đất. Năm đó lấy sức một mình, đối kháng thập đại thiên quân lão tổ người, chẳng lẽ chính là nàng? Tiền bối, người năm đó, chính là đối kháng thập đại lão tổ vị kia tích chữ có ở đây không? Diệp Thần thử hỏi dò, đồng thời vậy tra rõ huyết yêu thiếu nữ thực lực. Nhưng, huyết yêu thiếu nữ hơi thở, sâu không lường được, giống như mãi mãi vực sâu vậy, Diệp Thần căn bản không cách nào cảm ứng rõ ràng. Ngươi muốn biết sao? Huyết yêu thiếu nữ khẽ mỉm cười, từ giếng nước bên trong bay ra, xích hai chân, một bước cả đời liên, đi tới Diệp Thần bên người, hơi thở như hoa lan nói, và ta song tu đi, chúng ta song tu, huyết mạch lẫn nhau hòa vào nhau, vậy hết thảy nhân quả, đều có thể cảm ứng rõ ràng. Hơn nữa, người ta song tu, cũng coi là thông gia, đối với kết minh quan hệ, càng có lợi. Vừa nói, nàng trong tròng mắt có dũng khí câu hồn thực cốt quyến luyến ý, trực câu câu nhìn Diệp Thần. Diệp Thần đầu ầm ầm chấn động, hoàn toàn không nghĩ tới huyết yêu thiếu nữ, sẽ xách lên cái yêu cầu này. Một bên cửu diệt yêu hoàng, lại là rung động đến tột đỉnh, hoàn toàn ngây dại. Đây chính là huyết yêu tộc tổ tiên à. Không nói tuổi tác, cái này bối phận cũng là vô địch tồn tại. Nếu như và Diệp Thần nghỉ hai ngày, vậy bọn họ phải nên làm như thế nào và Diệp Thần sống chung? Mấu chốt, nơi này còn có như vậy nhiều con dân, nào có lão tổ như vậy phóng đãng nói à? Cái này, tiền bối nói đùa. Diệp Thần liên tiếp lui về phía sau, hoảng vội vàng cự tuyệt. Cái này huyết yêu thiếu nữ, không biết sống nhiều ít vạn năm, là cùng kiếm thần lão tổ, vạn khư lão tổ, phong đế quân các người, người cùng một thời đại vật. Đối với cái loại này cổ xưa nhân vật, Diệp Thần trong lòng dĩ nhiên là không có hứng thú chút nào. À, chỉ đùa một chút, ta có tài đức gì, sao phối đạt được luân hồi huyết mạch xem trọng. Huyết yêu thiếu nữ cười một cái, cũng sẽ không xách chuyện song tu, nhưng đột nhiên nắm lên Diệp Thần tay. Ừ, Diệp Thần một mặt mơ hồ, không phải nói xong rồi không song tu sao. Huyết yêu cô gái nói, cảm thụ ta tim, ngày xưa nhân quả, người liền có thể dòm ngó gặp. Lúc đầu nàng cũng không có hẳn ý hắn, chỉ là muốn để cho Diệp Thần, cảm thụ nàng nội tâm. Diệp Thần thoáng định thần, tâm thần khẽ động, cả người tựa như rơi vào một phiến nham thạch nóng chảy luyện ngục trong thế giới. Ở mảnh thế giới này, khắp nơi tràn đầy tử vong, chiến tranh, chém giết, máu tanh, xương trắng hình ảnh. Vô cùng hét hò, tiếng đánh nhau, binh khí giao kích tiếng, thần thông cùng võ đạo va chạm thanh âm, không ngừng đánh thẳng vào Diệp Thần lỗ tai. Oanh! Diệp Thần đầu cơ hồ nổ tung, một cái chớp mắt tới giữa,
dòm ngó thấy so viễn cổ còn muốn thời đại cổ xưa, thời đại đó chiến tranh tình cảnh. Năm đó, nhân tộc cùng huyết yêu tộc, mỗi người chiếm nửa vách đá Giang Sơn, vì hoàng phách hùng đồ, hai bên bộc phát chiến tranh. Ở cuộc chiến tranh này bên trong, hai bên lực lượng tương đương, người này cũng không thể làm gì được người kia, thẳng giết được trời đất u ám, đấu chuyển tinh di, xương trắng ngàn vạn dặm, chảy máu trôi lỗ. Ở giữa thiên địa, vô số võ đạo ý uẩn bùng nổ, một phe này thế giới quy tắc đều phải bể tan tành. Nơi này kết quả chuyện gì xảy ra cấp bậc chiến đấu? Mấu chốt, Diệp Thần tựa như nhìn không thấu rất nhiều địa tâm. Bất quá có một chút có thể xác định, nếu như một mực kéo dài nữa, yêu tộc không thể nào bị buộc đến chỉ trấn thủ huyết yêu sơn mạch tình cảnh. Nhưng bỗng nhiên, hình ảnh biến hóa, chẳng biết tại sao, huyết yêu tộc bị bại, không có bất kỳ triệu chứng nào bị bại, tựa như chuyện gì xảy ra đáng sợ tai biến vậy. Nguyên bản thế quân lực địch chiến cuộc, lập tức tan vỡ. Nhân tộc chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, giết được huyết yêu tộc không chừa manh giáp. Cuối cùng, huyết yêu tộc bị thập đại thiên quân lão tổ, đuổi đến huyết yêu sơn mạch, chỉ có thể kéo dài hơi tàn, hai bên ký kết không chiến ước hẹn, bảo đảm lẫn nhau không xâm phạm. Trận chiến này, địa phương kỳ quái, có hai điểm. Điểm thứ nhất, chính là huyết yêu tộc đột nhiên bị bại, phát triển mạnh mẽ, không có dấu hiệu nào thảm bại. Điểm thứ hai, chính là huyết yêu tộc bị bại sau đó, thập đại thiên quân lão tổ, cũng không có đuổi tận giết tuyệt, ngược lại để cho huyết yêu tộc giữ nguyên một chút sức sống. Cái này hai điểm vô cùng kỳ quái, đời sau cũng không cách nào giải thích rõ. Tóm lại, ở sau khi chiến tranh kết thúc, thập đại thiên quân lão tổ, dựa vào trấn hưng nhân tộc đại công đức khí vận, thuận lợi phi thăng thái thượng, cũng liên thủ tiếp xúc diệt cựu Nhật chi chủ, thành lập mới tinh hệ thống. Cái này, Diệp Thần mở mắt ra, buông lỏng tay, cảm nhận được liền tất cả nhân quả, nhưng là mờ mịt. Bởi vì, vậy hai cái điểm khả nghi, huyết yêu thiếu nữ cũng không có cho hắn giải thích rõ. Hắn chỉ thấy ở tràng đại chiến kia bên trong, huyết yêu thiếu nữ vô cùng cường hãn, dẫn yêu tộc anh dũng liều giết, cho dù đối mặt thập đại thiên quân lão tổ diệt giết, cũng là không chút nào khuất phục. Cuối cùng nàng mặc dù đánh bại, nhưng vậy bại làm cho người khác rung động. Thấy rõ không? Huyết yêu thiếu nữ nhìn Diệp Thần nói. Diệp Thần nói, còn không biết, có hai cái điểm khả nghi. Huyết yêu cô gái nói, vậy hai cái điểm khả nghi, ta chậm một chút lại nói cho ngươi, ngươi hiện tại cùng cửu diệt yêu hoàng, cùng nhau thay ta hộ pháp. Nói xong lời cuối cùng, huyết yêu thiếu nữ phiêu hồi giếng nước bên trong, chắp hai tay, nhắm mắt lại, tựa hồ ở khấn cầu. Giếng nước bên trong, dâng lên từng luồng tiên khí yêu sương mù, còn quấn nàng trần chuồng hồng trắng thân thể, không ngừng bồi dưỡng nàng huyết mạch. Mãi mãi trước kia, nàng ở nhân tộc cùng yêu tộc trong chiến đấu, bị thập đại thiên quân lão tổ đả thương, đến bây giờ còn không hoàn toàn khôi phục. Diệp Thần trong lòng một hồi rung động, tựa như lần nữa thấy được, cô gái này độc chiến thập đại lão tổ, vậy cô độc dũng hãn tuyệt ngạo bóng người. Biết rõ không địch lại, nhưng vì bổn tộc sinh tồn, cũng là thể bất khuất. Luân hồi chi chủ, địa tâm miếu vậy ba cái lão xương sắp tới, người ta cùng nhau ngăn cản, là lão tổ trì hoãn thời gian. Cửu diệt yêu hoàng nghe được hộ pháp mệnh lệnh, lập tức đi tới Diệp Thần bên người, sắc mặt ngưng trọng nói. Diệp Thần con ngươi co giúp một cái, nói, địa tâm miếu muốn tới. Cửu diệt yêu hoàng gật gật đầu nói, không sai, vậy ba cái lão xương, tự xưng là nhân tộc người bảo vệ, mấy ngày trước vì cứu ngươi, chúng ta huyết yêu tộc điều động, đã khiến cho bọn họ địch ý, bọn họ sẽ không bỏ qua chúng ta. Thật may, lão tổ vậy cảm nhận được địa tâm miếu địch ý, trước thời hạn xuất quan, nàng hiện tại cần thời gian, hấp thu vạn yêu tiên chỉ linh khí, chúng ta là nàng hộ pháp, trước ngăn trở địa tâm miếu nói sau. Vạn yêu tiên trì. Diệp Thần nghe nói như vậy, trong lòng động một cái, nhưng là bắt được thiên cơ. Vạn yêu tiên trì, chính là bốn đại tiên ao một trong, lúc đầu lại ở huyết yêu tộc bên trong. Bốn đại tiên trong ao cầu nguyện hồ tiên, thiên long hồ tiên, Diệp Thần cũng thấy qua, cái này vạn yêu tiên trì nhưng cho tới bây giờ không gặp qua. Vạn yêu tiên trì, nghe nói hàm chứa thế gian nhất hào hùng yêu khí, đối với yêu đạo tu vi rất có ích lợi. Mà vậy vạn yêu tiên trì bên trong, trừ yêu khí ra, còn có tiên khí linh thế chấp, có thể bảo vệ người tâm thần, không bị yêu đạo gây thương tích. Diệp Thần trong lòng bừng tỉnh, khó trách tiểu hoàng như thế động tâm, lúc đầu cái này tiên linh yêu khí năng lượng sau lưng, lại có thể quan hệ đến vạn yêu tiên trì.
nếu như có thể hấp thu vạn yêu tiên chỉ bên trong linh khí, tiểu hoàng tự nhiên có thể đột nhiên tăng mạnh. Bất quá, hiện tại hiển nhiên không phải lúc tu luyện. Bởi vì, địa tâm miếu sát ý, sắp hạ xuống. Vừa lúc đó, trên bầu trời, sấm sét chấn động, có từng mảnh ma quang, từng luồng tiên khí, từng đạo Phật thụy, không ngừng hiện lên xen lẫn, hội tụ thành khói mù, vô cùng nóng rực, trên không trung bốc hơi lên, tình cảnh úy như vậy nguy nga. Hồng gia lão tổ Hồng Bi Trần, Mạc gia lão tổ Mạc Thanh Huyền, Lâm gia lão tổ Lâm Pháp Minh, ba tộc Bái Sơn, mời Hồng Hà tiên tử hiện thân gặp nhau. Ba cái khí thế bàng bạc, khoáng đạt muôn vàn ông già, xuất hiện ở huyết yêu tộc bầu trời, dị tượng chấn động, chính là địa tâm miếu ba tộc lão tổ. Ở ba tộc lão tổ uy phong chấn nhiếp, huyết yêu sơn mạch bên trong, không thiếu tu vi hơi yếu yêu tộc, lại là tại chỗ hộc máu, không chịu nổi uy áp. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, ba tộc lão tổ trong miệng Hồng Hà tiên tử, muốn đến chính là máu kia yêu thiếu nữ tên. Luân hồi chi chủ, chúng ta cùng nhau bảo vệ lão tổ. Cửu Diệt yêu hoàng hướng Diệp Thần nhìn một mắt, thân thể thoáng một cái, hiển hóa ra rắn chín đầu chân thân. Hắn chân thân, vô cùng dữ tợn, rắn chín đầu thân vô cùng khổng lồ, một hiển hóa đi ra, thiên địa khí voi cũng kịch liệt chấn động, có phong vũ lôi điện hạ xuống, càn khôn tựa hồ cũng bị khuấy. Cửu Diệt yêu hoàng bay vút lên lên, cao cứ ở trên trời, cùng ba tộc lão tổ đối lập. Diệp Thần đang đạp ở hắn ở giữa nhất đầu rắn trên, thân thể như núi cao vậy đứng thẳng. Cửu Diệt yêu hoàng chính là trăm gia cảnh tầng 2 thiên cao thủ, cam nguyện bị Diệp Thần dẫm ở dưới chân, đủ thấy hắn đối với Diệp Thần ngưỡng mộ cùng coi trọng. Dẫu sao, bây giờ Diệp Thần, không chỉ là đồng minh, vẫn là Hồng Hà tiên tử coi trọng tương gia bằng hữu. Thậm chí, Hồng Hà tiên tử còn muốn cùng Diệp Thần song tu, Cửu Diệt yêu hoàng dĩ nhiên là một mực cung kính. Ở Diệp Thần sau lưng, huyết yêu tộc các vị trưởng lão, ác ma cổ thần, hắc tử điểu nhóm cường giả, vậy hiển hóa ra chân thân. Rất nhiều đại yêu, chi chít chiếm cứ bầu trời, yêu khí tràn ngập, tựa như ngày tận thế hạ xuống, hình ảnh đặc biệt nguy nga. Mà Diệp Thần, ở vạn yêu bên trong, là nhất là nhìn chăm chú tồn tại, cả người tản ra luân hồi mang khí, còn có động trời võ ý, làm được hắn giống như một chuôi lợi kiếm ra khỏi vỏ, sâu tuyệt thương khung mặt đất. Luân hồi chi chủ, quả nhiên là ngươi. Ba tộc lão tổ gặp được Diệp Thần, cũng không có quá lớn bất ngờ. Bọn họ đã sớm đoán được, Diệp Thần rất có thể sẽ xuất hiện. Dẫu sao, Diệp Thần chính là huyết yêu tộc đồng minh. Ba vị lão tổ, thật lâu không gặp. Diệp Thần hướng ba tộc lão tổ, chắp tay, đúng mực nói. Hồng Bi Trần nhớ tới ngày xưa chật vật, trên khuôn mặt có căm hận cùng chấn nộ thần sắc, nói, luân hồi chi chủ. Người cùng yêu tộc cấu kết, mưu đồ lật đổ nhân tộc Giang Sơn, phải bị tội gì? Diệp Thần ha ha cười một tiếng, nói, Hồng gia lão tổ nói đùa, ta chỉ là vì đối kháng vạn khư, làm sao sẽ lật đổ nhân tộc Giang Sơn? Hồng Bi Trần trong mắt có sát khí lững lờ, ngón tay khuất hộp lại, muốn xuất thủ dậy bảo Diệp Thần. Nhưng lúc này, Lâm Pháp Minh cùng Mạc Thanh Huyền, cũng ở trái và phải kéo hắn, hướng hắn xử một cái ánh mắt. Mạc Thanh Huyền nói, luân hồi chi chủ cuối cùng là bố cục mấu chốt, huống chi sau lưng còn có Nhâm Phi Phàm, không nên tùy tiện xé rách ra mặt. Hồng Bi Trần trong lòng rét một cái, sau này đối kháng tài quyết thánh đường, cuối cùng vẫn là cần mượn dùng Diệp Thần lực lượng, hiện tại hoàn toàn xé rách ra mặt, đúng là bất lợi. Suy nghĩ một chút, Hồng Bi Trần chính là mở miệng nói, luân hồi chi chủ, ta cho một mình ngươi cơ hội, mau rời đi, hôm nay là chúng ta cùng huyết yêu tộc ân oán. Cùng ngươi không liên quan, ngươi hôm nay rời đi, chúng ta còn có thể làm người bạn. Diệp Thần cảm ứng một tí ba tộc lão tổ hơi thở, ước chừng trăm gia cảnh ba tầng thiên, liên thủ đánh ra, nghiền nát hắn dư sức có thừa. Hắn tự nhiên cũng không có quá lỗ mãng, bình tĩnh nói, ba vị lão tổ, ta cùng huyết yêu tộc đã kết là đồng minh, các ngươi có cái gì ân oán, không biết có thể hay không nể tình ta, tạm thời buông xuống. Hồng Bi Trần ha ha cười nhạt. Nói, luân hồi chi chủ, người mặt mũi không lớn như vậy, trừ phi kêu sau lưng ngươi Nhâm Phi Phàm đi ra. Nghe vậy, Diệp Thần hơi biến sắc mặt. Hôm nay vạn khư nguy cơ còn không vượt qua, sau lưng có quá nhiều cặp mắt nhìn chằm chằm, hắn tự nhiên không thể tùy tiện triệu hoán Nhâm Phi Phàm. Huống chi, Nhâm Phi Phàm dưới mắt tất nhiên có chuyện quan trọng xử lý, mình nếu là kêu gọi, tất nhiên sẽ làm nhiễu Nhâm Phi Phàm ở bàn cờ này ở giữa hết thảy.
cho nên bất luận như thế nào, hắn cũng không thể làm ra chuyện này. Hồng Bi Trần nhìn thấu Diệp Thần trong lòng do dự, nói, nếu như Nhâm Phi Phàm không xuất hiện, vậy ngày hôm nay ai cũng đừng nghĩ ngăn trở ta. Nói xong, hắn bỗng nhiên vung tay áo bào, một cổ hung hãn sức lực gió nổi lên, lại là đem Diệp Thần thân thể, rất miễn cưỡng từ Cửu Diệt Yêu Hoàng trên đầu, thổi rơi xuống. Diệp Thần thần sắc đại biến, chỉ cảm thấy hô hấp nghẹt thở, ở to lớn cảnh giới chênh lệch hạ, lại có thể không cầm nổi thân hình. Người khác trên không trung thì phải đi mặt đất rơi xuống, vội vàng hít sâu một hơi, từ đan điền bên trong rất miễn cưỡng bước ra một cổ đấu khí vần quanh toàn thân, lại lần nữa đứng ở không trung. Ồ, đấu chữ quyết. Hồng Bi Trần thấy một màn này, một hồi kinh ngạc. Hắn mới vừa một kích kia, nhìn như hời hợt, thực thì vận dụng toàn lực, cấp cho Diệp Thần một cái dạy bảo, đem hắn đánh rớt đến bùn bên trong đi, không nghĩ tới Diệp Thần đột nhiên tuôn ra đấu khí, rất miễn cưỡng ổn định thân hình. Chỉ là, ở Hồng Bi Trần, Lâm Pháp Minh, Mạc Thanh Huyền ba vị lão tổ khí cơ dưới áp chế, Diệp Thần ngay cả nói chuyện cũng khó khăn, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì thân hình. Cửu Diệt Yêu Hoàng, kêu nhà ngươi lão tổ Hồng Hà Tiên Tử đi ra, ta có chuyện muốn chất vấn nàng. Nếu như lại trễ lần trước chút thời gian, ta cũng không thể bảo đảm các ngươi huyết yêu tộc còn có thể thật tốt sống sót. Hồng Bi Trần phục hồi tinh thần lại, cũng không để ý Diệp Thần, hướng Cửu Diệt Yêu Hoàng quát lên. Thanh âm bên trong hàm chứa một ít võ đạo ý uẩn, cùng với cường giả uy nghiêm. Cửu Diệt Yêu Hoàng to lớn rắn chín đầu thân thể, trôi lơ lửng ở tầng mây tới giữa, che khuất bầu trời, yêu khí dữ tợn. Nhưng hắn khí thế, so với ba tộc lão tổ bàng bạc bác đại, nhưng là có chênh lệch thật lớn. Ba tộc lão tổ, đều là trăm gia cảnh ba tầng thiên siêu cấp cường giả, mặc dù so với Cửu Diệt Yêu Hoàng, chỉ là cao hơn một tầng, nhưng cái này nhất tầng thiên chênh lệch, không thể nghi ngờ trời đất phân nê. Nếu như chiến đấu, Cửu Diệt Yêu Hoàng coi như hiến tế mình, cũng không khả năng có bất kỳ kết quả gì. Cửu Diệt Yêu Hoàng ánh mắt vô cùng ngưng trọng, hít thở sâu một hơi, sau đó lạnh lùng nói, lão tổ đang ngủ say, không thể gặp khách, xin ba vị lão tổ thứ lỗi. Hồng Bi Trần cười lạnh nói, ha ha, hôm nay tiên linh yêu khí lững lờ, nàng nói rõ đã hồi phục xuất quan, ngươi còn muốn giấu giếm. Nhanh lên một chút kêu nàng cút ra đây nhận lấy cái chết, nếu không đừng trách ta không khách khí, tàn sát các ngươi huyết yêu tộc cả nhà. Ngươi hẳn biết, chúng ta có cái này tư cách. Nghe Hồng Bi Trần uy hiếp tiếng nói, Cửu Diệt Yêu Hoàng thân thể run lên, ánh mắt mang theo vẻ âm trầm, thậm chí sát ý ở trong tròng mắt muốn bộc phát ra, nói, không biết ta huyết yêu tộc phạm vào tội gì, lại muốn đưa tới đại họa như thế. Hồng Bi Trần nói, các ngươi phá hư không chiến ước hẹn, lại dám bước vào nhân tộc địa giới, bàn về tội đem giết. Cửu Diệt Yêu Hoàng nói, chúng ta không có hủy ước, không chiến ước hẹn nói, là không cho phép xâm phạm nhân tộc, không cho phép khơi mào chiến loạn, chưa nói không thể rời núi. Hồng Bi Trần hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi cùng ta chơi chữ, vậy thì có ích lợi gì? Hồng Hà Tiên Tử nếu không ra, cho ta một cái giải thích, ta thì phải giết tuyệt các ngươi huyết yêu tộc cả nhà. Cửu Diệt Yêu Hoàng nói, các ngươi ỷ thế hiếp người, uổng gọi nhân tộc người bảo vệ. Hồng Bi Trần, ngươi như thế hùng hổ dọa người, chỉ là vì mượn cớ, mưu đoạt vạn yêu tiên chỉ thôi. Hồng Bi Trần nội tâm mưu đồ, bị Cửu Diệt Yêu Hoàng điểm phá, nhất thời thẹn quá thành giận, nói, một đầu súc sinh, cũng dám cản rỡ trước mặt ta. Cho ta chết. Nói xong, Hồng Bi Trần giận dữ ra tay, một trường lăng không bạo đánh tiếp, trong lòng bàn tay lại có thể nổi lên một cái trận chữ. Trận tự quyết. Một bên Diệp Thần thấy một trường này, con người hơi có giúp một cái. Hồng Bi Trần một trường này, lại là Đại Phạm Thiên 9 tầng chí tôn công bên trong trận tự quyết. Lâm binh đấu giả đều là trận liệt đi tới trước, trận tự quyết đại biểu trận pháp, sau khi luyện thành, trong giơ tay nhấc chân, đều có thể ký kết đại trận, lấy thiên địa đại trận uy thế, trấn áp vạn phương, vô cùng lợi hại. Rắc rắc sát, liền gặp Hồng Bi Trần một trường bạo giết xuống, lòng bàn tay hắc khí bạo động, lập tức hóa ra ngàn vạn nặng đại trận, ở trong hư không qua lại xen lẫn, nghiền nát trùng trùng hư không, rơi trưởng thành trận, hướng Cửu Diệt Yêu Hoàng lướt đi. Cửu Diệt Yêu Hoàng cả kinh thất sắc, lại không nghĩ rằng Hồng Bi Trần lại có thể nắm giữ Cửu Thiên Thần Thuật. Hồng gia cùng Vũ Hoàng gia quan hệ vô cùng mật thiết, thậm chí có thể nói, Hồng gia là Vũ Hoàng gia phiên thuộc, tuyệt đối đồng minh tồn tại. Vũ Hoàng cổ đế vì lôi kéo Hồng gia, lại đem Phạm Thiên Thần Công vậy truyền ra ngoài,
có thể gặp đối với Hồng gia coi trọng. Hồng Bi Trần vậy gián tiếp đạt được Vũ Hoàng Cổ Đế truyền thụ, đã sớm luyện thành trận tự quyết, là hắn cốt lõi nhất lá bài tẩy. Hắn một trưởng này tiện tay giết ra, cũng không có dùng toàn lực, nhưng cho dù là tùy ý một trưởng, trận tự quyết nổ tung, rơi trưởng thành trận, ngàn vạn trọng đại trận xen lẫn, đó cũng là long trời lở đất, vô cùng đáng sợ hình ảnh. Cửu Diệt Yêu Hoàng ở trận tự quyết bao phủ hạ, lại có thể liền năng lực phản kháng cũng không có, tại chỗ bó tay chờ chết. Hắn muốn làm những gì, nhưng dưới tình huống này, căn bản không có làm gì quyền lợi à. Cái này là tuyệt đối lực lượng. Cửu Diệt Yêu Hoàng trong lòng thậm chí ra đời một chút sợ hãi, nhưng yêu tộc huyết mạch và quyết tâm, để cho hắn không thể héo rút. Hắn hai tròng mắt ngưng mắt nhìn Hồng Bi Trần, không sợ hết thảy, liều chết quyết tâm. Hắn là yêu hoàng, vạn yêu hoàng, chết, vậy phải chết lăng nhiên. Minh tự quyết, cửu thiên phá toái đạo. Mắt xem Cửu Diệt Yêu Hoàng, sẽ bị Hồng Bi Trần một trưởng giết chết, nhưng vừa lúc đó, Diệp Thần đột nhiên rút ra Long Uyên Thiên Kiếm, đột phá tất cả hạn chế, một kiếm chém điên cuồng ra. Diệp Thần không có lựa chọn, Cửu Diệt Yêu Hoàng không thể chết được, đúng sự kiện, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, là mình tạo thành, hắn phải ngăn cản. Đạo đạo tiếng rồng ngâm từ trong kiếm bộc phát ra. Hồng Bi Trần mặc dù mạnh mẽ, tu vi xa ở Diệp Thần bên trên, nhưng nguyên là tương thông, Diệp Thần cũng vừa tốt nắm giữ Phạm Thiên Thần Công bí ẩn. Trận này tự quyết, Cửu Diệt Yêu Hoàng không cách nào ngăn cản, nhưng Diệp Thần, dựa vào thuộc tính giống nhau thần thông, có thể miễn cưỡng ngăn trở. Phịch! Diệp Thần khua kiếm giết tới, binh tự quyết cửu thiên phá toái đạo, hóa thành vô số sắc bén mãnh liệt kiếm khí. Châu chấu bay vậy bạo giết ra, đem vậy ngàn vạn nặng đại trận, nhất trọng trọng nghiền nát. Minh tự quyết cùng trận tự quyết, hai đại cửu thiên thần thuật va chạm, ở trong hư không nổ lên vô cùng gió bão, thậm chí có nổ mây hình nấm toát ra, tình cảnh cực kỳ nguy nga. Ai vậy không nghĩ tới, Diệp Thần lại phá cái này đã định trước thế cục. Cái gì? Hồng Bi Trần thấy một màn này, nhất thời kinh hãi. Hắn nhưng mà biết mình nhất kích dưới, đại biểu là cái gì? Lại bị phá. Mạc Thanh Huyền cùng Lâm Pháp Minh hai vị lão tổ, cũng là kinh hãi thất sắc, không nghĩ tới cái này thế gian, lại có thể mới có thể có người tiếp lấy Hồng Bi Trần một trường. Mà đây người, chính là Diệp Thần, tu vi chỉ có còn chân cảnh 4 tầng thiên tồn tại. Mấu chốt luân hồi chi chủ là làm sao làm được. Vô số nghi ngờ tràn ngập ở đám người trong lòng. Luân hồi chi chủ. Cửu Diệt Yêu Hoàng thoát chết trong đường tơ kẽ tóc. Chỉ hù ra cả người mồ hôi lạnh, ánh mắt nhìn về Diệp Thần. Có cảm kích, cũng có nghi ngờ. Hắn thực lực so Diệp Thần cũng cao hơn không thiếu, mình đều không cách nào chống lại, tên này là làm sao làm được. Duy nhất giải thích chính là Diệp Thần trong cơ thể Thiên Yêu Thủy Tổ. Chẳng lẽ Thiên Yêu Thủy Tổ lần nữa hạ xuống? Có thể mình mới vừa rồi hoàn toàn không có cảm nhận được có bữa Yêu Thủy Tổ xuất thủ cảm giác. Cái này bên trong rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Phốc xích, nhưng gặp Diệp Thần sắc mặt trắng bệch, trong miệng máu tươi cuồng phún, quanh thân lại là phun trào ra một chút vết rách, đã là vô cùng yếu ớt. Ở gần như ngoại hạng cảnh giới chênh lệch hạ, hắn đón đỡ Hồng Bi Trần một trường, đơn giản là không sợ chết, nếu như không phải là hắn võ đạo nội tình thâm hậu, hơn nữa thân xác thành thánh, hắn hiện tại đã là một cổ thi thể. Nhìn Diệp Thần như vậy dũng hãn hình dáng, Cửu Diệt Yêu Hoàng, Ác Ma Cổ Thần, Hắc Tử Điều, ba tộc lão tổ, còn có toàn trường tất cả yêu tộc các đệ tử, đều là hoàn toàn rung động, trong mắt có thần sắc kính nể. Luân hồi chi chủ, người đây là ý gì? Cứng rắn muốn xé rách ra mặt sao? Người có biết ngươi làm như vậy, đối nhân tộc mà nói ý vị như thế nào? Hồng Bi Trần ra mặt co rúc, nhìn chằm chằm Diệp Thần quát lên. Hắn cũng không muốn cùng Diệp Thần xé rách ra mặt, bởi vì tương lai còn muốn cùng nhau đối kháng tài quyết thánh đường. Thật ra thì ban đầu, nếu như không phải là Nhâm Phi Phàm ngăn trở, Diệp Thần rất có thể, đã trở thành bọn họ con cờ. Hơn nữa là cực kỳ trọng yếu một con cờ. Diệp Thần ha ha cười một tiếng, lau sạch khóe miệng vết máu, tự nhiên cũng không có xé rách ra mặt dự định. Hắn mặc dù không thích ba tộc lão tổ, nhưng cũng biết, tương lai đối kháng tài quyết thánh đường, ba tộc lão tổ là mấu chốt thế lực, không cho sơ thất. Ba vị lão tổ, ta không muốn cùng các ngươi đối lập. Nhưng ta là huyết yêu tộc đồng minh, tuyệt đối không thể nhìn huyết yêu tộc xảy ra chuyện. Mấy ngày trước, huyết yêu tộc cứu vãn qua ta một lần này, giờ đến phiên ta, bảo vệ bọn họ.
sinh nhi làm người, tuyệt đối không thể làm hạng người vong ân phụ nghĩa. Đây là ta Diệp Thần nguyên tắc. Diệp Thần ánh mắt sắc bén, trong tay nắm chặt Long Uyên Thiên Kiếm, sau lưng có một ngôi sao, chậm rãi bay lên. Lòng hắn bên trong cầu nguyện chữa thương, vậy nguyện vọng thiên tinh, liền thả ra từng luồng ánh sáng trắng, rơi vào trên người hắn, để cho hắn nhanh chóng khôi phục. Ngay chớp mắt, Diệp Thần đã khôi phục không thiếu nguyên khí, hơn nữa sinh mệnh lực khủng bố, hắn vậy gương mặt tái nhợt, dần dần vậy khôi phục đỏ thắm. Nhìn Diệp Thần đáng sợ như vậy hồi phục năng lực, còn có nghe hắn lời nói hùng hồn vậy bảo vệ, toàn trường yêu tộc đều là rung động. Hồng Bi Trần thân thể run rẩy, hắn thật vất vả tìm được mượn cớ, có thể chu diệt huyết yêu tộc, cướp lấy vạn yêu tiên trì, nơi nào chịu tùy tiện thả qua. Nếu như ngày hôm nay rời đi, sau này không có mượn cớ, vậy thì không thể tùy tiện phát động đánh giết, nếu không trời phạt trách phạt, không cách nào chịu đựng. Đây chính là mượn cớ tầm quan trọng, phải ra sư nổi danh, danh không tránh, tất ngôn không thuận, thiên lý bất dung. Luân hồi chi chủ, làm ta cầu ngươi, ngươi đi thôi, ta đáp ứng ngươi, không giết yêu tộc một người, chỉ cần bọn họ giao ra vạn yêu tiên trì. Hồng Bi Trần than thở một tiếng, cũng sợ Diệp Thần cái này quật cường tính cách. Hắn nguyện ý nhượng bộ, chỉ cần huyết yêu tộc giao ra vạn yêu tiên trì, hắn liền không giết người. Nghe được Hồng Bi Trần lời này, toàn trường yêu tộc thần sắc lạnh lùng. Thậm chí vô số yêu tộc trên mình bạo phát ra cực mạnh sát ý. Nhân tộc tới yêu tộc địa giới đoạt vật, bọn họ cho dù chết cũng sẽ không giao ra. Đây là yêu tộc cao ngạo. Cửu Diệt Yêu Hoàng hừ một tiếng, nói, vậy vạn yêu tiên trì, là ta huyết yêu tộc chí bảo, tại sao có thể đưa cho người ngoài? Các ngươi đừng hy vọng hảo huyền. Càng sẽ không đem hắn giao cho nhân tộc, các ngươi vẫn phải chết tim đi. Huyết yêu tộc hai đại chí bảo, Trấn Diệt Yêu Đá cùng vạn yêu tiên trì, Trấn Diệt Yêu Đá còn có được thương lượng, có thể đưa đi, nhưng vạn yêu tiên trì, là tim máu vậy căn cơ, nếu như đưa tiến, vậy tương đương với bỏ qua tim, chảy khô máu, hết thảy khí vận đều phải lưu tán, sống không bằng chết. Yêu tộc bỏ mặc phát sinh chuyện gì, đều sẽ không đem giao ra. Hồng Bi Trần bàn tay khớp xương rắc rắc sát vang dội, nói, đó chính là không có thương lượng, phải không? Cửu Diệt Yêu Hoàng khẽ cắn răng, gần từng chữ các ngươi muốn cướp lấy vạn yêu tiên trì, trước hết giết quang chúng ta yêu tộc nói sau. Tất cả người nghe lệnh, kết trận, bảo vệ yêu tộc, cho dù chết, vậy tuyệt không thể để cho nhân tộc mang ta đi cửa yêu tộc vạn yêu tiên trì. Hắn gào to một tiếng, toàn trường yêu tộc đệ tử, lập tức kết thành huyết yêu thiên trận. Chi chít phô tán ở trên bầu trời, yêu khí nối liền, tình cảnh úy như vậy nguy nga. Hồng Bi Trần vui vẻ cười to, không sợ chút nào, nói, bàn về trận pháp, các ngươi cái này phá trận, làm sao có thể so với ta trận tự quyết. Các ngươi ngày hôm nay cứng rắn muốn tự diệt vong, vậy cũng đừng trách ta vô tình. Nói xong, Hồng Bi Trần lại nhìn chằm chằm Diệp Thần, hai tay chắp sau lưng, nhàn nhạt nói, luân hồi chi chủ, người rốt cuộc đứng ở bên nào. Ngươi cứng rắn muốn cùng ta là địch, vậy ta vậy không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là đem ngươi chấn giết. Đến lúc đó ngươi lại hối hận, nhưng mà không còn kịp rồi. Nghe được Hồng Bi Trần vậy tàn bạo lời nói, Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, nhưng trong con ngươi cương nghị vẻ, không có chút nào yếu bớt. Lâm Pháp Minh cùng Mạc Thanh Huyền nghe được, cũng là lớn kinh, vội vàng kéo lại Hồng Bi Trần nói. Hồng gia lão tổ, xin nghĩ lại. Đừng quên Nhâm Phi Phàm. Nếu như Nhâm Phi Phàm xuất hiện, chúng ta đều không cách nào ngăn cản người này. Luân hồi chi chủ đối với Nhâm Phi Phàm mà nói, cực kỳ trọng yếu, ngày đó, người cũng hẳn cảm nhận được. Bọn họ rất rõ ràng, một khi đại chiến bùng nổ, hoàn toàn cùng Diệp Thần xé rách ra mặt, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Không nói khác, cùng sự việc sau khi kết thúc, Nhâm Phi Phàm tuyệt đối muốn tìm bọn họ tính sổ. Thậm chí Nhâm Phi Phàm giận dữ, còn khả năng đem bọn họ hoàn toàn chu diệt. Hồng Bi Trần sắc mặt hơi đổi một chút, Nhâm Phi Phàm cuối cùng là một khó giải quyết tồn tại, cho dù bọn họ ba người, có chừng trăm gia cảnh ba tầng thiên thực lực, nhưng ở Nhâm Phi Phàm trước mặt, con kiến hôi thôi, huyết nguyệt trói lọi vừa hiện, hết thảy đều phải tan thành mây khói. Muốn đối phó Nhâm Phi Phàm, chỉ có thể để cho Vũ Hoàng Cổ Đế tự mình ra tay. Nhưng đến khi Vũ Hoàng Cổ Đế ra tay, bọn họ xương cũng hóa thành tro. Hồng Bi Trần nội tâm bên trong, thoáng qua vô số ý niệm, tự nhiên không muốn lúc này dừng tay, nhưng cũng không muốn hoàn toàn xé rách ra mặt. Mà nghĩ ngợi luôn mãi, Hồng
Hồng Bi Trần nhìn Diệp Thần, nói, Luân Hồi Chi Chủ, người như muốn bảo vệ huyết yêu tộc, chúng ta tới định cái đánh cuộc. Diệp Thần tâm tư chớp động, cảm ứng một tí Hồng Hà Tiên Tử hơi thở, người sau còn đang hấp thu vạn yêu tiên chỉ linh khí, hôm nay là tuyệt đối không thể nào xuất quan, muốn giải quyết hôm nay nguy cục, chỉ có thể dựa vào mình. Hắn bất quá còn chân cảnh, mới vừa rồi Hồng Bi Trần nhất kích cũng không phải là toàn lực, cho nên hắn có thể ngăn cản, nếu thật là chiến đấu, mình và yêu hoàng các người, tuyệt đối không có phần thắng. Dưới mắt chỉ có thể từ đánh cuộc bên trong xem có thể hay không tìm được phương pháp phá giải. Cái gì đánh cuộc? Lập tức, Diệp Thần liền hướng Hồng Bi Trần hỏi. Hồng Bi Trần khẽ mỉm cười, nói, ngươi nếu như có thể đón thêm ta một trưởng mà không chết, ta lập tức rời đi, thậm chí quên trước huyết yêu tộc hết thảy chuyện. Nhưng nếu như, ngươi bị ta một trưởng đánh chết, đó là tội của ngươi qua, không liên quan chuyện của ta, là ngươi cứng rắn phải ra đầu, coi như bị đánh chết. Cũng là ngươi tự tìm, ngươi không cho phép kêu người bất kỳ tới vì ngươi trả thù. Bao gồm Nhâm Phi Phàm. Nghe được Hồng Bi Trần đánh cuộc này, toàn trường yêu tộc xôn xao. Diệp Thần trong lòng cũng là rét một cái, Hồng Bi Trần đánh cuộc này, nói rõ là muốn đoạn tuyệt hậu hoạn. Một khi hắn đáp ứng, bị một trưởng đánh chết, đó cũng là tự tìm, dựa theo ước định, Nhâm Phi Phàm không có lý do giúp hắn trả thù. Như vậy thứ nhất, Hồng Bi Trần liền hoàn toàn an toàn. Không sợ trả thù. Nhưng mình trạng thái bây giờ cùng với thực lực, lại làm sao có thể ngăn cản liền một kích này. Đây không thể nghi ngờ là chịu chết à. Vô sỉ, Hồng Bi Trần, người đường đường trăm gia cảnh ba tầng thiên tuyệt thế cường giả, mà luân hồi chi chủ tu vi, chỉ có còn chân cảnh bốn tầng thiên, hắn bị ngươi một trưởng, há có thể không chết. Ngươi đánh cuộc này, quá mức tàn nhẫn độc vô sỉ. Luân hồi chi chủ, ngàn vạn không nên đáp ứng hắn. Chẳng qua, chúng ta yêu tộc và bọn họ cá chết lưới rách. Ba vị này nhân tộc lão tổ muốn trở lui toàn thân, vậy tuyệt không thể nào. Cửu Diệt Yêu Hoàng vô cùng tức giận, hướng Hồng Bi Trần quát. Đánh cuộc này, đối với Diệp Thần quá bất lợi. Dẫu sao, Diệp Thần tu vi, chỉ có còn chân cảnh bốn tầng thiên mà thôi, và Hồng Bi Trần chênh lệch thực sự quá lớn. Hồng Bi Trần cười nói, mới vừa hắn không phải nhận ta một trưởng sao. Cửu Diệt Yêu Hoàng cả giận nói, đó là ngươi còn không dùng toàn lực. Hắn biết rõ trăm gia cảnh ba tầng thiên lợi hại, nếu như Hồng Bi Trần động dùng toàn lực, trận tự quyết ngút trời bùng nổ, Diệp Thần coi như mạnh hơn đi nữa, lại như thế nào có thể ngăn cản. Diệp Thần tâm tư chớp động, hắn cũng không có lựa chọn, hôm nay, chỉ có thể lại thử một phen. Dĩ nhiên, hắn vậy tin tưởng mình, tuyệt sẽ không như vậy dễ dàng chết. Nghĩ tới đây. Diệp Thần tiến lên trước một bước, hướng Hồng Bi Trần nói, được, Hồng tiền bối, ta đáp ứng ngươi. Hắn lời nói này nói ra, nhất thời toàn trường khiếp sợ. Cửu Diệt Yêu Hoàng bước ra một bước, cực kỳ nghiêm túc nói, luân hồi chi chủ, tuyệt đối không thể. Ngươi làm sao có thể đáp ứng, đây không phải là chịu chết sao? Chung quanh các trưởng lão yêu tộc, cũng là rối rít khuyên can. Dẫu sao, Hồng Bi Trần thực lực cường hãn. Chính là ngày xưa Hồng gia nhị đại lão tổ, tu vi chừng trăm gia cảnh ba tầng thiên, hơn nữa nắm giữ cửu thiên thần thuật, hắn một trưởng toàn lực đánh xuống, Diệp Thần há có thể ngăn cản. Đây hoàn toàn là chịu chết à. Một khi Diệp Thần bị giết chết, huyết yêu tộc cũng khó mà sống sót, thế tất yếu bị Hồng Bi Trần san bằng, vậy vạn yêu tiên chỉ cũng phải bị cướp đi. Nhưng mà, thời khắc này Diệp Thần nhưng là trầm tĩnh không nói, tuy biết khó khăn, nhưng hắn nguyện ý thử một lần. Hắn tin tưởng lấy võ đạo của mình nội tình, muốn tiếp lấy Hồng Bi Trần một trưởng, vẫn là có thể. Bất quá một trưởng này sau đó, chuyện mình trạng thái như thế nào, hắn cũng không biết. Nhưng hẳn không chết được. Hồng Bi Trần con người đông lại một cái, cười nhạt, nói, ha ha ha, luân hồi chi chủ, quả nhiên thật can đảm khí. Ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi nguyện ý đáp ứng đánh cuộc này, tiếp ta một trưởng. Diệp Thần bước ra một bước. Hai tay chắp sau lưng, quanh thân tản ra động trời khí thế, nói, ưng. Hồng tiền bối, như ta đón ngươi một trưởng không chết, vậy làm phiền ngươi lập tức rời đi. Như người vi phạm, vĩnh viễn bị quy tắc hành hạ, đạo tâm tất hủy. Hồng Bi Trần nói, đây là tự nhiên, ngươi lên đây đi. Diệp Thần gật đầu một cái, động thân bay lên, trôi lơ lửng ở Hồng Bi Trần trước người, hai bên cách nhau trăm mét chừng. Hồng Bi Trần khí định thần nhàn.
bàn tay rút lại tay áo bảo bên trong, ánh mắt ngưng mắt nhìn Diệp Thần. Lâm Pháp Minh cùng Mạc Thanh Huyền hai vị lão tổ, lui về phía sau. Cửu Diệt Yêu Hoàng cùng rất nhiều yêu tộc, vây ở chung quanh, tất cả người nín thở tĩnh khí. Việc đã đến nước này, bọn họ vậy không ngăn được Diệp Thần, chỉ có thể đem tất cả hy vọng, ký thác vào Diệp Thần trên mình. Nếu như Diệp Thần có thể chịu đựng ở Hồng Bi Trần một trường, vậy ngày hôm nay huyết yêu tộc nguy cơ, có thể yên ổn vượt qua. Nhưng nếu như, Diệp Thần thất bại, không chỉ là hắn chết, liền huyết yêu tộc, cũng phải hoàn toàn tiêu diệt. Ha ha ha, Luân Hồi Chi Chủ, hôm nay là ngươi tự tìm cái chết, có thể ngàn vạn đừng trách ta vô tình. Hồng Bi Trần bàn tay từ tay áo bảo bên trong lật ra, từng vòng mơ hồ nguyên thuật ánh sáng, dần dần tràn ngập ra. Diệp Thần cũng không đáp lời, mà là yên lặng chuẩn bị phòng ngự. Trận chiến này, hắn không có bất kỳ lựa chọn, chết cũng phải chống được. Xích Trần Thần Mạch, mở. Trong lòng khẽ quát một tiếng, Diệp Thần thân thể ngoài mặt, lập tức che phủ một tầng thật dày hoàng kim chiến giáp, để cho được hắn cả người, kim quang lập lòe, phảng phất là từ sử thi thần thoại bên trong nhảy ra chiến thần vậy. Trần Bia thăng cấp viên mãn sau đó, càng mạnh mẽ. Hoặc giả là Trần Bia vậy cảm nhận được một kích này đối với Diệp Thần cực kỳ trọng yếu, lại tản mát ra so với trước đó còn kinh khủng hơn chói lọi. Mậu thổ nguyên phù, bảo vệ. Sau đó, Diệp Thần lại sử dụng mậu thổ nguyên phù, chín cầm cự kiếm vần quanh thân, hình thành một tầng kiếm tường. Hoàng Tuyền Đồ, nguyện vọng thiên tinh, lên. Ngay sau đó, Hoàng Tuyền Đồ cùng nguyện vọng thiên tinh, đồng thời thả ra. Ngàn vạn nặng Hoàng Tuyền Giang Sơn, hình thành kim thang vậy vững chắc phòng ngự, còn có nguyện vọng thiên tinh, hào hùng nguyện vọng niệm lực thả ra ngoài, cuồn cuộn ánh sáng trắng hỗn loạn bát hoang, vô số tín đồ khấn cầu màng bái, để cho được Diệp Thần quanh thân phòng ngự, nhanh chóng tăng vọt. Rắc rắc. Cuối cùng, Diệp Thần lại bước ra một bước, bàn chân tựa như đạp vỡ hư không, phát ra thanh thúy tiếng nổ vang, một bức khoáng đạt hồng mông bản đồ tinh không cuốn, ở sau lưng hắn chống đỡ lên. Được, rất tốt. Hồng Bi Trần thấy Diệp Thần trùng trùng phòng ngự, không khỏi khen ngợi một tiếng. Luân hồi huyết mạch, Hoàng Tuyền Đồ, nguyện vọng thiên tinh, hồng mông đại tinh không, cái này tầng tầng phòng ngự điệp cộng lại, để cho được Diệp Thần thời khắc này lực phòng ngự, nghịch thiên vậy khủng bố, coi như Thái Dương nổ, Ngân Hà băng diệt, cũng không thể thương tổn tới hắn một cái chút nào mau. Lâm Pháp Minh cùng Mạc Thanh Huyền hai vị lão tổ, thấy Diệp Thần phòng ngự thâm hậu như vậy hình dáng, sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái. Bọn họ tự hỏi, nếu như là bọn họ xuất thủ, coi như có thể miễn cưỡng phá vỡ Diệp Thần phòng ngự, cũng không khả năng giết chết hắn, tối đa đánh cho bị thương. Mà Cửu Diệt Yêu Hoàng, Ác Ma Cổ Thần, Hắc Tử Điều cùng yêu tộc, thấy cái này trùng trùng phòng ngự, trong mắt cũng dấy lên ánh sáng hy vọng. Thâm hậu như vậy phòng ngự, nói không chừng thật có thể ngăn trở Hồng Bi Trần công kích. Luân Hồi Chi Chủ, vậy thì xem, là phòng ngự của ngươi lợi hại, vẫn là ta sát phạt lợi hại. Hồng Bi Trần hừ lạnh một tiếng, nhưng là chút nào không hoảng hốt, bỗng nhiên bước ra một bước, chư thiên vạn giới nguyên đạo hơi thở, tựa như cũng đi hắn thân thể hội tụ đi. Trận tự quyết, sơ trưởng thành trận, vạn cổ ma hóa đạo. Ngửa mặt lên trời quát to một tiếng, Hồng Bi Trần hai tay đều xuất hiện, lăng không hung hăng bạo đánh ra. Một cái to lớn cổ xưa trận chữ, ở trong hư không lóng lánh, giống như sáng chói tinh thần vậy, chào đáng trước đen nhánh ma quang. Tầng tầng trận pháp, đếm vậy đếm không hết, chi chít nổi lên, trận văn lẫn nhau xen lẫn, cuối cùng hóa thành một cái to lớn ma trận, ủng ủng hướng Diệp Thần trấn áp xuống đi. Mạc Hồng Lâm ba tộc bên trong, Mạc gia tu tiên, Lâm gia nhân xâm Phật, Hồng gia tu ma, Hồng gia ở ma đạo tu là nhiều, có vô cùng là tinh xảo thành tựu, Hồng Bi Trần ma đạo thần thông, lại là thâm hậu. Giờ khắc này, hắn đem trọn đời sở học ma đạo, toàn bộ bộc phát ra. Cùng trận tự quyết hòa làm một thể, ngàn vạn tầng đại trận, hội tụ thành ma trận. Cuồn cuộn ma khí, giống như cột khói vậy thẳng sông lên thiên tiêu, vậy cột khói bên trong, lại có một bụi thần thụ hư ảnh, nổi lên. Đó là Hồng Gia bảo vệ cây, vũ trụ thần thụ hư ảnh. Vũ trụ thần thụ, đã sớm tan vỡ tiêu tán, nhưng Hồng Bi Trần tu vi thâm hậu, dựa vào tự thân linh khí, lại có thể nghịch chuyển quy luật, đúc lại ra một món vũ trụ thần thụ hư ảnh. Mặc dù chỉ là hư ảnh, thế nhưng vũ trụ mênh mông vậy bàng bạc uy thế, đủ để làm toàn trường mỗi một người rung động. Ở trận tự quyết ma khí dính xuống, vũ trụ thần thụ hư ảnh hóa thành màu sắc đen nhánh,
giống như sừng sững trong địa ngục ma cây, rễ cây nối liền núi thây biển máu, nhánh cây lá cây là đao kiếm rừng cây, sát phạt kinh khủng dị thường. Diệp Thần nhìn trận kia tự quyết, hòa lẫn vũ trụ ma cây dưới áp chế tới, gương mặt cũng là hơi biến sắc, chỉ cảm thấy vô cùng to lớn áp lực. Đấu chữ quyết, đấu đế viêm hoàng trận. Diệp Thần một tiếng gầm thét, Long Uyên Thiên Kiếm đổ cắm hư không, Lạc Kiếm thành trận, đấu khí nổ tung, hiển hóa ra một cái đấu đế viêm hoàng trận. Màu đỏ thẫm đấu khí, ở Diệp Thần giáp hoàng kim trên, phủ thêm một bộ đấu đế chiến bào, hắn cắn chặt hàm răng, gắt gao ngăn cản Hồng Bi Trần công kích. Rắc rắc sát. Trận tự quyết ma trận, như ngày tận thế thẩm phán vậy, hạ xuống, ma trận bên trong sinh trưởng vũ trụ thần thụ, đỉnh thiên lập địa, cành lá giải khai Diệp Thần hồng mông đại tinh không, đem đúng mảnh tinh không, toàn bộ nghiền nát. Sau đó, ma trận bùng nổ, cửu thiên thần thuật nguyên khí, cùng Hồng Bi Trần ma khí, hội tụ thành kinh thiên nước lũ, đem Diệp Thần ngàn vạn nặng hoàng tuyền giang sơn, mậu thổ cự kiếm, toàn bộ đập sập. Diệp Thần đối mặt với vậy ma khí nước lũ, chỉ cảm thấy thân thể lay động, đứng không vững, cơ hồ phải bị đánh ngã. Hắn vành mắt hết sức nứt ra, gắt gao nắm chặt Long Uyên Thiên Kiếm chuôi kiếm, vững vàng ổn định thân hình, không để cho mình ngã xuống. Tội gì vùng vẫy? Hồng Bi Trần cười lạnh một tiếng, phá vỡ Diệp Thần trùng trùng phòng ngự sau đó, một chưởng như trời ma hạ xuống, hung hăng đánh vào Diệp Thần trên thân thể. Phịch! Đây là động trời một chưởng. Ẩn chứa cửu thiên thần thuật cùng trăm gia cảnh ba tầng thiên cường giả uy nghiêm, trưởng thế hung mãnh, đơn giản là muốn chấn áp trần thế, hoành đẩy người gian. Diệp Thần trên mình đấu đế chiến bào, hoàng kim chiến giáp, cơ hồ là ở ngay lập tức, toàn bộ nổ tung nghiền, hóa thành nhỏ vụn lưu quang tiêu tán đi. Phốc xích! Diệp Thần chỉ cảm thấy một cổ đáng sợ trưởng lực, xông lên vào bên trong cơ thể, cơ hồ đem hắn ngũ tạng lục phủ cắn nát, hắn tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi. Gương mặt thảm trắng. Ô! Sau lưng hắn nguyện vọng thiên tinh, vậy bị liên lụy, từ không trung rơi xuống. Ha ha ha! Hồng Bi Trần thu bàn tay về, một bộ tư thái người thắng. Hụ! Diệp Thần ho khan kịch liệt một tiếng, lại ói ra một cái máu bầm, nguyên bản liền gương mặt tái nhợt, lại là không có nửa chút huyết sắc, đầu ông tắc hưởng, thân thể một cái lay động, đoạn tuyến con diều vậy từ trên trời đánh mất, hung hăng đập trên mặt đất. Trực tiếp đập ra một cái hố sâu. Cuồn cuộn bụi bặm văng lên, như vạn trượng, nếu như vực sâu. Hồng Bi Trần một trưởng này, trận tự quyết uy thế quá hung mãnh, trực tiếp cắt dứt Diệp Thần sức sống. Sinh mệnh lực của hắn, đang nhanh chóng trôi qua. Cho dù ai cũng có thể nhìn ra, hắn hoàn toàn đánh bại, thoi thóp, như gió bên trong tàn trúc, rất nhanh sẽ chết đi. Luân hồi chi chủ. Cửu Diệt Yêu Hoàng thấy Diệp Thần sa sút. Nhất thời kinh hãi thất sắc. Toàn trường các yêu tộc cũng là kinh hô lên, rối rít phi hàng đi xuống, vây ở Diệp Thần bên người, nhưng gặp Diệp Thần cả người tựa hồ bung cái khung, như bùn nát vậy tê liệt trên đất. Ai cũng không dám đi đỡ Diệp Thần, bởi vì xem Diệp Thần cái này yếu ớt hình dáng, nếu ai đụng hắn một tí, hắn thì phải dã rời, xương thịt chia lìa chết đi. Luân hồi chi chủ, quả nhiên là lợi hại, nhưng tiếc là ở tuyệt đối cảnh giới chênh lệch hạ. Người cuối cùng không phải ta địch thủ. Hồng Bi Trần mắt lạnh nhìn Diệp Thần, giống như nhìn một cái mộ bên trong hài cốt. Hắn lại nhìn khắp bốn phía, toàn trường mỗi một cái yêu tộc, không ai dám tiếp xúc hắn ánh mắt, đều rối rít cúi đầu. Cái loại này tồn tại, phải nên làm như thế nào ngăn cản? Bọn họ tự xưng là căn bản không có thể như Diệp Thần vậy chịu đựng ở một kích này. Thậm chí ở một kích này còn chưa tới, bọn họ liền muốn bỏ mình. Hồng Bi Trần như vậy hung hãn, liền Diệp Thần đều phải bị hắn giết chết, tại chỗ còn có ai, có thể cùng hắn tương đương. Chẳng lẽ hôm nay, ta huyết yêu tộc nhất định phải diệt vong sao? Cửu Diệt Yêu Hoàng nội tâm tràn đầy bi thương, nhưng vậy không thể làm gì, huyết yêu lão tổ Hồng Hà Tiên Tử, còn đang hấp thu vạn yêu tiên chỉ linh khí, trong thời gian ngắn căn bản không có thể hồi phục. Mà Hồng Bi Trần, lập tức phải tiêu diệt toàn trường, chỉ sợ Hồng Hà Tiên Tử linh khí còn không khôi phục. Liền phải bị giết, liền vạn yêu tiên chỉ cũng phải bị cướp đi. Nghĩ đến diệt tộc bi thảm cảnh tượng, Cửu Diệt Yêu Hoàng một trái tim hoàn toàn nghiêm túc. Cho các ngươi hai nén hương thời gian, thay luân hồi chi chủ nhặt xác, sau đó các ngươi liền có thể an tâm lãnh cái chết, ta sẽ cho các ngươi một thống khoái. Hồng Bi Trần híp mắt cười một tiếng, tựa như chúa tể toàn cục, khống chế hết thảy.
Lâm Pháp Minh cùng Mạc Thanh Huyền hai vị lão tổ, đều là thở phào nhẹ nhõm, lại có thương tiếc không biết làm sao ý. Bọn họ cũng không muốn giết Diệp Thần, nhưng việc đã đến nước này, nói nhiều vô ích, ngày hôm nay có thể tiêu diệt huyết yêu tộc, cướp lấy vạn yêu tiên trì, cuối cùng cũng có thể đền bù luân hồi thiếu sót, sau này đối kháng tài quyết thánh đường, vậy chưa đến nỗi bị động. Toàn trường yêu tộc ảm đạm, cũng không biết như thế nào cho phải. Vừa lúc đó, Diệp Thần thân thể, đột nhiên hơi lắc lư một tí. Một món lục óng ánh sức sống, từ Diệp Thần trong cơ thể toát ra, một khối có khắc linh chữ luân hồi bia đá, cũng là hiện ra. Vô cùng sức sống, ở Diệp Thần thân thể trào đãng. Hắn lảo đảo lắc lư, ở toàn trường ánh mắt kinh ngạc bên trong, đứng lên, lau mép một cái máu tươi, mắt lạnh nhìn bầu trời hồng bi trần, nói. Ta còn sống, ai muốn thay ta nhặt xác? Thấy vậy, toàn trường yêu tộc nhất thời yên tĩnh, yên lặng như tờ, như chết yên lặng. Chẳng ai nghĩ tới, lúc này, Diệp Thần lại còn có lực khí đứng lên. Hồng Bi Trần cũng là cả kinh, sau đó nhìn về như bánh xe hồi linh bia, liền biết được nguyên nhân, hừ lạnh một tiếng, nói, luân hồi chi chủ, người khổ khổ vùng vẫy thì có ích lợi gì? Người chúng ta một trưởng, toàn thân gân cốt nghiền, sức sống vết nứt, đã là hẳn phải chết người, người cưỡng ép dùng luân hồi huyền bi kéo dài tánh mạng, thì có ích lợi gì? Diệp Thần ha ha cười một tiếng nói, ta bây giờ còn chưa chết, Hồng Bi Trần, chàng này đánh cuộc, người bại. Hồng Bi Trần hơi biến sắc mặt, nói, người cưỡng ép vùng vẫy mà thôi. Người khổ khổ kéo dài tánh mạng, kéo dài hơi tàn, sống tối đa không quá nửa tháng, người vùng vẫy thì có ích lợi gì? Diệp Thần cười nói, người chớ xía vào ta còn có thể sống bao lâu, tóm lại, người một trưởng giết không chết ta, chính là người thua. Hồng Bi Trần nhất thời ngạc nhiên, không nói ra lời. Lâm Pháp Minh cùng Mạc Thanh Huyền hai vị lão tổ, cũng là bất ngờ cùng khiếp sợ, tuyệt đối không nghĩ tới Diệp Thần còn có thể đứng lên. Bọn họ vậy nhìn ra, Diệp Thần là cưỡng ép dùng luân hồi linh bia kéo dài tánh mạng, trên thực tế sức sống đã vết nứt, không sống qua nửa tháng. Diệp Thần cùng Hồng Bi Trần cảnh giới chênh lệch, cuối cùng là quá lớn, hơn nữa Hồng Bi Trần còn nắm giữ cửu thiên thần thuật, Diệp Thần cứng rắn bị hắn một trường, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lại thâm hậu nội tình cũng không ngăn nổi. Chỉ là, Diệp Thần dựa vào tự thân huyết mạch, lại cưỡng ép kéo dài tánh mạng mà thôi, trong chốc lát ngược lại cũng không chết. Bỏ mặc sau này như thế nào, hiện tại Diệp Thần còn thật tốt đứng, nói cách khác, chàng này đánh cuộc, là Hồng Bi Trần đánh bại. Cửu Diệt Yêu Hoàng thấy Diệp Thần còn sống, dĩ nhiên là vô cùng ngạc nhiên mừng rỡ, hướng Hồng Bi Trần nói. Hồng Bi Trần, luân hồi chi chủ khí vận thâm hậu. Cái này nửa tháng thời gian, hắn nhất định có lần nữa hồi phục biện pháp, người muốn giết chết hắn, nhưng là tuyệt đối không thể. Chàng này đánh cuộc, người thua. Nghe vậy, Hồng Bi Trần sắc mặt rất là khó khăn xem. Ngoài mặt xem, Diệp Thần đúng là chỉ còn lại nửa tháng mạng, nhưng luân hồi chi chủ khí vận, cực kỳ thâm hậu, yên biết hắn cái này nửa tháng, không có nghịch thiên cải mệnh cơ hội. Diệp Thần khẽ mỉm cười, hai tròng mắt tràn đầy kiên định, nói, Hồng Bi Trần. Chẳng lẽ ngươi muốn làm trái lời hứa sao? Hồng Bi Trần cắn răng nghiến lợi, mặt đầy tức giận, nhưng cuối cùng vậy không dám vi phạm đánh cuộc, phẩy tay áo một cái bảo, nói, chúng ta đi. Luân hồi chi chủ, ngươi biết là chuyện hôm nay, hối hận. Dứt lời, hắn mang Lâm Pháp Minh cùng Mạc Thanh Huyền, xoay người biến dạng hư không đi. Mặc dù nội tâm tràn đầy không cam lòng, nhưng đánh bại chính là đánh bại, hắn tự nhiên vậy phải tuân thủ cam kết. Mà theo Hồng Bi Trần đoàn người rời đi, huyết yêu tộc nguy cơ, hoàn toàn giải trừ. Toàn trường các yêu tộc, đầu tiên là yên lặng ngạc nhiên, không dám tin tưởng, sau đó phục hồi tinh thần lại, bộc phát ra một hồi sơn hô hải khiếu vậy hoan hô, trong miệng đồng hô. Luân hồi chi chủ uy vũ. Nếu như không phải là Diệp Thần mà nói, bọn họ rất có thể thì phải diệt tộc. Diệp Thần thấy ba tộc lão tổ rời đi, cũng là thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là trong cơ thể gân cốt vỡ vụn, sức sống cũng là vết nứt, hắn tình huống rất không ổn, nguy nan giải trừ sau đó, thần kinh căng thẳng buông lỏng xuống, trước mắt tối sầm, bất tỉnh ngã tới. Luân hồi chi chủ, Cửu Diệt Yêu Hoàng thấy Diệp Thần hôn mê, sắc mặt trầm xuống, vội vàng đỡ Diệp Thần, trở lại cổ yêu thần miếu bên trong. Cổ yêu trước thần miếu, huyết yêu tộc tổ tiên, Hồng Hà tiên tử, đang ngâm ở giếng nước bên trong, yên lặng hấp thu vạn yêu tiên chỉ linh khí. Còn không có hồi phục. Cửu Diệt Yêu Hoàng không dám quấy rầy lão tổ,
liền đem Diệp Thần tạm thời thu xếp ở cổ yêu thần miếu bên trong, lặng lẽ đợi lão tổ hồi phục. Diệp Thần thương thế quá nghiêm trọng, đã là chết thế, nếu như không có đủ cường đại cơ duyên, nửa tháng sau hẳn phải chết. Nghiêm trọng như vậy cục diện, Cửu Diệt Yêu Hoàng vậy không nắm được chủ ý, chỉ có thể chờ Hồng Hà tiên tử hồi phục, lại làm quyết đoán. Như vậy qua một ngày, đến được sáng sớm ngày thứ hai, giếng nước bên trong hồng quang bùng nổ, tiên linh yêu khí ngất trời, Hồng Hà tiên tử mở mắt ra, chính thức hồi phục xuất quan, từ giếng nước bên trong người nhẹ nhàng ra. Lão tổ, Cửu Diệt Yêu Hoàng sớm đang đợi, thấy Hồng Hà tiên tử xuất quan, vội vàng quỳ xuống nghênh đón, muốn kể chuyện hôm qua. Ta đều biết. Hồng Hà tiên tử gật đầu một cái, ngày hôm qua Diệp Thần ngăn cơn sóng dữ, cứu vãn huyết yêu tộc toàn tộc, nàng đã biết được, nội tâm vừa là cảm kích, lại kính nể Diệp Thần dũng khí. Nàng chậm rãi đi vào cổ yêu thần trong miếu, nhưng thấy Diệp Thần nằm ở thần miếu pho tượng trước trên bồ đoàn, đã là thoi thóp, hơi thở vô cùng suy yếu. À! Hồng Hà tiên tử một tiếng thở dài, trước hướng pho tượng kia thi lễ một cái, sau đó đi tới Diệp Thần bên người, đem Diệp Thần ôm ngồi dậy. Cái này thần miếu cung phụng, là huyết yêu tộc Khai Sơn Tổ Sư, tên chữ pháp danh đã không thể thi, chỉ gọi làm Cổ Yêu Chí Tôn. Nghe nói, Cổ Yêu Chí Tôn là cùng thiên yêu cùng một thời đại nhân vật lớn, vậy vạn yêu tiên trì, chính là hắn từ thái thượng thế giới, mang tới địa tâm vực. Mà Cổ Yêu Chí Tôn, đi tới địa tâm vực, tựa hồ là vì tị nạn. Đây là rất cổ xưa chuyện, Hồng Hà tiên tử vậy không biết, nàng chỉ hy vọng Cổ Yêu Chí Tôn phù hộ, có thể để cho Diệp Thần vượt qua cửa ải khó. Nhìn Diệp Thần gương mặt tái nhợt cùng môi, Hồng Hà tiên tử cúi đầu xuống, hôn Diệp Thần đôi môi, một món linh khí từ nàng miệng anh đào nhỏ bên trong phát ra, chuyển sang đến Diệp Thần trong miệng. Diệp Thần mơ mơ màng màng tới giữa, cảm thấy môi ướt át, có một món linh khí chuyển vận tới, bồi bổ hắn toàn thân. Hắn nhất thời tinh thần đại chấn, mở mắt ra, tỉnh lại. Ngươi tỉnh. Hồng Hà tiên tử buông lỏng Diệp Thần, ánh mắt ngắm nhìn hắn. Tiền bối. Diệp Thần mới vừa tỉnh lại, còn có chút mờ mịt hình dáng. Hồng Hà tiên tử nói, không cần kêu ta tiền bối, ngươi có thể kêu ta Hồng Hà tiên tử. Diệp Thần nói, Hồng Hà tiên tử, vậy vạn yêu tiên trì. Hồng Hà tiên tử nói, Hồng Bi Trần vậy ba cái lão xương đi, vạn yêu tiên trì an toàn, nhưng ngươi bị thương quá nặng, cần phải nghĩ biện pháp chữa trị. Diệp Thần cảm ứng thân thể một chút, vậy phát hiện bị thương quá nặng, kinh mạch đều bị đánh gãy, vô cùng đau đớn, hắn y thuật thủ đoạn, lại không cách nào chữa trị. Như vậy có thể gặp, trăm gia cảnh cường giả kết quả có kinh khủng dường nào. Đích xác tổn thương được không nhẹ, ta phải rời đi, phải nghĩ biện pháp chữa thương. Diệp Thần nhướng mày một cái, như vậy thương thế nghiêm trọng, sợ rằng không tốt chữa trị, hắn dự định trước trở lại Phong gia tổ địa, làm tiếp dự định. Hồng Hà tiên tử kéo hắn tay, nói, hey, ngươi phải đi nơi nào? Ngươi tổn thương được lại như vậy, đừng có chạy lung tung. Diệp Thần cười khổ nói, ta ở lại chỗ này, ngươi có chữa trị ta biện pháp sao? Hồng Hà tiên tử trần chờ một tí, nói, nếu như có thể mở ra vạn yêu tiên trì mà nói, đích xác có thể để cho ngươi trị liệu, nhưng ta thực lực còn không khôi phục, không cách nào mở ra vạn yêu tiên trì lối vào. Vạn yêu tiên trì chính là bốn đại tiên ao một trong. Huyết yêu tộc bên trong vạn yêu tiên trì, là hoàn chỉnh trạng thái, cũng không phải là cái gì nhánh sông, linh khí là tròn đầy đậm đà, nếu như Diệp Thần có thể ngâm đi vào, đủ để chữa khỏi thương thế. Người vậy không mở ra lối vào sao? Diệp Thần nhướng mày một cái. Hồng Hà tiên tử nói, ta ở tuyên thời xưa, bị thập đại thiên quân lão tổ đả thương, ngày hôm nay coi như hồi phục xuất quan, thực lực cũng đã không lớn bằng lúc trước. Không cách nào lại nắm trong tay vạn yêu tiên trì, nếu không, cũng sẽ không để cho ngươi chịu đựng như vậy khổ sở. Diệp Thần trong lòng động một cái, nói, vậy vạn yêu tiên trì lối vào, ở nơi nào? Hắn trong sâu thẳm, bắt được một cổ đại cơ duyên, nếu như có thể tiến vào vạn yêu tiên trì, hắn thương thế liền được cứu rồi. Hơn nữa, tiểu hoàng cũng có thể hấp thu vạn yêu tiên trì linh khí, tăng tiến thực lực. Ngươi có bữa yêu bảo vệ. Nói không chừng có thể thử một chút, nếu là có thể mở ra vạn yêu tiên trì, vậy cũng tốt. Hồng Hà tiên tử đứng dậy, hướng cổ yêu chí tôn tượng thần, thi lễ bắt pháp quyết. Vậy cổ yêu thần xem chuyển động, sau lưng xuất hiện một đạo phong cách cổ xưa cửa. Đây chính là vạn yêu tiên trì lối vào,
đáng tiếc ta thực lực không lớn bằng lúc trước, đã không thể đẩy ra cánh cửa này. Hồng Hà tiên tử than thở một tiếng, lại nói, vậy vạn yêu tiên trì, thật ra thì ngay tại huyết yêu sơn mạch lòng đất, ngoài miếu nước kia giếng, cùng vạn yêu tiên trì liên thông, có thể hấp thu một chút hồ tiên linh khí. Diệp thần cả kinh, nói chỉ là một chút hồ tiên linh khí, dị tượng giống như này bàng bạc. Hắn chả hết nhớ, vậy tiên linh yêu khí thẳng sông lên thiên khung khoáng đạt hình dáng, hào hùng như vậy dị tượng, lúc đầu chỉ là một chút hồ tiên linh khí hiển hóa. Nếu như là chân chánh vạn yêu tiên trì, vậy linh khí sẽ đậm đà đến cái gì bước? Khó trách ba tộc lão tổ, đối với cái này vạn yêu tiên trì như vậy thèm thuồng, lúc đầu chân chính vạn yêu tiên trì, lại có thể như vậy lợi hại. Hồng Hà tiên tử gật đầu một cái, nói, vạn yêu tiên trì là ta huyết yêu tộc căn cơ, linh khí không cách nào tưởng tượng đậm đà, năm đó thập đại thiên quân lão tổ, không có đuổi tận giết tuyệt, một nguyên nhân trong đó, chính là bởi vì bọn họ, vậy không chắc chắn đối kháng vạn yêu tiên trì. Diệp thần ngắm nhìn trước mắt phong cách cổ xưa cửa, đứng dậy, đi tới trước cửa, thử nghiệm đẩy ra. Nhưng, bàn tay vừa tiếp xúc cửa, Diệp thần chính là phát hiện, cửa này sau lưng, cấm chế nhân quả rất nặng, cho dù là trăm gia cảnh cao thủ, cũng chưa chắc có thể mở ra. Quả nhiên có chút cổ quái. Diệp thần con ngươi trầm xuống, sau đó giống như là phúc tới tâm linh vậy, ý niệm động một cái, vận dụng thiên yêu thân thể cùng huyền yêu tinh máu. Thiên yêu thân thể cùng huyền yêu tinh máu vận dụng, Diệp thần trên bàn tay hiện ra một món huyết quang, ca đích một tiếng, rốt cuộc đem đẩy cửa ra, một chút ánh sáng từ trong khe cửa lộ ra. Cái gì, ngươi lại có thể mở cửa? Hồng Hà tiên tử thấy một màn này, nhất thời vô cùng kinh ngạc và rung động, vui vẻ nói, xem ra trời không tuyệt ngươi, có vạn yêu tiên chỉ bồi bổ, ngươi nặng hơn thương thế, cũng có thể hết bệnh. Nàng lúc này phi thân lên, kéo Diệp thần. Xuyên qua khe cửa, cùng tiến vào cửa sau thế giới. Cửa sau thế giới, nhưng là có động thiên khác, hai người xuyên qua một tầng không gian bình phong che chở, liền tới đến một nơi hồ to lớn bầu trời. Cái mặt hồ bạc này, sóng gợn lăn tăn, bầu trời là màu sắc xanh thẳm, chim bay lượn, một phiến yên tĩnh ý. Bầu trời cùng hồ tới giữa, có hắc ám cùng quang minh hơi thở ở tràn ngập, đó là tiên khí cùng yêu khí hỗn hợp, giống như bát quái âm dương hai mặt. Lẫn nhau xen lẫn, miễn cưỡng không ngừng. Nơi này chính là vạn yêu tiên trì sao? Diệp thần lấy làm kinh hãi, cái mặt hồ bạc này, bát ngát vô biên, một mắt không thấy được cuối, chỉ sợ có ngàn vạn dặm chu vi, rõ ràng chính là vạn yêu tiên trì biến thành. Nói là hồ, trên thực tế là một cái ao nước, chỉ là quá mức to lớn, không thấy được bờ bến. Diệp thần hít thở một cái khí, chỉ cảm thấy không khí bên trong, linh khí đậm đà đến trình độ kinh khủng. Hít thở một cái, cũng giác tâm thần sảng khoái, tinh thần thoải mái. Hắn thương thế, vậy đang nhanh chóng hết bệnh trước. Hơn nữa, Diệp thần còn phát hiện, nơi này thời gian pháp tắc, đặc biệt đặc thù, dòng nước chảy được vô cùng chậm chạp, ở chỗ này đi qua một năm, bên ngoài mới qua một ngày. Luân hồi chi chủ, cảm ơn ngươi, nếu như không phải là ngươi, ta vạn năm bên trong, căn bản không có thể có lại bước vào vạn yêu tiên chỉ cơ hội. Hồng Hà tiên tử nắm Diệp thần tay, vô cùng mừng rỡ cùng hưng phấn, ánh mắt còn mang cảm kích. Sau đó, nàng cởi bỏ toàn thân quần áo, rơi vào hồ tiên bên trong, ngâm cua, tận tình hấp thu hồ tiên bên trong linh khí. Đây mới thật là vạn yêu tiên trì, là viên mãn trạng thái, không giống Diệp thần trước đụng phải hồ cầu nguyệt, thiên long ao như vậy, chỉ là nhánh sông. Coi như là cao nhất thiên quân, muốn hấp thu quang vạn yêu tiên trì linh khí. Vậy cơ hồ vậy là chuyện không thể nào. Bởi vì, cái này vạn yêu tiên trì linh khí, chân thực quá nồng đậm, thật là lấy không bao giờ hết, dùng không hết. Diệp thần cũng là vô cùng ngạc nhiên mừng rỡ, hạ xuống, ngâm ngâm dưới nước, mượn vạn yêu tiên trì linh khí, không ngừng khôi phục thương thế. Tiểu Hoàng, đi ra đi. Sau đó, Diệp thần đem Tiểu Hoàng vậy triệu hoán liền đi ra, dù sao cái này vạn yêu tiên trì linh khí đậm đà như vậy. Căn bản không sợ hao hết. Chủ nhân, nơi này linh khí rất thích hợp ta. Tiểu Hoàng mừng như điên không dứt, điên cuồng hấp thu cái này linh khí chung quanh, huyết mạch đang không ngừng hồi phục lớn mạnh. Luân hồi chi chủ, đây là ngươi chiến sủng sao? Hồng Hà tiên tử nhìn một mắt Tiểu Hoàng, cũng không có để ý, ngược lại là có nhiều thú vị vậy, đánh giá Tiểu Hoàng. Lấy nàng ánh mắt, tự nhiên có thể nhìn ra, Tiểu Hoàng là thái cổ dị thú, có thể nói là thái cổ ác mộc. Một khi hoàn toàn hồi phục,
vậy sức chiến đấu chỉ sợ là kinh thiên. Ừ, cũng là bạn của ta. Diệp Thần gật đầu một cái, thoáng sửa lại liền một tí Hồng Hà Tiên Tử giải thích. Hồng Hà Tiên Tử khẽ mỉm cười, bơi tới Diệp Thần bên người. Vạn Yêu Tiên chỉ ao nước, rất trong tinh khiết, Diệp Thần có thể thấy rõ, Hồng Hà Tiên Tử vẫy ngâm ngâm ở trong nước uyển chuyển dáng vẻ. Hồng Hà Tiên Tử cười nhìn Diệp Thần, nói, có Vạn Yêu Tiên chỉ bồi bổ, người thương thế có thể khỏi rồi. Diệp Thần nói, đa tạ. Không chỉ là hết bệnh như thế đơn giản, Diệp Thần thậm chí có loại cảm giác, mượn Vạn Yêu Tiên chỉ linh khí, hắn thậm chí có thể đột phá, tu vi tiến thêm một bước. Hồng Hà Tiên Tử cười nói, người muốn cái này Vạn Yêu Tiên chỉ sao? Nàng những lời này nói lúc đi ra, mắt mang mỉm cười, câu hồn thực cốt, hai cánh tay lại là ôm Diệp Thần cổ, mềm mềm thân thể theo sát Diệp Thần, lại phảng phất là dẫn dụ vậy. Người lời này có ý gì? Diệp Thần không giấu vết, đẩy ra Hồng Hà Tiên Tử, lui về phía sau. Và ta song tu, ta cần ngươi luân hồi huyết mạch, sau đó ta có thể đem Vạn Yêu Tiên chỉ đưa cho ngươi. Hồng Hà Tiên Tử mỉm cười nói. Diệp Thần ho khan hai tiếng, nghiêng đầu đi, không đi xem Hồng Hà Tiên Tử ánh mắt, nói Tiên Tử nói đùa. Hồng Hà Tiên Tử thấy Diệp Thần bộ dáng như vậy, bật cười, nói cùng ngươi chỉ đùa một chút, ta biết ta không có dính luân hồi máu tư cách, nhưng cái này Vạn Yêu Tiên chỉ, ta là thành tâm muốn đưa cho ngươi. Diệp Thần ngạc nhiên nói, ngươi muốn tặng cho ta. Hắn rất rõ ràng, Vạn Yêu Tiên chỉ là huyết yêu tộc chí bảo. Chỗ này linh khí quá nồng đậm, đủ để làm người ta cải tử hồi sinh, gân cốt lột xác. Địa Tâm Miếu ba vị lão tổ, thậm chí không tiếc xuất quan, cũng muốn cướp lấy Vạn Yêu Tiên Trì, có thể gặp Vạn Yêu Tiên Trì chân quý. Mà hiện tại, Hồng Hà Tiên Tử nhưng mở miệng, nói phải đem Vạn Yêu Tiên Trì, tặng cho Diệp Thần, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi, Diệp Thần tuyệt đối cũng không nghĩ tới. Hồng Hà Tiên Tử nói, năm đó ta thua ở Thập Đại Thiên Quân lão tổ dưới quyền. Trong tộc rất nhiều cao cấp trưởng lão, vậy bị giết chết, ta đã không có đầy đủ khí vật, lại đi chấp trưởng Vạn Yêu Tiên Trì, giữ lại cũng là lãng phí, cho nên, ta muốn đưa cho ngươi, ngươi là đồng minh của ta, ta tin tưởng ngươi có thể phát huy ra Vạn Yêu Tiên Trì uy lực chân chính. Diệp Thần là luân hồi chi chủ, khí vận thâm hậu, Hồng Hà Tiên Tử tin tưởng Diệp Thần thực lực, nhất định có thể để cho Vạn Yêu Tiên Trì, lớn sáng lên thải. Diệp Thần ngẩn ngơ, nói, ngươi xác định. Đem ngươi Vạn Yêu Tiên chỉ đưa cho ta, cũng không sợ huyết yêu sơn mạch khí vận lưu tán sao. Hồng Hà Tiên Tử khẽ mỉm cười, thân thể lại khẩn ai liền tới đây, ôm Diệp Thần cổ, hơi thở như hoa lan nói, ngươi là chúng ta đồng minh, Vạn Yêu Tiên chỉ ở bên trong tay ngươi, ta huyết yêu tộc, như nhau có thể được che chở. Cách đó không xa Tiểu Hoàng, thấy Hồng Hà Tiên Tử như vậy thân mật dán chặt Diệp Thần, trong mắt rét lạnh nói, yêu nữ, muốn câu dẫn chủ nhân ta sao? Diệp Thần cười khổ không thôi, lần này ngược lại không có đẩy ra Hồng Hà Tiên Tử, mà là thu liễm thần sắc, hỏi, như vậy, ta cần muốn trả giá cao gì? Hắn rất rõ ràng, thiên hạ không có trắng rơi nhân bánh, muốn được cái gì, thì phải bỏ ra cái gì giá phải trả. Hồng Hà Tiên Tử cười một tiếng, nói, luân hồi chi chủ quả nhiên thông minh, cái giá này mà, giúp ta giết một người. Nói xong lời cuối cùng, Hồng Hà Tiên Tử trong mắt đột nhiên lạnh lẽo. Có sát khí nổi lên. Diệp Thần nội tâm run lên, nói, giết ai? Hồng Hà Tiên Tử nói, là ta huyết yêu tộc phản đồ, kêu Trấn Nguyên Yêu Tôn. Diệp Thần nói, Trấn Nguyên Yêu Tôn. Hồng Hà Tiên Tử nói, đúng vậy, năm đó, chính là cái này Trấn Nguyên Yêu Tôn, phản bội ta huyết yêu tộc, đầu dựa vào trời quân thế gia, đưa đến ta huyết yêu tộc bị bại. Nguyên lai là nguyên nhân này sao? Diệp Thần ánh mắt động một cái. Hắn trước đây cảm ứng Hồng Hà Tiên Tử nội tâm, phát hiện có hai cái điểm khả nghi, một cái trong đó điểm khả nghi, chính là huyết yêu tộc đột nhiên bị bại, phát triển mạnh mẽ. Lúc đầu bị bại nguyên nhân, là ra phản đồ. Mà Trấn Nguyên Yêu Tôn, chính là tên phản đồ này. Vậy Trấn Nguyên Yêu Tôn, vì sao phải phản bội các ngươi? Diệp Thần hỏi. Ha ha, hắn tin Vũ Hoàng Cổ Đế chuyện hoang đường, Vũ Hoàng Cổ Đế nói, cùng tiêu diệt ta huyết yêu tộc. Sẽ đem Vạn Yêu Tiên chỉ đưa cho hắn. Hồng Hà Tiên Tử khinh thường cười một tiếng. Như vậy, sau đó thì sao? Diệp Thần đang ngâm ở Vạn Yêu Tiên chỉ bên trong, cái này Vạn Yêu Tiên chỉ còn êm đẹp ở lại huyết yêu sơn mạch, tự nhiên không có bị Vũ Hoàng Cổ Đế cướp đi đưa người, hắn rất muốn biết, đến tiếp sau này chuyện gì xảy ra.
Hồng Hà tiên tử cười lạnh một tiếng, nhàn nhạt nói, sau đó mà, dĩ nhiên là Vũ Hoàng cổ đế nuốt lời, hắn chẳng muốn là người khác làm đồ cưới thường, cho nên rõ ràng chiếm hết thượng phong, lại đột nhiên dừng lại đuổi giết ta huyết yêu tộc, ngược lại ký kết không chiến ước hẹn. Diệp thần kinh nghi bất định, nói, lúc đầu thiên quân thế gia, dừng lại đuổi giết, là bởi vì là nguyên nhân này. Hồng Hà tiên tử nhưng là lắc đầu một cái, tiến lên một bước, nói, dĩ nhiên vượt quá nguyên nhân này, nguyên nhân có ba cái này là một. Diệp thần mơ hồ đoán được mấy phần, nhưng trong lòng cũng không cách nào xác định, liền hỏi nói, vậy ngoài ra hai cái nguyên nhân. Hồng Hà tiên tử nói, ngoài ra hai cái nguyên nhân, một cái là Vũ Hoàng cổ đế muốn nuôi heo, một cái là hắn không chắc chắn đối kháng ta sư thúc tổ. Nuôi heo. Diệp thần nghe nói như vậy, nhất thời giật mình trong lòng. Hồng Hà tiên tử vung tay lên, trong hư không một bức họa mặt mơ hồ hiện lên, Diệp thần thấy được nhân tộc, cũng nhìn thấy yêu tộc. Thậm chí Diệp thần lại có thể trong phảng phất thấy được vậy Vũ Hoàng cổ đế. Bất quá hình ảnh rất nhanh liền tiêu tán. Diệp thần chỉ có thể mơ hồ đoán được đại khái, rồi sau đó liền nói, năm đó ta huyết yêu tộc, chiến bại sau đó, khí vận đã hàng loạt lưu tán, coi như Vũ Hoàng cổ đế công diệt ta huyết yêu tộc, vậy không lấy được nhiều ít chỗ tốt, cho nên, hắn muốn nuôi heo. Dừng một chút, Hồng Hà tiên tử nói tiếp, hắn muốn cho ta huyết yêu tộc sống sót, sau này khôi phục nguyên khí, hắn lại tới cướp lấy hết thảy. Chờ ta huyết yêu tộc khôi phục, hắn cũng đã phi thăng, hùng bá thái thượng, chiếm hết tuyệt đối thượng phong, tự nhiên không sợ ta huyết yêu tộc phản công. Diệp thần trong lòng chấn động một cái, đúng là như vậy, lấy trước mắt Vũ Hoàng cổ đế thực lực, nếu quả thật phong tỏa huyết yêu tộc vị trí, chỉ sợ một đầu ngón tay, liền có thể nghiền diệt hết thảy. Vậy cái cuối cùng nguyên nhân, người sư thúc tổ là? Diệp thần lại hỏi. Ta sư thúc tổ, chính là vạn yêu tiên chỉ khí linh, hắn pháp danh tên là yêu hư, năm đó cùng ta huyết yêu tộc khai sơn tổ sư cổ yêu chí tôn, cùng chinh chiến thiên hạ. Chính là bởi vì ta sư thúc tổ tồn tại, Vũ Hoàng cổ đế vẫn duy trì liền một phần chỗ trống, không có làm được quá mức, nếu không ta sư thúc tổ tự bạo, liều mạng lấy mạng đổi mạng, hắn vậy không chiếm được chỗ tốt. Hồng Hà tiên tử đem cái cuối cùng nguyên nhân, vậy nói ra. Thì ra là như vậy. Diệp thần bừng tỉnh hiểu ra, không nghĩ tới ngày xưa huyết yêu tộc cùng nhân tộc tới giữa, tồn tại như vậy phức tạp đánh cờ. Như vậy, đem ngươi vạn yêu tiên chỉ đưa cho ta, ngươi sư thúc tổ đồng ý không? Diệp thần cẩn thận cảm ứng, quả nhiên phát hiện ở vạn yêu tiên chỉ bên trong, mơ hồ ẩn giấu một đạo đáng sợ hơi thở, đó phải là vạn yêu tiên chỉ khí linh. Cũng chính là Hồng Hà tiên tử sư thúc tổ. Hồng Hà tiên tử khẽ mỉm cười, nói ta sư thúc tổ nói qua, tương lai sẽ có một người xuất hiện, dẫn chúng ta huyết yêu tộc, đi ra khốn cục, ta muốn người kia, chính là ngươi. Luân hồi chi chủ, ngươi là tiên đoán ở giữa phá cuộc người. Nói xong lời cuối cùng, Hồng Hà tiên tử mềm mềm thân thể, chặt chẽ dán tới đây, tựa hồ hận không được hòa tan ở Diệp thần trong lồng ngực. Phá cuộc người sao? Diệp thần ánh mắt đông lại một cái, hắn đã không phải lần thứ nhất, nghe được ba chữ này. Xem ra, không chỉ là Mạc gia cùng Phong gia, thậm chí liền huyết yêu tộc, cũng cho rằng hắn là phá cuộc người. Như vậy, hiện tại chỉ cần ta đáp ứng ngươi, sau này giúp ngươi chu diệt Trấn Nguyên yêu tôn, thanh lý môn hộ, ngươi liền có thể cầm vạn yêu tiên chỉ đưa cho ta. Diệp thần trong lòng động một cái này vạn yêu tiên chỉ linh khí, chân thực quá nồng đậm. Đủ để chống đỡ hắn dùng đến phi thăng. Nếu như đem vạn yêu tiên trì, rời đến hoàng tuyền đồ bên trong đi, đủ để cho hoàng tuyền đồ nghịch thiên lột xác. Dẫu sao, đây chính là 33 thiên thái thượng thần khí, 4 đại tiên ao một trong, hơn nữa còn là hoàn mỹ viên mãn tồn tại. Hồng Hà tiên tử cười một tiếng, nói, dĩ nhiên không như vậy dễ dàng. Diệp thần nghe được nàng lời này, tim nhất thời giật mình, chẳng lẽ cuối cùng vẫn là phải song tu. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi đẩy ra Hồng Hà tiên tử, lần nữa lui về phía sau. Tiểu Hoàng phát ra trầm thấp tiếng gào, bảo vệ ở Diệp thần bên người, cảnh giác nhìn Hồng Hà tiên tử, nghiêm phòng cái này yêu nữ xâm phạm. Hồng Hà tiên tử cười hì hì một cái, nói, không cần như thế khẩn trương, ta không ý tứ gì khác, nhưng cái này vạn yêu tiên chỉ quá mức chân quý, ta đưa cho ngươi có thể, nhưng ngươi muốn lấy đi nói, ít nhất phải trước đạt được ta sư thúc tổ đồng ý. Diệp thần nói, người sư thúc tổ ở nơi nào? Hắn mơ hồ tới giữa, có thể bắt được vạn yêu tiên chỉ khí linh hơi thở,
nhưng không xác thực đặt ở nơi nào. Cái này vạn yêu tiên trì quá lớn, mênh mông như đại dương, bát ngát ngàn vạn dặm, vậy khí linh hơi thở phiêu phiêu miểu miểu, khó mà phong tỏa. Hồng Hà tiên tử nói, người trước dưỡng hảo tổn thương nói sau, chờ người thương thế tốt lắm, ta lại mang người đi gặp ta sư thúc tổ. Được. Diệp thần gật đầu một cái, đáp ứng. Hắn thân thể năng lực khôi phục cực mạnh, có vạn yêu tiên trì linh khí bồi bổ, phỏng đoán 3-4 ngày thời gian, liền có thể hoàn toàn khôi phục. Mà đây vạn yêu tiên trì, thời gian pháp tắc đặc thù, ở chỗ này vượt qua 1 năm, bên ngoài mới qua 1 ngày. Nói cách khác, Diệp thần có đầy đủ thời gian, có thể ở chỗ này hoạt động. Lập tức Diệp thần ngưng thần nhắm mắt, ngâm ở trong nước, chậm rãi hấp thu tiên linh yêu khí, không ngừng bồi bổ gân cốt mạch máu. Cái này tiên linh yêu khí, trừ chữa thương ra, còn có thể lớn mạnh hắn thiên yêu thân thể, đặc biệt kỳ diệu. Tiểu hoàng vậy đang điên cuồng hấp thu tiên linh yêu khí, không ngừng lớn mạnh huyết mạch, tăng lên thực lực. Hồng Hà tiên tử híp mắt, yên lặng nhìn Diệp thần cùng tiểu hoàng, một người một thú điên cuồng hấp thu, mà vạn yêu tiên chỉ linh khí, cũng không gặp có yếu bớt chút nào, nhưng gặp cái này vạn yêu tiên chỉ lợi hại. Như vậy qua mấy ngày, Diệp thần cả người gân cốt, đã hoàn toàn khôi phục viên mãn, lại cũng không có một chút thương thế. Công tử, ta thành công. Lúc này, Diệp thần trong cơ thể, truyền ra Nhan Tuyển Nhi thanh âm. Lúc đầu Nhan Tuyển Nhi, hấp thu vũ linh hàn hắc ám minh viêm, hiện tại vậy hoàn toàn luyện hóa thành công, thật to lột xác. Nhan Tuyển Nhi hơi thở tăng lên, Diệp thần chỉ cảm thấy trong cơ thể ngọn lửa nóng rực, hòa lẫn 4 phía tiên linh yêu khí, đột nhiên đánh vào hắn tu vi cổ trai. Oanh! Diệp thần cảnh giới tu vi, vào giờ khắc này đột nhiên đột phá. Từ còn chân cảnh 4 tầng thiên, đạt tới 5 tầng thiên cảnh giới. Rào! Đột phá tu vi sau đó, hào hùng dị tượng, cũng là từ Diệp thần trong cơ thể nổi lên. Luân hồi thiên quốc hư ảnh, thật cao trôi lơ lửng ở trời, linh khí không ngừng ngưng luyện, tựa như hóa thành thực chất vậy, có vô số luân hồi con dân, ở trên trời nước trên ngâm sướng mảng bái, thuật lại luân hồi chi chủ tên thật. Cái này phiến luân hồi thiên quốc, bầu trời nhưng là khoáng đạt hồng mông tinh không, ở hồng mông tinh không trên, còn có một viên nguyện vọng thiên tinh, thật cao lơ lửng, thả ra màu bạc trắng thánh khiết tín ngưỡng chói lọi, chiếu khắp thiên địa. Giờ khắc này Diệp thần, luân hồi huyết mạch lần nữa tăng lên, trong mắt phơi bày ra hoàng kim vậy màu sắc, vậy đại biểu bén nhọn nhất võ đạo khí thế cùng chiến ý. Sắc sắc, Diệp thần nắm chặt quyền, 4 phía không gian cũng nổ tung đứng lên, ao nước kích động. Lật ra ngàn xích sóng, quý như vậy nguy nga. Khí thế thật là mạnh mẽ. Hồng Hà tiên tử thấy Diệp thần khí thế, không khỏi vỗ tay khen ngợi. Đột phá tu vi liền nhất tầng thiên, Diệp thần đạt tới 5 tầng thiên tình cảnh, vô luận là thân xác, huyết mạch, vẫn là thần hồn, khí vận, đều có to lớn lột xác. Nếu như lúc này, hắn lại đi đối mặt Hồng Bi Trần, tuyệt đối sẽ không giống mấy ngày trước chật vật như vậy. Chí ít. Sẽ không bị đánh tới sức sống gãy lìa bước. Chúc mừng công tử, thuận lợi đột phá. Nhan Tuyển Nhi thấy Diệp thần đột phá, cũng là vô cùng mừng rỡ. Chủ nhân, chúc mừng. Tiểu Hoàng cũng là mở miệng nói hạ, đi qua 3 ngày tu luyện, hắn đạt được vạn yêu tiên chỉ bồi bổ, huyết mạch lực lượng lớn lớn tăng lên, thật ra thì vậy đột phá. Diệp thần khẽ mỉm cười, nhìn Tiểu Hoàng một mắt, nhưng gặp Tiểu Hoàng thân thể như thượng cổ sư ma, hùng hồn thần tuấn. Cặp mắt một đỏ một xanh, ác mộng ma khí vần quanh toàn thân, so với trước kia cường hãn hơn, rõ ràng cũng có đột phá. Tiểu Hoàng, chúc mừng ngươi vậy đột phá. Diệp thần mỉm cười nói. Tiểu Hoàng nói, cái này vạn yêu tiên chỉ quả nhiên lợi hại, nếu quả thật có thể bắt vào tay, vậy cũng tốt. Nói tới chỗ này, Tiểu Hoàng hướng Hồng Hà tiên tử trừng mắt một cái, nói yêu nữ, ngươi nói phải đem cái này hồ tiên đưa cho chúng ta, có phải là thật hay không? Hồng Hà tiên tử cười nói, đương nhiên là thật, bất quá, các người muốn lấy đi vạn yêu tiên trì, cần trước đi qua ta sư thúc tổ khảo nghiệm. Nghe vậy, Tiểu Hoàng nhìn Diệp thần một mắt. Diệp thần trong đầu nghĩ, hắn hiện tại thương thế đã hoàn toàn khôi phục, hơn nữa đạo linh lửa lột xác, tu vi lại đột phá đến còn chân cảnh 5 tầng trời, vô luận cái gì khảo nghiệm, đều có thể chịu đựng, liền nói, người sư thúc tổ ở nơi nào. Cùng để ta đi. Hồng Hà tiên tử phi thân lên. Trôi lơ lửng ở nước hồ bên trên, sau đó sát nước hồ đi về trước bay vút, đúng như lau một cái ánh nắng đỏ rực vậy, nếu như sao rơi lướt qua mặt nước, tốc độ cực nhanh.
Diệp Thần cùng Tiểu Hoàng nhìn nhau, đều là gật đầu một cái. Sau đó, Diệp Thần cưỡi Tiểu Hoàng, nhanh chóng hướng Hồng Hà Tiên Tử đuổi theo. Cùng lúc đó, kiếm thế trần địa bên ngoài, một đạo cao ngạo bóng người từ trời cao chậm rãi rơi xuống. Chính là Nhâm Phi Phàm. Nhâm Phi Phàm vậy con ngươi lưu chuyển huyết nguyệt ngưng mắt nhìn trước mặt cự kiếm lối vào, thần sắc ngưng trọng. Ngay tại lúc này, một cái cô gái tóc trắng bóng người vậy lặng lẽ rơi xuống. Tô Mạch Hàn nhìn Nhâm Phi Phàm dáng vẻ, liền đưa tay ra kéo lại Nhâm Phi Phàm, nói thật ra thì ngươi hoàn toàn không cần nhúng tay sự kiện kia. Vậy ba thanh kiếm ở giữa nhân quả vẫn là nắng chút, thậm chí đã cùng Diệp Thần trói chặt, ngươi như nhúng tay nữa, sợ rằng sẽ bị Vạn Khư để mắt tới. Nhâm Phi Phàm hít thở sâu một hơi, mở miệng nói cái này ba thanh kiếm là thế gian ít có quy tắc kiếm, mà chỗ đó quy tắc có chút bể tan tành, hôm nay ta phải mượn vậy ba thanh kiếm dùng một chút. Nếu như ta không đoán sai, cái này ba thanh kiếm, hẳn ngăn cách phần lớn nhân quả, thái thượng thế giới những tên kia hẳn không cách nào từ trong nhận ra được ta tồn tại. Trừ cái này ba thanh kiếm, ta chân thực không nghĩ tới có thể giải quyết chỗ đó đồ. Tô Mạch Hàn nhìn một cái Nhâm Phi Phàm, cuối cùng gật đầu một cái, được, nếu là thật bị những tên kia phát hiện, ta coi như tự bảo vệ phải bảo vệ ngươi. Nhâm Phi Phàm nhu tình nhìn một cái Tô Mạch Hàn, đưa tay ra, khá là cưng chiều sờ một cái Tô Mạch Hàn tóc, nhà đầu ngốc, ta biết sợ những tên kia. Cái này thế gian, ai cũng không có tư cách tổn thương ngươi. Nói xong, Nhâm Phi Phàm chính là kéo Tô Mạch Hàn tay, hướng cự kiếm đi tới. Cự kiếm lối vào có cường đại cấm chế, Diệp Thần nhiều lần tiến vào, đã bị cự kiếm đồng ý, nhưng Nhâm Phi Phàm các người nhưng là lần đầu tiên bước vào, vô tận lực cản cuốn tới. Nhưng mà cái này cái gọi là lực cản ở đụng phải Nhâm Phi Phàm ngay tức thì, giống như đụng phải cái gì kinh khủng tồn tại, ngay tức thì tiêu tán. Cùng lúc đó, ở ba kiếm dưới tu luyện huyết ngưng thiên đột nhiên mở mắt ra. Bởi vì, nàng phát hiện kiếm thế trần địa có người xông vào. Hơn nữa còn là hai vị. Cái này hai vị bên trong, một vị trong đó thực lực cực kỳ khủng bố. Nàng bày trận mà đợi, đứng lên, càng đối với trong đó một chuôi hậu kiếm nói. Đến lúc đó mời giúp ta, nếu không chúng ta cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Giờ khắc này, huyết ngưng thiên hai tròng mắt mang phải chết quyết tâm. Hậu kiếm nhẹ nhàng đung đưa, phảng phất là trở về cần phải huyết ngưng thiên. Rất nhanh, Tô Mạch Hàn và Nhâm Phi Phàm xuất hiện ở huyết ngưng thiên trước mặt. Huyết ngưng thiên con người đông lại một cái, không cùng Nhâm Phi Phàm các người mở miệng, ngón tay bắt pháp quyết. Ngay lập tức, vạn kiếm chấn động. Kiếm thế trần địa. Không cho phép người ngoài bước vào, người xâm nhập, chết. Dứt lời, vạn kiếm đồng loạt tránh thoát, như một phiến kiếm biển vậy, hướng Nhâm Phi Phàm và Tô Mạch Hàn bay đi. Nhâm Phi Phàm lộ ra một đạo nụ cười, không có ra tay dự định, nhưng chẳng biết tại sao, làm kiếm kia biển sắp đến gần Nhâm Phi Phàm thời điểm, một cổ lực lượng vô hình giống như một bức tường ngăn trở ở trước người. Vạn kiếm chỉ như vậy yên lặng trôi lơ lửng ở Nhâm Phi Phàm trước mặt. Huyết ngưng thiên mắt đẹp bên trong tràn đầy phức tạp và nghi ngờ. Nàng biết người tới rất mạnh, lại không nghĩ rằng mạnh đến cái này cấp bậc. Nhâm Phi Phàm đưa tay ra, vẹt ra một thanh kiếm, kiếm kia biển ngay tức thì xuất hiện một cái lối đi. Nhâm Phi Phàm bước vào lối đi, chậm rãi đến gần huyết ngưng thiên, cuối cùng, bước chân dừng lại, mở miệng nói, có nhiều quấy rầy, chúng ta bất quá là tới tìm xin giúp đỡ. Đúng rồi, quên tự giới thiệu mình. Ta là Nhâm Phi Phàm, là Diệp Thần bằng hữu. Ngươi nếu không tin, có thể cảm thụ trên người ta và Diệp Thần tới giữa nhân quả. Nhâm Phi Phàm. Huyết ngưng thiên nghe được cái này ba chữ, ngay tức thì liền nhớ ra cái gì đó, đã từng Diệp Thần nói tới qua người này, thậm chí nói này người thủ đoạn thông thiên. Lúc ấy, Huyết ngưng thiên cũng không tin, nhưng hôm nay xem ra, Diệp Thần không chỉ không có khoa trương, ngược lại tự mình so miêu tả còn kinh khủng hơn. Bất quá huyết ngưng thiên cũng không khả năng bởi vì Nhâm Phi Phàm một câu nói mà hết lấy xem nhẹ, kiếm thế trần địa là nàng địa bàn, nàng tự nhiên có thể cảm thụ bước vào người nơi này nhân quả, coi như là Nhâm Phi Phàm cái loại này tồn tại, cũng có thể cảm thụ một chút. Huyết ngưng thiên nhắm mắt lại, rồi sau đó, ngay tức thì mở ra. Nhâm Phi Phàm cười một tiếng, hiện tại tin đi, chúng ta cũng không ác ý. Huyết ngưng thiên nhíu mày một cái, ngươi thực lực vượt qua ta quá nhiều. Chính là cường đoạt, ta cũng không khả năng ngăn trở, bất quá ngươi là Diệp Thần bằng hữu, ta đây là yên tâm không thiếu, đúng rồi, các ngươi đột nhiên tới đây,
vì chuyện gì? Nhâm Phi Phàm ánh mắt nhìn về phía vậy ba thanh kiếm, nhàn nhạt nói, ta cần mượn kiếm. Cái gì? Huyết Ngưng Thiên thất thanh nói. Cái này ba thanh kiếm giá trị đối với nàng mà nói quá trọng yếu, coi như Nhâm Phi Phàm là Diệp Thần bằng hữu, trực tiếp mượn kiếm, cũng có chút đường đột. Dĩ nhiên, Huyết Ngưng Thiên càng kiên định hơn, coi như là Nhâm Phi Phàm, vậy không nhất định có thể tùy ý mang đi vậy mấy thanh kiếm. Ngươi muốn mượn vậy một chuôi, ta có hai cái yêu cầu, nếu như ngươi không cách nào mang đi, vẫn là nghĩ biện pháp khác. Nhâm Phi Phàm bước ra một bước, nhưng đã tới giữa không trung ba kiếm trước, hắn ngưng mắt nhìn trên thân kiếm trên phù văn và đồ đằng, thở dài nói, cái này ba thanh kiếm, có, luận chiến đấu có thể không địch lại thiên kiếm, nhưng quy tắc ý, thật quá mức dày đặc, nếu như vị kia đúc kiếm người còn ở địa tâm vực, ta ngược lại là phải thả luận đạo một phen. Huyết Ngưng Thiên đi tới Nhâm Phi Phàm bên người, người vẫn chưa trả lời ta vấn đề. Nhâm Phi Phàm khá là lễ phép nhìn một cái Huyết Ngưng Thiên, nhàn nhạt nói, tất cả. À, Huyết Ngưng Thiên có chút bối rối. Người ngoài muốn cùng lúc mang đi ba thanh kiếm, tuyệt đối không thể nào. Tên này đầu óc là tự trêu chọc sao? Cường giả như vậy vậy sẽ tự tin một cách mù quáng như vậy. Huyết Ngưng Thiên chỉ có thể giải thích nói, từ xưa tới nay, vẫn chưa có người nào có thể mang đi cái này ba thanh kiếm, hơn nữa ngươi như cưỡng ép mang đi, cái này ba thanh kiếm ở giữa quy tắc ý có thể sẽ đối với ngươi ra tay, đến lúc đó, ngươi có thể sẽ bị thương. Xem ngươi loại cấp bậc này cường giả bị thương, cũng không là một chuyện tốt. Nhâm Phi Phàm lắc đầu một cái, phàm kiếm có linh giả, cũng có thể dao động, chỉ cần ngươi cầm ra đủ để cho bọn họ động tâm đồ là đủ rồi. Sau đó, Nhâm Phi Phàm nhìn về phía vậy ba thanh kiếm, mở miệng nói, các ngươi có bằng lòng hay không cùng ta rời đi mấy ngày. Nhưng mà, trả lời Nhâm Phi Phàm chỉ có không tiếng động yên lặng. Nhâm Phi Phàm tựa hồ đã sớm đoán được, trong tay đột nhiên xuất hiện ba giọt màu xanh chất lỏng, hắn nhẹ nhàng vung lên, chất lỏng chính là rơi vào ba kiếm bên trên. Một giây, hai giây, làm đến thứ ba giây thời điểm, chất lỏng đột nhiên bị ba kiếm hấp thu, rồi sau đó, ba kiếm kịch liệt run rẩy. Vô số cổ xưa phù văn ở trên thân kiếm lưu động. Lại qua mấy giây, hai đạo hư ảnh từ trong kiếm xuất hiện, chính là tướng kiếm và sau đem. Mặc dù đế kiếm hư ảnh không ra, nhưng một đạo uy nghiêm thanh âm từ trong kiếm đi ra, kiếm thế tiên dịch, ngươi là từ chỗ nào được? Vật này không phải đã sớm biến mất ở thế gian sao? Nhâm Phi Phàm nhìn lướt qua đế kiếm, nói, ngươi vì sao không hiện thân, đây chính là ngươi cao ngạo. Còn như ngươi vấn đề, ta có thể trả lời ngươi, vật này không chỉ không có biến mất, ta còn chấp chưởng không thiếu. Chỉ cần ngươi cùng đáp ứng giúp ta làm một chuyện, ta có thể cho các ngươi ta trên tay tất cả. Ngươi cùng hẳn rất rõ ràng, kiếm thế tiên dịch đối với một thanh kiếm mà nói ý vị như thế nào, thậm chí trên người các ngươi quy tắc ý vậy sẽ tăng cường rất nhiều. Có lẽ, ngươi cùng cả đời này, chỉ có lần này cơ hội. Đế kiếm tựa hồ rơi vào trầm tư và do dự, cũng không tiếp tục mở miệng. Nhưng là tướng kiếm hư ảnh nhưng là hỏi Nhâm Phi Phàm nói, ngươi kết quả muốn chúng ta làm gì, chúng ta thời gian ngắn cũng không thể rời đi kiếm thế trần địa, nếu như đến ngoại giới. Tất nhiên sẽ phát hiện chúng ta tồn tại, đến lúc đó bất kể là đối với chúng ta, hay là đối với ngươi, đều có ảnh hưởng không nhỏ. Nhâm Phi Phàm vung tay lên, sau lưng hư không đột nhiên biến dạng. Bên cạnh Huyết Ngưng Thiên nhưng là phát hiện hư không sau lưng giống như một phiến ngày tận thế cảnh, sấm sét màu tím không ngừng vần quanh, chung quanh không gian mơ hồ văng tung tóe. Giờ khắc này, nàng có lý do tin tưởng, Nhâm Phi Phàm cho nàng nhìn là một cái triệt triệt để nhân gian luyện ngục. Nhâm Phi Phàm giải thích, các ngươi hẳn nhìn ra quy tắc của nơi này biến mất. Ta không biết đây là có người trong bóng tối điều khiển, vẫn là nói, tự nhiên mà thành. Ta muốn cho hắn khôi phục trước khi dáng vẻ, nơi đây đối với ta bố trí mà nói cực kỳ trọng yếu. Lấy kiếm thế thiên dịch, đổi nơi này hòa bình, cái này sợ rằng đối với các ngươi mà nói rất đơn giản. Còn như các ngươi lo lắng bị phát hiện, đây hoàn toàn không cần cân nhắc, ta những năm này tồn tại ở vực ngoại. Không bị những cái kia thái thượng thế giới cường giả tra xem, tự nhiên có chính ta biện pháp, các ngươi chỉ phải trả lời là hoặc là hay không là được. Tướng kiếm hư ảnh không dám nói thêm gì nữa, chỉ có thể nhìn về phía đế kiếm, cùng hắn câu trả lời. Ước chừng sau một nén nhang, vậy đế kiếm bên trong uy nghiêm thanh âm vang lên lần nữa. Ngươi và vậy kêu là Diệp Thần tiểu tử, rốt cuộc quan hệ thế nào?
Nhâm Phi Phàm huyết nguyệt con ngươi hơi lưu chuyển, có chút bất ngờ, nói, làm sao, người đối với thằng nhóc kia cảm thấy rất hứng thú. Vẫn là nói, người hiện tại đã sợ hãi tương lai nhân quả. Ta có thể rất khẳng định nói cho ngươi, tên này, sẽ vượt qua ta, hơn nữa ngay tại tương lai không lâu. Đế kiếm tiếp tục nói, ngươi để cho chúng ta đi một chuyến, cũng có thể, bất quá hậu kiếm lưu lại, phải có người trấn thủ kiếm thế trần địa. Ta và tướng kiếm liền đủ để tự chữa chỗ đó quy tắc. Còn nữa, ta không chỉ muốn kiếm thế tiên dịch, ta còn muốn một kiểu đồ. Nhâm Phi Phàm con ngươi híp lại, hỏi cái gì? Ngươi một giọt máu, đế kiếm nói, cũng không phải là máu tươi, đơn giản một giọt máu là được. Nhâm Phi Phàm ngay tức thì đoán được cái gì, cười lạnh nói, ngươi lấy là máu ta, là có thể ngăn trở Diệp Thần nắm trong tay ngươi. Ngươi không khỏi quá ngây thơ rồi, tên kia nhưng mà có võ tổ đạo tâm và lăng tiêu võ ý, bất quá cái này điều kiện ta đáp ứng, hiện tại thì phải lên đường. Đế kiếm không nói thêm gì nữa, nhưng trên thân kiếm tản mát ra một đạo nhàn nhạt kiếm ngân vang. Tướng kiếm và hậu kiếm tựa hồ rõ ràng liền cái gì, trở về đến trên thân kiếm. Nếu nói thỏa điều kiện, Nhâm Phi Phàm liền không dự định lưu lại, đối với còn chưa tỉnh lại huyết ngưng thiên nói, đã như vậy, ta liền cáo từ. Vừa nói, Nhâm Phi Phàm trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái kiếm thật lớn hạp. Cái hộp kiếm mở ra, một chút bảy màu khí xông ra, rồi sau đó bọc lại hai thanh kiếm. Vào đi, ta biết trên người các ngươi quy tắc và sứ mạng, chỉ có thể ủy khuất các ngươi ở nơi này cái hộp kiếm bên trong ngây ngô một hồi. Sự việc sau khi hoàn thành, ta tự sẽ đem các ngươi hoàn hảo đưa về. Đế kiếm và tướng kiếm nhẹ nhàng đung đưa, cuối cùng hóa là hai đạo lưu quang, tiến vào cái hộp kiếm bên trong. Để cho hai kiếm kinh ngạc chính là, cái hộp kiếm bên trong lại là một khối thế giới, thậm chí và kiếm thế trần địa cơ hồ nhất trí. Có thể ngay tức thì tạo kiếm thế trần địa cảnh tượng đồ, hiển nhiên không phải là phàm vật. Nhâm Phi Phàm tướng kiếm hạc khép lại. Một giọt máu tươi rơi vào cái hộp kiếm bên trên, ngay tức thì cái hộp kiếm bề ngoài liền xuất hiện chín luân huyết nguyệt đường vân, đem phong ấn. Sau đó Nhâm Phi Phàm lại là tướng kiếm hạp cõng lên người. Hắn xoay người rời đi, nhưng là đi mấy bước, tựa hồ nghĩ tới điều gì, trong tay xuất hiện một đạo huyết nguyệt phủ chiếu, ném cho sau lưng huyết ngưng thiên nói, kiếm thế trần địa, dựa hết vào một thanh kiếm còn chưa đủ, phù này chiếu cũng có thể kéo dài một đoạn thời gian. Như kiếm thế trần địa xuất hiện cái gì bất ngờ, người cũng có thể thông qua bùa này chiếu liên lạc ta. Sau đó Nhâm Phi Phàm vừa nhìn về phía Tô Mạch Hàn nói, Mạch Hàn, ngươi liền tạm thời ở lại chỗ này, vừa vặn ngươi ái đồ cũng ở đây địa tâm vực, nếu như xuất hiện cái gì bất ngờ cũng tốt phối hợp. Tô Mạch Hàn có chút do dự, nói, ngươi một người đi chỗ đó, có thể không? Nhâm Phi Phàm lộ ra một đạo hội ý nụ cười, vỗ vỗ sau lưng cái hộp kiếm, nơi nào là một người? Ta sau lưng cõng hai tên, có thể không thể coi thường, yên tâm, ta rất nhanh sẽ trở lại. Giao phó xong hết thảy, Nhâm Phi Phàm chính là lặng lẽ rời đi kiếm thế trần địa. Huyết ngưng thiên nhìn trong tay phủ chiếu, như cũ có chút thất thần. Ai có thể nghĩ tới vậy hai thanh kiếm thật chỉ như vậy bị mang đi. Kiếm bị mang đi, nàng trấn này thủ người có phần trách nhiệm, nhưng chẳng biết tại sao, chỉ cần là và Diệp Thần có liên quan người. Nàng đáy lòng liền cho rằng là người mình. Tô Mạch Hàn cũng không cùng huyết ngưng thiên nói gì, ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại, tiến vào trạng thái tu luyện. Cho tới nay, Tô Mạch Hàn kiếm đạo không hề coi là mạnh mẽ, nếu là ở cái này kiếm thế trần địa tu luyện, sợ rằng đối với nàng võ đạo cũng có không thiếu chỗ tốt. Nàng có thể không muốn lãng phí thời gian. Thời khắc này Diệp Thần tự nhiên không biết kiếm thế trần địa phát sinh hết thảy. Hồng Hà tiên tử mang Diệp Thần rất nhanh là đến Vạn Yêu Tiên Trì Hồ Tim, nơi này lại có một tòa đảo nhỏ, trên đảo tu trúc lưu vân, thúy tiễn đống xanh, thác nước bay vút lên, đảo tim trên núi cao, xây dựng trước một cái đỉnh nhỏ, phong cảnh khá là xinh đẹp. Diệp Thần hơi kinh hãi, không nghĩ tới ở Vạn Yêu Tiên Trì bên trong, lại có một phe như vậy trung linh xinh đẹp chi địa, muốn đến chính là Hồng Hà Tiên Tử Sư Thúc Tổ, Vạn Yêu Tiên Trì Khí Linh, vị kia tên là Yêu Hư Cao Nhân, nơi ẩn cư. Năm đó huyết yêu tộc, đối kháng nhân tộc sát phạt, chân chính đối kháng thập đại thiên quân lão tổ, thật ra thì cũng không phải là Hồng Hà Tiên Tử, mà là sau lưng yêu hư. Nói được tàn khốc một chút, Hồng Hà Tiên Tử cũng chỉ là con cờ mà thôi, chân chính người bày bố, là cái này yêu hư. Yêu hư thân thế sâu xa, cực kỳ rất xưa, từng là cổ yêu chí tôn dưới quyền,
trợ thủ đắc lực nhất. Mà cổ yêu chí tôn, chính là cùng thiên yêu, huyền yêu cùng người cùng một thời đại vật. Nói cách khác, yêu hư cùng thiên yêu, xuất từ cùng một thời đại, vượt qua nhiều năm như vậy trần thế, coi như cái gì cũng không làm, chỉ phải sống, cũng có thể tích lũy ra hào hùng khí vận, nội tình không cách nào tưởng tượng thâm hậu. Đây là thời gian tích lũy. Năm đó huyết yêu tộc cùng nhân tộc đánh một trận, huyết yêu tộc ra phản đồ, có vô số trưởng lão cùng cường giả chết trận, cuối cùng thất bại. Nếu như, năm đó vậy Trấn Nguyên yêu tôn, không phản bội huyết yêu tộc mà nói, người chuyển giới đại chiến, ai chết vào tay ai, cũng còn chưa biết. Một khi huyết yêu tộc thắng, vậy phi thăng thái thượng thế giới, hùng phách thiên xuống, thì không phải là thập đại thiên quân lão tổ, mà là vị kia thần bí yêu hư. Nghĩ đến sắp muốn gặp mặt yêu hư, Diệp Thần tim không khỏi đập bịch bịch. Cũng không biết cái này cái gọi là yêu hư và nhâm phi phàm so với, có nhiều ít chênh lệch. Hồng Hà tiên tử mang Diệp Thần, Tiểu Hoàng, leo lên đảo giữa hồ, nàng chỉ trên núi vậy đình nhỏ, nói ta sư thúc tổ liền ẩn cư ở nơi đó. Vừa nói ở phía trước dẫn đường. Diệp Thần gật đầu một cái, từ Tiểu Hoàng sống lưng trên nhảy xuống, đi bộ tiến về trước, tỏ vẻ cung kính. Mình mặc dù ngạo, nhưng là đối mặt loại cấp bậc này đại lão, vẫn là chú ý thì tốt hơn. Tiểu Hoàng cất bước, chậm rãi đi theo hai người phía sau. Hai người đi tới dưới chân núi, nhưng gặp chân núi lối vào, có một tên hộ vệ ở trấn thủ. Hộ vệ kia trên trán lại có thể dài sừng rồng, rõ ràng cho thấy long tộc, trên thân thể ăn mặc đen nhánh khôi giáp, trong tay xách một cái trường kích, giống như pho tượng đứng lặng không nhúc nhích, nếu như không phải là hắn con ngươi chuyển động, Diệp Thần còn lấy là hắn là pho tượng. Ngao chiến, ta muốn gặp sư thúc tổ. Hồng Hà tiên tử tiến lên trước một bước, nói. Diệp Thần trong đầu nghĩ, người này kêu Ngao Chiến. Hắn họ Ngao, chẳng lẽ và Địa Uyên Long tộc có liên quan? Diệp Thần nhớ lại Địa Uyên Long tộc, Thiên Long Hồ Tiên, Long Nữ Thiên Quân Ngao Dạ Vân. Vân sự việc, âm thầm suy diễn, quả nhiên phát hiện cái này Ngao Chiến, cùng Địa Uyên Long tộc có liên quan. Chính xác mà nói, cái này Ngao Chiến, xuất thân Địa Uyên Long tộc, sau đó đầu phục yêu hư, trở thành yêu hư tọa hạ hộ vệ. Tiên tử, người mang theo người ngoài đi vào. Ngao Chiến mở miệng, mắt lạnh đánh giá Diệp Thần, ánh mắt như vạn niên hàn băng vậy lạnh lùng. Hắn không chỉ phát hiện Diệp Thần cái này người ngoài, lại là phát hiện Diệp Thần là nhân tộc sự thật. Từ xưa tới nay, nhân tộc và yêu tộc liền thế bất lưỡng lập. Năm đó cuộc chiến đấu kia, huyết yêu tộc lại là vô số tử thương. Ngao Chiến trong lòng căm ghét nhân tộc, Diệp Thần xuất hiện, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hồng Hà tiên tử nói, hắn không là người ngoài, hắn là luân hồi chi chủ, là tổ sư ra tiên đoán bên trong phá cuộc người. Ngao Chiến ha ha cười một tiếng, nói, phá cuộc người sao? Vậy cũng chưa chắc, luân hồi lưng đeo nhân quả quá nặng nề, hắn liền mình ván cờ cũng không phá nổi, lại nói chi là phá cuộc người. Hồng Hà tiên tử nói, tóm lại, ngươi tránh ra, ta muốn gặp sư thúc tổ. Ngao Chiến một lần trường kích, trong mắt thiêu đốt lên chiến ý. Nói, người muốn gặp yêu hư đại nhân sao? Vậy cũng có thể, trước gọi cái này luân hồi chi chủ, đánh bại ta nói sau. Hồng Hà tiên tử sắc mặt trầm xuống, nói, đây là sư thúc tổ khảo nghiệm sao? Ngao Chiến nói, người không cần phải để ý đến, tóm lại, muốn gặp sư thúc tổ, trước hết qua ta cửa ải này. Vừa nói nhìn chằm chằm Diệp Thần. Diệp Thần nhìn về Ngao Chiến, nhưng cảm thấy hơi thở đối phương uyên thâm. Tu vi rõ ràng đạt tới trăm gia cảnh nhất tầng thiên. Nếu như là phổ thông trăm gia cảnh nhất tầng thiên cường giả, lấy Diệp Thần thực lực trước mắt, đủ để trong nháy mắt giết, nhưng là, nơi này là vạn yêu tiên trì, đối phương dựa lưng vào địa lợi khí vận, chiếm hết sân nhà ưu thế, đối với Diệp Thần rõ ràng bất lợi. Ngao Chiến ha ha cười một tiếng, trong tròng mắt sát ý như cũ cực kỳ thịnh vượng, nói, làm sao, luân hồi chi chủ, người sợ sao? Diệp Thần trong lòng thoáng qua vô số ý niệm, nhanh chóng làm ra quyết đoán, ôm quyền nói, nếu các hạ muốn chiến, vậy chiến là được. Vừa nói, Diệp Thần rút ra Long Uyên Thiên Kiếm, cũng cưỡi ở Tiểu Hoàng sống lưng trên. Tiểu Hoàng nhe răng tuét miệng, hai tròng mắt có ác mộng vậy ánh sáng lóe lên, thuộc về thái cổ di chủng khí tức đáng sợ, dần dần từ hắn trong huyết mạch thả ra ngoài. Một cổ đến từ ác mộng chỗ sâu lực lượng lúc này bùng nổ. Đồng thời, Tiểu Hoàng đỏ xanh hai con ngươi bên trong lại có cổ xưa phù văn đang không ngừng lưu chuyển.
phù văn này thậm chí diễn hóa ra một phiến phiến ý cảnh. Ở Vạn Yêu Tiên chỉ tu luyện mấy ngày, tiểu hoàng vậy hấp thu được vô cùng linh khí nồng nặc, huyết mạch thật to lột xác. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hắn hai con ngươi vốn là chiến đấu hạch tâm, như võ giả đan điền vậy, hai con ngươi lột xác càng cường đại, thực lực vậy sẽ càng mạnh mẽ. Diệp Thần suy nghĩ, nếu như hắn cùng tiểu hoàng sóng vai tác chiến, lại phối hợp Long Uyên Thiên Kiếm, chưa chắc không có thủ thắng cơ hội. Được, rất tốt, luân hồi chi chủ, vậy ta liền lãnh giáo một chút ngươi cao chiêu. Ta muốn biết, là ngươi luân hồi chi đạo mạnh mẽ, vẫn là ta trong tay trường kích khủng bố. Ngao Chiến ánh mắt đột nhiên ác liệt, bàn chân đạp xuống đất một cái, thân thể như lôi điện bão tố bắn ra, trong tay trường kích hướng Diệp Thần quét tới. Hắn cái này bước ra một bước, khí thế nổ tung, Hồng Hà tiên tử đi bên lui lại mấy bước, mặt đẹp khá là ngưng trọng, lo lắng nhìn Diệp Thần, chỉ sợ Diệp Thần thất bại. Đã từng nàng nhưng mà lãnh giáo qua cái này người điên thủ đoạn. Luân hồi chi chủ trạng thái bây giờ muốn chiến thắng hắn, cơ hồ không quá có thể. Đồng thời, nàng đầu ngón tay rút lại trong ống tay áo, vậy tùy thời chuẩn bị ra tay, nếu như Diệp Thần gặp nạn, nàng sẽ lập tức cứu vãn. Tuy nói hôm nay Hồng Hà tiên tử, thực lực còn không khôi phục lại đỉnh cấp, nhưng thần thông mạnh, cũng không kém gì địa tâm miếu ba vị lão tổ, nàng phải bảo vệ Diệp Thần, vậy thì không người có thể thương tổn tới Diệp Thần. Diệp Thần mắt gặp Ngao Chiến vọt tới, xen lẫn Vạn Yêu Tiên chỉ địa mạch phong thủy khí vật, uy thế quả thực dũng mãnh hung hãn, nên cũng không dám khinh thường. Tới ám thần mạch, mở. Quát to một tiếng, Diệp Thần cưỡi tiểu hoàng cuồng xông lên, như chiến thần vậy, nói sao làm vậy, tới ám thần mạch mở, vô tận hắc ám, vĩnh hằng hắc ám, nhanh chóng hạ xuống, che trời tế không, để cho thế giới chung quanh, rơi vào tuyệt đối trong bóng tối đi. Ở tới ám thần mạch hắc ám bao phủ hạ, Ngao Chiến khí thế, hơi giảm bớt. Diệp Thần ánh mắt như điện, thừa dịp này cơ hội, một kiếm chém về phía hắn thắt lưng. Một kiếm này, thiên yêu thân thể, phần huyết quyết, bách tà thể, hồn thể chuyển hóa, huyền thể hóa linh vân. Vân thần thông, tất cả đều thi triển. Hắn bất kỳ vũ kỹ nào phải cũng phóng thích đến mức tận cùng. Ha ha ha, muốn đánh lén ta sao? Tinh bạo yêu khí lưu, phá. Ngao Chiến ngửa mặt lên trời cười to, không sợ chút nào, tay trái mãnh giết ra, hóa ra long chảo. Long chảo bên trên, từng cục miếng vảy, toát ra đậm đà yêu khí. Yêu khí lao nhanh gầm thét, ngưng luyện thành sương mù, sau đó một tí nổ, lại nổ lên một cái khí lưu vòng xoáy. Diệp Thần Long Uyên Thiên Kiếm, bị nổ đánh vào, kiếm phong nhất thời quỹ tích nghiêng về, từ Ngao Chiến bên người lao qua. Hơn nữa, ở yêu khí nổ kịch liệt dưới sự xung kích, Diệp Thần gan bàn tay tê dại, thiếu chút nữa bắt không được kiếm, muốn rời tay đánh mất. Đáng chết! Diệp Thần cắn răng, hít sâu một hơi, khó khăn lắm bắt được chuôi kiếm, ổn định thân hình. Khóe miệng mơ hồ có một chút máu tươi tràn ra, nhưng là vấn đề không tính là quá lớn. Ngao Chiến chiếm hết thiên thời địa lợi, dựa lưng vào Vạn Yêu Tiên chỉ địa mạch phong thủy, hắn khách thân tác chiến, vẫn là quá mức thua thiệt. Võ giả càng đến hậu kỳ, nhìn lại càng không phải thực lực. Liên quan tới chiến cuộc thắng bại, ảnh hưởng nhân tố thực ra quá nhiều. Luân hồi chi chủ, người cũng không quá như vậy. Thần võ hám thiên kích, cho ta trấn áp. Ngao Chiến trường kích múa một vòng, sáng chói được người hoa mắt, sau đó tay trái long chảo, đột nhiên như trực đảo hoàng long vậy, mãnh giết ra, sử dụng một chiêu hồng mông cổ pháp, đánh phía Diệp Thần đầu. Rắc rắc sát. Một chiêu này thần võ hám thiên kích, vô cùng là mãnh liệt bá đạo, long chảo dưới sự uy áp, Diệp Thần cho gọi ra tới đen sẫm đêm, lập tức bị nghiền nát. Ở giữa thiên địa, lần nữa khôi phục trong sạch. Ngao Chiến long chảo, ước chừng hóa thành mấy trăm trượng to lớn, trên không trấn áp xuống tới, làm người ta nghẹt thở. Đấu chữ quyết, đấu phá thương khung. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, đấu khí đột nhiên bùng nổ, bao trùm ở trên thân kiếm, nghịch kiếm ngất trời, bực tức chém về phía Ngao Chiến. Một kiếm này, đấu khí kịch liệt, thậm chí còn thiêu đốt lên liền đạo linh lửa ánh sáng. Đạo linh lửa nhan tuyền nhi lực lượng, vậy bơm vào đến trên thân kiếm, còn có tiểu hoàng ác mộng vậy hơi thở, cũng ở đây trên thân kiếm cháy. Cả cây thiên kiếm, đấu khí, hỏa khí, ác mộng sát khí lẫn nhau xen lẫn, hóa thành một cổ hỗn độn vậy kiếm mang, hung hăng chém vào Ngao Chiến long chảo trên. Chanh! Thiên kiếm cùng long chảo giao kích,
nhưng phát ra giống như sắt thép va chạm vậy tranh như vậy tiếng vang, một cổ va chạm kịch liệt khí lưu, từ trong tim bộc phát ra, chấn động bốn phương. Diệp Thần chỉ cảm thấy một cổ hùng hậu cự lực truyền tới, gan bàn tay tê dần, thiên kiếm rốt cục thì không cầm nổi, rời tay bay ra ngoài. Mà hắn thân thể, vậy giống như đạn đại bác bị chấn động bay, hung hăng bay ra đảo giữa hồ, đập ở bên ngoài nước hồ trên, kích thích nghìn cơn sóng lớn hoa. Chủ nhân, Tiểu Hoàng vành mắt hết sức nứt ra, quát to một tiếng, thấy Diệp Thần bị thương, nội tâm tức giận căm hận, kịch liệt ác mộng hơi thở cháy, đỏ thẫm như nham thạch nóng chảy, xanh thẳm như trời khung, hai đạo khí lưu ở hắn trên thân thể quấn quýt. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Ngao Chiến, nhưng gặp Ngao Chiến gương mặt trắng bệch, thân thể không ngừng lui về phía sau, cuối cùng đụng phải trên vách núi, hiển nhiên mới vừa giao phong va chạm, hắn vậy được nghiêm trọng đánh vào, mặc dù đánh bay Diệp Thần, nhưng tự thân cũng không hơn gì. Hồng Hà tiên tử thấy một màn này, mặt đẹp khẽ hơi trầm xuống một cái, nhưng cũng không có ra tay. Bởi vì, cái này một tí giao phong, mặc dù Diệp Thần rơi xuống hạ phong, nhưng cũng không có thua nhiều ít. Đáy nước bên trong, Diệp Thần đạo tâm sáng rực, hai tròng mắt mở ra, trong đầu không ngừng thoáng qua mới vừa rồi đánh một trận hình ảnh. Hắn muốn từ bên trong phân tích ra người này nhược điểm. Bất quá suy tính mấy giây, Diệp Thần phát hiện, tên này là yêu tộc, võ đạo cực kỳ bùng nổ, cường thế ngược lại để cho hắn nhược điểm không ngừng thu nhỏ lại. Cũng khó đối phó. Bất quá, cái này cũng không đại biểu Diệp Thần sẽ sợ hãi người này. Hắn là võ tổ đạo tâm, bất kỳ đồ cũng không thể ảnh hưởng hắn đạo tâm. Địch nhân càng mạnh, hắn liền càng có phần thắng. Rào. Diệp Thần vạch nước ra, thoáng bị điểm bị thương nhẹ, nhìn về Ngao Chiến. Trong đầu nghĩ, địa lợi khí vận, ảnh hưởng vẫn là quá lớn một chút, tên này nếu như không phải là theo nhờ địa mạch, ta một kiếm liền có thể giết chết hắn. Ác mộng hai con ngươi, đại lộ không ngừng. Ngay tại Diệp Thần suy nghĩ chuyển động tới giữa, Tiểu Hoàng đột nhiên gầm thét một tiếng, cả người hơi thở nổ tung, huy hoàng đến trình độ cao nhất, thân thể cũng là lập tức bạo tăng, giống như man hoang hung thú, móng vuốt to lớn mang thiên uy, hung hăng hướng Ngao Chiến đánh ra đi. Giờ khắc này, Tiểu Hoàng tâm trạng kích động dưới, lại có thể ngắn ngủi phát huy ra đỉnh cấp nhất kích. Không tốt. Ngao Chiến thất kinh, chỉ cảm thấy Tiểu Hoàng một kích này, có thái cổ thần uy, đơn giản là biến dạng thiên địa, không thể ngăn cản. Hắn hơi thở còn không khôi phục như cũ, đối mặt Tiểu Hoàng một kích này, lại không cách nào ngăn cản, sẽ bị một móng vuốt đập chết. Diệp Thần cũng là con người co rúm lại, không nghĩ tới Tiểu Hoàng đỉnh cấp bùng nổ dưới, lại có thể như thế hung hãn. Trực tiếp vượt qua địa mạch khí vận hạn chế, muốn nhất kích đập bể Ngao Chiến. Mắt xem Ngao Chiến sắp chết, ngay tại lúc này, một đạo cương mãnh cương khí bức tường khí, đột nhiên xuất hiện ở Ngao Chiến trước mặt. Tiểu Hoàng một móng vuốt oanh kích, đem cương khí bức tường khí nổ, nhưng công kích thế lực vậy dùng hết. Ai dám chờ ta? Tiểu Hoàng trong mắt sát khí hiện ra, đã động huyết tính, lần nữa một móng vuốt, đỉnh cấp nhất kích, muốn giết chết Ngao Chiến. Tiểu Hoàng, đừng xung động. Diệp Thần lập tức phi thân tới, ngăn trở ở Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng kêu lên, chủ nhân. Diệp Thần sờ một cái đầu hắn, nói tỉnh táo một chút. Mới vừa vậy cổ khí tường, rõ ràng cho thấy sau lưng yêu hư ra tay, Diệp Thần chẳng muốn nháo được quá mức. Luân hồi chi chủ, mời lên núi vừa gặp. Quả nhiên, vừa lúc đó, một giọng già nua, từ trên đỉnh núi truyền xuống. Nghe được cái này thanh âm. Diệp Thần trong lòng nhất thời động một cái. Mà vậy trấn thủ người Ngao Chiến, chính là nhìn lại đỉnh núi, nói yêu hư đại nhân. Thanh âm kia nói, để cho hắn vào đi. Ngao Chiến trong lòng tuy có không phục, nhưng vậy không dám vi phạm thanh âm kia ý chí, nói ưm. Nghiêng người nhường qua một bên. Diệp Thần nhìn Hồng Hà tiên tử một mắt, Hồng Hà tiên tử nói, ta sư thúc tổ kêu ngươi lên đi. Diệp Thần gật đầu một cái, liền thu hồi Tiểu Hoàng. Sải bước đi lên núi đi. Hồng Hà tiên tử cũng không có đi theo, ở dưới chân núi chờ. Diệp Thần một đường lên núi, càng đến gần đỉnh núi, càng cảm thấy một hồi to lớn uy áp, như ác mộng vậy khủng bố, mang theo mãnh liệt yêu khí đánh vào. Tốt uy áp kinh khủng. Diệp Thần thầm kinh hãi, âm thầm mở lăng tiêu võ ý, cưỡng ép thừa nhận cái này uy áp, từng bước một đi lên núi, rốt cuộc đi tới đỉnh núi. Nhưng gặp đỉnh núi đỉnh nhỏ bên trong, ngồi một vị ông già. Lão kia người mặc màu xanh da trời đạo bào, nếu như chỉ xem hắn quần áo trang điểm,
còn lấy là hắn là tiên gia đạo sĩ, nhưng hắn gương mặt, nhưng là lạnh lùng thâm trầm, trong mắt như yêu ma vậy máu đỏ màu sắc, tràn đầy ngập trời yêu khí. Diệp Thần trong lòng khẽ run lên, nghĩ ngợi, người này chính là yêu hư sao? Cái này yêu hư, tiên khí cùng yêu khí lẫn nhau xen lẫn, hơi thở cực kỳ đặc thù quỷ dị, mang theo thái cổ thần bí, để cho người nhìn một cái, liền cảm thấy nghẹt thở, lại có loại không dám đến gần cảm giác. Ngồi. Yêu hư nhìn Diệp Thần một mắt, chỉ trước mặt mình chỗ ngồi, hướng hắn tỏ ý nói. Diệp Thần chấn định tâm thần, chắp tay nói, cảm ơn yêu hư tiền bối ban chỗ ngồi. Đi tới yêu hư đối diện, chậm rãi ngồi xuống, nhưng gặp trên mặt bàn để một tấm cờ vây bàn cờ, bên cạnh có một cái cờ hộp. Vậy cờ trong hộp con cờ, lại có thể toàn bộ là khô lâu đúc, là từng hạt tròn thật nhỏ, màu đen, màu trắng đầu khô lâu, khá là quỷ dị. Sau đó cờ sao? Yêu hư ngắm nhìn Diệp Thần, mỉm cười hỏi. Diệp Thần đáp, hiểu sơ một hai. Yêu hư nói, rất tốt, cùng ta tay nói một ván. Vừa nói, hắn chấp hắc đi trước, bên phải hạ nhỏ mục đích vị trí, xuống một con trai. Cờ vây quy tắc, cờ đen đi trước, cần dán 7 mục nửa, ra tay trước rất thua thiệt. Yêu hư đi trước, để cho Diệp Thần chấp cờ trắng, là nhường nhịn ý. Diệp Thần yên lặng không nói, chấp cờ trắng sau đi, ở ba vị trên rơi xuống một con trai, nói rõ là chiếm đoạt tại hiện trường, tận lực tránh đánh, coi giữ bị dán mục đích ưu thế. Người thứ nhất thì có tránh đánh ý, không khỏi quá mức hoảng. Yêu hư thứ hai dưới quyền ở tinh vị, là lớn mở lớn hạp ý, muốn làm lớn cục, tương lai vây lớn hình dáng. Diệp Thần nói, không phải hoảng, chỉ là làm cái gì chắc cái đó, ra tay trước không có ở đây ta tự làm thận trọng. Đây là Diệp Thần kỳ đạo, cũng là hắn võ đạo. Hắn cùng Vạn Khư thần điện đối chiến, Vạn Khư ra tay trước, hắn giai đoạn trước dĩ nhiên là làm cái gì chắc cái đó, tuyệt không dễ dàng xuất chiến, phải tuân thủ ở mình cần phải chiếm lợi ích, cùng căn cơ vững chắc, sau này sẽ chậm chậm mưu đồ phản kích. Yêu hư ha ha cười một tiếng, như có điều suy nghĩ, không nói thêm gì nữa, chỉ là đánh cờ. Hai người đánh cờ, Diệp Thần từ đầu đến cuối cố thủ căn cơ, tuyệt không dễ dàng xuất chiến. Yêu hư nhiều lần cướp công, hợp lại rất hung, nhưng bỏ quên tự thân phòng ngự, cuối cùng ở bên trong bàn thời điểm, bị Diệp Thần tìm được cơ hội phản kích, một lần hành động tống táng rất nhiều, bại cục đã định. Yêu hư nhìn bàn cờ, mặc dù còn có rất nhiều chỗ trống, nhưng bại cục không thể vãn hồi, hắn cuối cùng than thở một tiếng, nắm một cái con cờ, ném trên bàn cờ, coi như là đầu tử nhận thua. Ngươi nói không sai, làm cái gì chắc cái đó rất trọng yếu, ta trước kia cuối cùng mũi nhọn quá thịnh, cuối cùng đưa tới 10 đại thiên quân thế gia liên minh công kích, đại bại thua thiệt thua. Yêu hư hồi tưởng lại trước kia, huyết yêu tộc cùng nhân tộc đại chiến, hơi có chút thổn thức. Diệp Thần nói, ngược lại cũng không phải tiền bối sai, là bởi vì là huyết yêu tộc ra phản đồ. Phản đồ sao? Yêu hư ánh mắt đông lại một cái, nghĩ tới tên phản đồ kia Trấn Nguyên Yêu Tôn, nói, luân hồi chi chủ, người đã đáp ứng ta huyết yêu tộc, sẽ giúp chúng ta đuổi giết Trấn Nguyên Yêu Tôn, thanh lý môn hộ, lời này là thật. Hắn bị không chiến ước hẹn hạn chế, không thể tùy tiện đi ra ngoài, nếu không rất có thể đưa tới họa đoan, bị địa tâm miếu ba vị lão tổ, tìm được cớ công kích. Cho nên, thanh lý môn hộ chuyện, tốt nhất là xin nhờ Diệp Thần. Diệp Thần nói, như ta có đủ thực lực, có thể chu diệt Trấn Nguyên Yêu Tôn, ta sẽ hết sức. Yêu hư cười nói, như vậy quá tốt. Dừng một chút, lại nói, nhưng ngày xưa đánh một trận, ta yêu tộc cuối cùng đại bại, phản đồ là một cái nguyên nhân, ta quá mức cương mãnh, mưu toan lấy một mấy thân, đối kháng thập đại lão tổ, cũng là tự diệt vong chi đạo. Diệp Thần ha ha cười một tiếng, lại không có bình nghĩ cái gì, dẫu sao, lấy sức một mình, đối kháng thập đại lão tổ, cái này đích xác vậy quá cuồng vọng điểm, liền hắn cũng không dám muốn. Tiền bối, vậy Trấn Nguyên Yêu Tôn ở nơi nào? Hắn tu vi như thế nào? Diệp Thần hỏi thăm, muốn thanh lý môn hộ, đầu tiên cần phải biết Trấn Nguyên Yêu Tôn vị trí, còn có đối phương tu vi thực lực. Yêu hư trầm ngâm một hồi, nói, vậy Trấn Nguyên Yêu Tôn, thực lực trước mắt, là trăm gia cảnh tầng hai thiên. Trăm gia cảnh tầng hai thiên sao? Diệp Thần ánh mắt đông lại một cái, trăm gia cảnh loại cấp bậc này cường giả, chênh lệch một tầng, đều là khác biệt một trời. Lấy hắn thực lực trước mắt, có thể trong nháy mắt giết trăm gia cảnh nhất tầng thiên, nhưng đụng phải trăm gia cảnh tầng hai trời,
nhưng là vô cùng cố hết sức, phần thắng tối đa chỉ có 40%. Yêu Hư nói, ngươi không cần lo lắng, chỉ cần ngươi chấp trưởng vạn yêu tiên trì, có thể lợi dụng pháp bảo này, ung dung trấn áp tên phản đồ kia, chính là từ vạn yêu tiên trì bên trong ra đời, pháp bảo này có thể đưa hắn liều mạng. Vạn yêu tiên trì, là thai nghén vạn yêu địa phương, pháp bảo này linh khí đậm đà, cách mỗi một đoạn thời gian, liền sẽ tạo ra một tôn đại yêu, vô cùng cường hãn. Mà vậy trấn nguyên yêu tôn, thật là từ vạn yêu tiên trì bên trong thai nghén ra. Nói cách khác, lợi dụng vạn yêu tiên trì, có thể coi thường cảnh giới chênh lệch, trực tiếp đem trấn nguyên yêu tôn trong nháy mắt giết. Diệp Thần nghe nói như vậy, nhất thời ánh mắt sáng lên. Yêu Hư nói, ta có thể đem vạn yêu tiên trì đưa cho ngươi, nhưng ngươi phải đáp ứng ta một chuyện. Diệp Thần nói, chuyện gì? Thanh lý môn hộ, chuyện này ta đã đáp ứng. Yêu Hư khoát tay một cái, nói, không phải, ta muốn ngươi ra tay, sống lại ta chủ nhân, nói cách khác trong truyền thuyết cổ yêu chí tôn, ta rất nhớ mong hắn. Diệp Thần ngẩn ngơ, nói, sống lại ngươi chủ nhân. Yêu Hư gật đầu một cái, cười nói, mặc dù nguyện vọng này còn quá mức xa xôi, nhưng ta hy vọng ngươi có thể đáp ứng, tương lai chấp trưởng luân hồi đỉnh cấp sau đó, có thể ở luân hồi thiên quốc bên trong, đem ta chủ nhân sống lại. Luân hồi trình độ cao nhất, chấp trưởng chư thiên vạn giới sinh linh sống chết luân hồi, có thể tùy ý xóa bỏ bất kỳ sinh linh, cũng có thể ung dung sống lại mỗi một người. Đây là cảnh giới trong truyền thuyết, Diệp Thần cũng không biết là không phải thật, nhưng nếu Yêu Hư nhắc tới, Diệp Thần dĩ nhiên là gật đầu, nói, như luân hồi đỉnh cấp, thật có thể sống lại chết đi sinh linh, ta nhất định sẽ đem cổ yêu chí tôn tiền bối sống lại. Yêu Hư cảm thấy vui vẻ yên tâm, nói, rất tốt, ta nhớ lời hứa của ngươi, ngươi mang vạn yêu tiên trì, có thể rời đi, mượn cái này hồ tiên, ngươi có thể phong tỏa trấn nguyên yêu tôn hơi thở, hơn nữa chỉ cần đến gần hắn, liền có thể đem hắn trong nháy mắt giết. Trấn nguyên yêu tôn thực lực, chừng trăm gia cảnh tầng hai trời, nếu như chính diện tỉ thí. Diệp Thần muốn giết hắn, đó là khó hơn lên trời. Nhưng nếu như, Diệp Thần có thể chấp trưởng vạn yêu tiên trì, mượn pháp bảo này căn nguyên quy tắc, có thể từ căn nguyên trên, đem trấn nguyên yêu tôn trong nháy mắt giết. Yêu Hư móc ra một tấm phù chiếu, giao cho Diệp Thần, chính là khống chế vạn yêu tiên trì phù chiếu. Đa tạ tiền bối. Diệp Thần cũng không có đẩy nhờ, đem phù chiếu nhận lấy. Nắm vạn yêu tiên trì phù chiếu. Diệp Thần nội tâm nhiệt huyết hỗn loạn không dứt. Phải biết, cái này vạn yêu tiên trì, nhưng mà bốn đại tiên ao một trong, 33 thái thượng thần khí, linh khí dư thừa đến đáng sợ bước, hiện tại hắn có thể chấp trưởng, cái này sau lưng đại biểu cơ duyên, khí vận, tạo hóa, sẽ không so chấp trưởng thiên kiếm kém đi nơi nào. Rất tốt, luân hồi chi chủ, ta huyết yêu tộc, hôm nay là đem toàn tộc vận mệnh, ký thác cho ngươi, ta hy vọng một ngày kia, ngươi có thể lên đỉnh luân hồi đỉnh cấp. Yêu Hư than thở một tiếng, cũng không biết tương lai phúc họa như thế nào, hắn lựa chọn đặt tiền cuộc Diệp Thần, thật ra thì cũng là hào đánh cuộc. Nếu như không hào đánh cuộc một chàng, huyết yêu tộc không cách nào phá cục. Tiền bối, tại hạ nhất định đem hết khả năng, sẽ không để cho tiền bối thất vọng. Diệp Thần đứng dậy, cung kính chắp tay nói. Yêu Hư gật đầu một cái, nói, đây là ta cục, cũng là ngươi cục, từ nay về sau, chúng ta sống chết tương quan. Vinh nhục một thể, chúc ngươi võ vận xương long, ngày khác luân hồi đỉnh cấp tạm biệt. Vừa nói, Yêu Hư hướng Diệp Thần mời một ly rượu. Diệp Thần nhận lấy ly rượu, ngưỡng hầu uống, trong lòng nhất thời cảm thấy thoải mái, đem linh khí bơm vào đến phù chiếu bên trong. Oanh! Vạn yêu tiên chỉ phù chiếu khởi động, toàn bộ hồ đều sôi trào, vô số sóng nước dâng trào kịch liệt, ngút trời cuốn lên. Sau đó, hồ nhanh chóng thu nhỏ lại, không ngừng thu nhỏ lại. Cuối cùng hóa thành một hạt nước mắt hình dáng giọt nước, trôi lơ lửng ở giữa không trung bên trong. Diệp Thần tâm niệm vừa động, nước kia giọt liền rơi vào trong tay hắn. Mà theo vạn yêu tiên trì, bị Diệp Thần thu phục, hắn cùng Yêu Hư dưới chân núi cao, cũng là sụp đổ, hoàn toàn chôn vùi ở trong hư không. Mới vừa vẫn là bầu trời trong trẻo, theo vạn yêu tiên trì bị bắt phục sau đó, hoàn toàn hóa thành một phiến gần như hỗn độn hư không. Cái này mảnh hỗn độn trong hư không, không gặp tinh nguyệt, không gặp thái dương, chỉ có hỗn hỗn độn độn sương mù dày đặc ở vần quanh, giống như ngày tận thế cuối. Diệp Thần, Yêu Hư, Hồng Hà tiên tử, Ngao Chiến, cũng trôi lơ lửng ở cái này mảnh hỗn độn trong hư không, ở mênh mông hào hùng vũ trụ bên trong,
thân thể giống như con kiến hôi nhỏ bé. Hồng Hà tiên tử cùng Ngao Chiến, kinh ngạc nhìn một màn này. Xem bộ dáng kia, Diệp Thần rõ ràng lấy được vạn yêu tiên trì. Hồng Mông tinh không, tinh cầu tạo vật. Diệp Thần bàn chân đạp một cái, Hồng Mông tinh không từ sau lưng hắn chống đỡ lên, ánh sao lóe lên gian, một cái tinh cầu ra đời đi ra. Viên tinh cầu này, nhưng là thực chất tồn tại, có bữa không mặt đất, rừng rậm con sông. Hiện tại Diệp Thần thần thông, đã vô cùng là cường hãn, Hồng Mông lớn tinh không tu vi, đủ để sáng thế tạo vật, trực tiếp sáng tạo ra một viên chân chính tinh cầu, sinh sôi sinh linh, vô cùng lợi hại. Hắn đem viên tinh cầu này, lưu lại nơi này mảnh hỗn độn trong hư không, coi là đưa cho yêu hư chỗ nương thân. Yêu hư cười nói, người ngược lại là có lòng. Diệp Thần nói, tiền bối, đa tạ tặng bảo, cáo từ, ta nhất định sẽ lên đỉnh luân hồi đỉnh cấp. Chắp tay bái tạ, liền tạm biệt yêu hư rời đi. Bên kia Hồng Hà tiên tử, phục hồi tinh thần lại, xa xa hướng yêu hư bái một bái, nói, sư thúc tổ, tạm biệt. Nói xong, nàng đuổi theo Diệp Thần, đầu ngón tay khoác ở Diệp Thần cánh tay, mềm mềm thân thể khẩn ai đi lên. Diệp Thần biết nàng là yêu nữ tâm tính, tà mị quyến rũ, ngược lại cũng không để bụng. Hai người liền kết bạn rời đi, yêu hư đưa mắt nhìn Diệp Thần rời đi, trong mắt ngơ ngẩn xuất thần. Ngao Chiến bay đến yêu hư bên người, thấp giọng nói, đại nhân, người thật đem vạn yêu tiên chỉ tống đi. Yêu hư gật gật đầu nói, thà ở lại ta trong tay, phí của trời, ngược lại không như đưa cho luân hồi chi chủ. Ngao Chiến có chút cáu bất quá, nói chỉ sợ vậy luân hồi chi chủ, không tư cách chấp trưởng vạn yêu tiên trì. Yêu hư ha ha cười một tiếng, nói nếu như liền hắn đều không tư cách, thiên hạ kia tới giữa, vậy không người lại còn tư cách. Diệp Thần cùng Hồng Hà tiên tử, trở lại ngoại giới, trở lại cổ yêu thần miếu bên trong. Này, Diệp Thần, ta sư thúc tổ thật đem vạn yêu tiên trì đưa cho ngươi sao? Hồng Hà tiên tử còn kéo Diệp Thần cánh tay, hỏi. Diệp Thần cười nói, chẳng lẽ còn có giả? Hồng Hà tiên tử cười nói, ngươi quả nhiên lợi hại, nhanh như vậy lấy được ta sư thúc tổ đồng ý, ta lấy là muốn khảo nghiệm mấy trăm năm, mấy ngàn năm, thậm chí hơn 10.000 năm thời gian. Diệp Thần nói, thời gian dài như vậy, ta có thể không chờ được, ta hiện tại phải đi. Hồng Hà tiên tử nói, ngươi phải đi nơi nào? Diệp Thần ánh mắt đông lại một cái, lạnh giọng nói, thanh lý môn hộ. Hiện tại vạn yêu tiên chỉ đã tới tay, Diệp Thần chuẩn bị lên đường, tìm cũng Chu Diệt Trấn Nguyên yêu tôn, thanh lý môn hộ. Hồng Hà tiên tử cười nói, ngược lại cũng không cần gấp như vậy, ngươi lưu lại, cùng ta chơi mấy ngày thôi. Diệp Thần nói, không được, ta phải đi. Hồng Hà tiên tử nhưng kéo hắn cánh tay, không có buông ra, đưa ra một đầu ngón tay, ở trước mặt hắn lung lay thoáng một cái, nói, mấy ngày không được, vậy cùng ta chơi một đêm, liền một đêm. Như thế nào? Diệp Thần cười khanh khách không nói, nói, người đường đường huyết yêu tộc nắm giữ, có thể hay không có một chút rẻ đặt thể thống. Hồng Hà tiên tử bĩu môi, nói chúng ta yêu tộc, không giống các ngươi nhân tộc như thế đường đường chính chính, thích liền là thích, không thích chính là không thích, ta thích ngươi, muốn cùng ngươi một hưởng vui vẻ, cũng có sai sao? Diệp Thần bắn một tí Hồng Hà tiên tử chán, nói, ngươi đây không phải là thích, ngươi là thèm người ta. Muốn lấy được ta luân hồi huyết mạch bồi bổ. Hồng Hà tiên tử nói, đây có khác biệt sao? Diệp Thần nói, đương nhiên là có khác biệt, thôi, tránh sự muốn chặt, chờ ta giải quyết phản đồ, ta sẽ lần nữa trở về tìm ngươi, còn như hiện tại mà. Hồng Hà tiên tử nói, hiện tại như thế nào? Không ở một đêm lại đi sao? Diệp Thần nói, hiện tại ta phải đi, cáo từ. Nói xong, Diệp Thần tránh ra khỏi Hồng Hà tiên tử cánh tay. Tung người trước mắt, ngự gió bay khỏi đi. Này, người thật liền đi như vậy à? Hồng Hà tiên tử dậm chân, mặt đầy cáu giận. Nhưng mà, Diệp Thần cũng không quay đầu, cũng không có cùng nàng cùng chung vui vẻ dự định, mà là nhanh chóng rời đi huyết yêu sơn mạch. Đi ra bên ngoài, Diệp Thần tìm một khối tĩnh lặng địa phương, mở ra hoàng tuyền đồ, lắc mình chui đi vào. Tiến vào hoàng tuyền đồ bên trong, Diệp Thần móc ra vậy hạt nước mắt hình dáng giọt nước. Cẩn thận học hỏi. Viên này giọt nước, chính là vạn yêu tiên trì ngưng kết, cùng hắn khí cơ tương liên, đã nhận chủ tại hắn. Vạn yêu tiên trì, hóa. Diệp Thần cong ngón tay bắn ra, giọt nước ngang trời bay ra, ngay sau đó rơi vào suối vàng thế giới bên trong,
bộc phát ra, hóa thành một cái ngàn dặm phương viên hồ. Hồ nước trong xanh, tràn ngập tiên linh yêu khí, vừa có tiên đạo huyền diệu, cũng có yêu đạo hung hãn. Ở suối vàng trong thế giới, Thanh Long Sa La Cây, Linh Hải Nhi các người, thấy vạn yêu tiên chỉ rơi xuống, đều là vô cùng mừng rỡ. Sa La nói, tôn chủ, có cái này vạn yêu tiên chỉ tọa lạc, chúng ta Hoàng Tuyền đồ khí vận tăng vọt, sau này có hưởng dụng vô tận linh khí. Vạn yêu tiên chỉ linh khí vô cùng là dư thừa, đạt được này pháp bảo chấn giữ, Hoàng Tuyền đồ địa mạch phong thủy, cũng có thể được to lớn bồi bổ, hoàn toàn lột xác, sau này linh khí vô cùng, phúc trạch liên miên. Diệp Thần khẽ mỉm cười, lợi dụng mậu thổ nguyên phù, ở vạn yêu tiên chỉ bên trong, tạo ra được một tòa đảo nhỏ, đem Thanh Long Sa La Cây di chuyển đi qua. Cái này vạn yêu tiên trì, tránh vị tại suối vàng thế giới trung ương, trấn thủ khí vận. Hiện tại chấp trưởng vạn yêu tiên trì, Diệp Thần không cần tận lực tu luyện, đều có vô cùng vô tận linh khí, không ngừng tư bổ trước hắn gân cốt huyết mạch. Tiểu Hoàng, đi ra đi. Diệp Thần lại đem Tiểu Hoàng phóng thích ra ngoài. Tiểu Hoàng thấy trước mắt nước hồ trong suốt, hoan hô một tiếng, nhảy đến vạn yêu tiên trì bên trong đi, tận tình ngâm cua, không ngừng hấp thu linh khí. Tiểu Hoàng, Sa La, Linh Hải Nhi, các ngươi sau này liền ở chỗ này tu luyện. Diệp Thần phân phó, cái này vạn yêu tiên chỉ linh khí đậm đà, đủ hắn dùng đến phi thăng, là gần như nghịch thiên tu luyện bảo địa. Đa tạ chủ nhân. Tiểu Hoàng mừng rỡ vạn phần, hướng Diệp Thần nói cảm ơn. Sau này có liền vạn yêu tiên chỉ trợ lực, huyết mạch hắn, nhất định có thể nhanh chóng khôi phục viên mãn. Sa La Cây cùng Linh Hải Nhi, cũng chia hướng khác Diệp Thần cảm ơn. Diệp Thần gật đầu một cái, liền rời đi suối vàng thế giới, thu hồi Hoàng Tuyền đồ. Vậy Trấn Nguyên yêu tôn, không biết ở địa phương nào. Diệp Thần trong lòng động một cái, mượn vạn yêu tiên chỉ nguyên khí, không ngừng ngược dòng thiên cơ, dò xét Trấn Nguyên yêu tôn vị trí. Trong sâu thẳm, Diệp Thần quả nhiên bắt được, một chút như có như không khí tức cường giả, tu vi ước chừng đạt tới trăm gia cảnh tầng hai trời, muốn đến chính là vậy Trấn Nguyên yêu tôn. Rất tốt. Cũng nên đến thanh lý môn hộ lúc. Diệp Thần nắm quyền một cái, huyết yêu tộc cho hắn lớn như vậy cơ duyên, hắn tự nhiên sẽ không làm trái lời hứa. Trấn Nguyên yêu tôn tên phản đồ này, nhất định phải chém chết. Lập tức, Diệp Thần dọc theo thiên cơ hơi thở tản ra địa phương, ngự gió bay vút đi. Mà đang ở Diệp Thần mới vừa bay ra không xa, phía trước tầng mây tới giữa, bỗng nhiên xuất hiện hai cái người thần bí. Vậy hai cái người thần bí đều là ăn mặc áo bào xám, cả người che ở áo choàng bên trong, chỉ lộ ra một đôi mắt, ánh mắt vô cùng sắc bén. Xin hỏi là luân hồi chi chủ sao? Vậy hai cái áo bào xám người thần bí, một trái một phải, cản lại liền Diệp Thần. Diệp Thần gặp bọn họ hơi thở, chỉ có nửa bước trăm gia cảnh, hắn tiện tay liền có thể chém chết, nhưng không biết đối phương thân phận, hắn không có hành động thiếu suy nghĩ, dừng lại ở thân hình, nói, là ta, các ngươi là ai? Ngay lúc nói chuyện, Diệp Thần ngưng thần suy diễn cảm ứng, nhưng kinh ngạc phát hiện, cái này hai cái người áo bào cho nhân quả hơi thở, lại có thể cùng Trấn Nguyên yêu tôn, có một chút liên lạc. Chính xác mà nói, bọn họ là Trấn Nguyên yêu tôn thuộc hạ. Chậm chút, bảy càng đưa lên, nhìn xong nhớ bỏ phiếu nha. Vậy hai cái người áo bào cho, hai miệng đồng thanh nói, chúng ta chính là Trấn Nguyên yêu tôn tọa hạ hộ pháp, Trấn Nguyên yêu tôn đại nhân. Muốn mời luân hồi chi chủ, đi Trấn Nguyên điện tụ họp một chút. Diệp Thần nghe nói như vậy, ha ha cười một tiếng, trong đầu nghĩ, xem ra ta suy diễn thiên cơ, bắt Trấn Nguyên yêu tôn lai lịch, cũng bị hắn cảm ứng được sát khí. Đối phương nếu công khai mời, Diệp Thần tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Dù sao, hắn nắm giữ vạn yêu tiên trì, chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, hắn ngược lại muốn xem, Trấn Nguyên yêu tôn còn có cái gì hoa chiêu. Được. Ta cùng các người đi, dẫn đường đi. Diệp Thần trực tiếp đáp ứng. Vậy hai cái người áo bào cho, trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới Diệp Thần như thế quyết đoán, như thế có khí phách, lại có thể trực tiếp đáp ứng một tiếng, vậy không sợ bọn họ bố trí âm mưu gì cạm bẫy. Luân hồi chi chủ, mời. Hai người cung kính ở phía trước dẫn đường, ngự gió bay đi. Diệp Thần đi theo vậy hai cái người áo bào cho, một đường ngự gió qua lại, ước chừng bay nửa ngày. Bước ngang qua không biết nhiều ít ngàn dặm, cuối cùng đi tới một phiến vô cùng là âm u địa phương. Chỗ này, là một phiến bình nguyên. Mà ở trên bình nguyên, nhưng xây dựng trước từng ngọn đại điện,
mỗi một ngôi đại điện đều có một cái yêu khí dày đặc đầu khô lâu. Đại điện cùng đại điện tới giữa, đứng vững vàng từng ngọn pho tượng, động tác hình thái khác nhau, nhưng pho tượng kia tướng mạo, cũng là cùng một người hình dáng, chính là huyết yêu tộc Khai Sơn Tổ Sư, Cổ Yêu Chí Tôn. Diệp Thần trong đầu nghĩ, xem ra cái này Trấn Nguyên Yêu Tôn, mặc dù phản bội, nhưng cũng không dám khi sư diệt tổ, còn nhớ tổ tông của mình, là Cổ Yêu Chí Tôn. Ngưng thần cảm ứng dưới, Diệp Thần cũng không có bắt được bất kỳ vòng bộ bẫy dập nguy cơ. Xem ra, Trấn Nguyên Yêu Tôn là thành tâm mời, nên cũng không dám đùa bỡn hoa chiêu gì. Bởi vì, vạn yêu tiên chỉ ở Diệp Thần trên tay, Diệp Thần chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, Trấn Nguyên Yêu Tôn bất kỳ âm mưu thủ đoạn, đều là vô căn cứ, căn bản không sẽ có bất kỳ hiệu quả nào. Luân hồi chi chủ, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Diệp Thần mới vừa đến, đại điện chỗ sâu vang lên một đạo thanh âm cung kính, một cái khoác yêu đạo trường bào người trung niên, ha ha cười, từ bên trong đi ra nghênh tiếp. Trung niên kia nhân tu là hơi thở, vô cùng uyên thâm, ước chừng đạt tới trăm gia cảnh tầng hai thiên. Diệp Thần trong cơ thể hoàng tuyền đồ, vạn yêu tiên chỉ phát ra dị động, cùng người trung niên này người, sinh ra một chút đồng tình. Hiển nhiên, người trung niên này người, chính là huyết yêu tộc phản đồ, Trấn Nguyên Yêu Tôn. Trấn Nguyên Yêu Tôn hai bên, là từng cái một xinh đẹp hồ nữ, xà nữ Vân. Vân, cũng tới đây vây quanh Diệp Thần, nhẹ ca mạn vũ hoan nghênh. Diệp Thần không có động tĩnh, câu thông vạn yêu tiên chỉ, tựa như thấy được Trấn Nguyên Yêu Tôn tim, chỉ cần hắn ý niệm động một cái, lập tức có thể đem Trấn Nguyên Yêu Tôn giết chết. Vạn yêu tiên chỉ, chính là tạo ra Trấn Nguyên Yêu Tôn địa phương. Diệp Thần chấp trưởng vạn yêu tiên chỉ, tương đương với nắm được đối phương tử huyệt, đối phương còn dám đến gần hắn, đơn giản là chịu chết đến cửa. Chỉ là, đối phương như vậy thẳng thắn, Diệp Thần cũng không có vội vã động thủ. Yên lặng theo dõi kỳ biến. Tại hạ Trấn Nguyên Yêu Tôn, hôm nay được gặp luân hồi tôn phạm, có vẻ vinh hạnh. Trấn Nguyên Yêu Tôn hướng Diệp Thần màng bái thi lễ, thái độ vô cùng là khiêm nhường. Diệp Thần trong lòng khá cảm thấy ngoài ý muốn, nói các hạ không cần được đại lễ như vậy, ta hôm nay tới, không phải làm khách, mà là muốn bắt ngươi tánh mạng, thanh lý môn hộ. Lời nói này nói được thẳng thắn dũng hãn, người chung quanh đều là sắc mặt đại biến. Những cái kia hồ nữ xà nữ, vốn là nhẹ ca mạn vũ, nhưng hiện tại lập tức thật giống như bị cắt mất cổ họng, như chết yên lặng. Trấn Nguyên Yêu Tôn gương mặt không thay đổi, như cũng duy trì mỉm cười, nói ta chính là một cái không cha không mẹ yêu vật, luân hồi chi chủ muốn cầm ta tánh mạng, vậy cũng rất dễ dàng, vạn yêu tiên chỉ ở bên trong tay ngươi, thiên hạ vạn yêu thần phục, không người có thể ngăn cản, nhưng luân hồi chi chủ đường xa tới, ngược lại cũng không cần vừa thấy mặt liền động sát thủ. Xin đi vào uống ly trà. Diệp Thần trong lòng càng nghi ngờ, trong đầu nghĩ, không biết cái này Trấn Nguyên Yêu Tôn, còn có cái gì hoa chiêu. Lập tức gật đầu một cái, đi theo Trấn Nguyên Yêu Tôn vào bên trong. Binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn. Giữa hai người khoảng cách, Diệp Thần từ đầu đến cuối duy trì 20 bước trong phạm vi. Ở cái phạm vi này, hắn chỉ cần tâm niệm vừa động, thúc giục vạn yêu tiên trì, lập tức có thể đem đối phương giết chết. Căn bản không cần chiến đấu. Thậm chí, lợi dụng vạn yêu tiên chỉ khí thức cường đại, còn có thể ung dung trấn áp toàn bộ Trấn Nguyên Điện, giết chết tất cả yêu vật, không phí nhiều sức. Cái này vạn yêu tiên chỉ có thể để cho thiên hạ vạn yêu thần phục, đối với yêu tộc huyết mạch, có cực kỳ đáng sợ khắc chế hiệu quả, cơ bản có thể coi thường sức chiến đấu chênh lệch, trực tiếp từ quy luật, khí vận căn nguyên vân. Vân phương diện, đem yêu tộc xóa bỏ. Diệp Thần đi theo Trấn Nguyên Yêu Tôn, đi tới yêu tộc trên đại điện, phân chủ khách ngồi xuống. Trấn Nguyên Điện bên trong mấy cái cao tầng trưởng lão hộ pháp, cùng ngồi một bên, tất cả người đều là sắc mặt ngưng trọng. Bọn họ sống chết, toàn bộ nắm ở Diệp Thần trên tay. Chiến đấu là vô dụng, Diệp Thần nắm giữ vạn yêu tiên trì, pháp bảo này đối với yêu tộc mà nói thật đáng sợ, chỉ cần Diệp Thần tâm niệm một thúc dục, lập tức có thể giết chết tất cả người, căn bản không người dám can đảm ra tay. Chủ khách sau khi ngồi vào chỗ của mình, Trấn Nguyên Yêu Tôn kêu người làm dâng lên trà xanh. Trấn Nguyên Yêu Tôn, ta nói thật với ngươi đi, ngươi năm đó phản bội huyết yêu tộc, Hồng Hà tiên tử và yêu hư tiền bối, kêu ta ra tay giết ngươi, thanh lý môn hộ, ngươi có gì ngôn gì, bây giờ có thể nói cho ta. Diệp Thần giơ ly trà, lại không có uống, chỉ là bình tĩnh nhìn Trấn Nguyên Yêu Tôn, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Đối phương nếu thẳng thắn đối đãi,
hắn vậy không ngại để lại cho đối phương chăn chối cơ hội. Nhưng năm đó, Trấn Nguyên Yêu Tôn phản bội, trực tiếp đưa đến huyết yêu tộc bị bại, chuyện này quá mức tồi tệ, Diệp Thần không thể nào thả qua đối phương tánh mạng, tối đa cho hắn lưu một cái toàn thây. Nghe được Diệp Thần lần này thẳng thắn uy nghiêm lời nói, toàn trường trưởng lão yêu tộc thất sắc, liền liền Trấn Nguyên Yêu Tôn, vậy rốt cuộc lộ ra một chút tuyệt vọng cùng sợ hãi. Luân hồi chi chủ, có lời thật tốt nói, ta mời ngươi tới đây, là có chuyện phải thương lượng. Trấn Nguyên Yêu Tôn cười khan một tiếng, nói. Ngươi còn có lời gì muốn nói? Diệp Thần nhìn Trấn Nguyên Yêu Tôn, ngược lại là rất muốn biết, đối phương còn có cái gì biện luận trắng tiếng nói. Trấn Nguyên Yêu Tôn thở dài một tiếng, nói ta năm đó phản bội, chỉ là bị Vũ Hoàng Cổ Đế đầu độc, ta đã biết sai, mời Luân Hồi Chi Chủ cho ta một cái cơ hội. Diệp Thần ha ha cười một tiếng, nói chỉ là đầu độc hai chữ, ngươi liền muốn miễn đi ngươi năm đó tội nghiệt, không khỏi quá mức ý nghĩ hảo huyền. Trấn Nguyên Yêu Tôn cắn răng, đột nhiên đứng lên, hướng Diệp Thần quỳ xuống, nói, Luân Hồi Chi Chủ, ta biết ta tội nghiệt sâu nặng, chết vạn lần không có chuộc, nhưng ta nguyện ý quy thuận ngươi, ngươi thả giết ta, ngược lại không như đem ta thu về dưới quyền, đối với ngươi tương lai bố trí, cũng có trọng dụng. Hắn đột nhiên quỳ xuống, toàn trường đều kinh hãi. Vô luận là Diệp Thần, vẫn là Trấn Nguyên Điện bên trong các trưởng lão, đều là vô cùng kinh ngạc. Diệp Thần ánh mắt đông lại một cái, lại không nghĩ rằng Trấn Nguyên Yêu Tôn sẽ quy thuận. Đúng là, Trấn Nguyên Yêu Tôn là trăm gia cảnh tầng 2 thiên cường giả, nếu như thu nhận hắn mà nói, sau này đối kháng tài quyết chi chủ, nhất định có trọng dụng. Chỉ là, đối phương đã từng là phản đồ, phạm vào ngút trời tội nghiệt, Diệp Thần há có thể tùy tiện tha. Luân hồi chi chủ, khối này thiên hàn ngọc vẫn tinh, mời ngươi nhận lấy, coi là ta đưa lễ vật cho ngươi. Trấn Nguyên Yêu Tôn móc ra một khối tinh thạch, cung kính giao cho Diệp Thần. Khối này tinh thạch, toàn thân băng oánh thấu rõ, tràn ra ti ti lũ lũ dùng mình, linh khí vô cùng đậm đà, hiển nhiên là một kiện giá trị bất phàm thiên tài địa bảo. Diệp Thần nhìn vậy thiên hàn ngọc vẫn tinh, trong lòng động một cái, nghĩ ngợi, khối này tinh thạch, nếu như đưa cho Ngụy Dĩnh cô nàng kia, đối với nàng tu vi nhất định có tăng thêm. Ngụy Dĩnh đang đột phá trăm gia cảnh, mà đây khối thiên hàn ngọc vẫn tinh, hơi thở cùng Ngụy Dĩnh có cộng thông chi sử, nếu như đưa cho nàng luyện hóa nói, khẳng định có thể để cho nàng thuận lợi hơn chặt đứt gông xiềng. Nhưng, Trấn Nguyên Yêu Tôn tội nghiệt quá nặng, Diệp Thần suy nghĩ chớp động, cũng không có tùy tiện nhận lấy hắn lễ vật. Trấn Nguyên Yêu Tôn thấy vậy, gương mặt một hồi trắng bệch, nói, mời Luân Hồi Chi Chủ khai ân, ta sẽ đem hết khả năng, vào nơi dầu sôi lửa bỏng, tại chỗ không chối từ. Diệp Thần nghe hắn nói được thành khẩn, gật gật đầu nói, ngươi muốn đem đền bù qua, ngược lại là có lòng, chỉ là ngươi năm đó phản bội, chân thực quá mức tồi tệ, ta không làm chủ được, ngươi đi hỏi một chút Hồng Hà Tiên Tử và Yêu Hư tiền bối, như bọn họ chịu thả ngươi, ta sẽ bỏ qua ngươi. Nghe vậy, Trấn Nguyên Yêu Tôn cả người run sợ, sợ hãi tới cực điểm. Hắn biết rõ năm đó tội ác quá sâu, Hồng Hà Tiên Tử cùng Yêu Hư, cũng hận không được đem hắn bầm thây vạn đoạn. Hắn đi cầu tha, đó là tự tìm đường chết. Diệp Thần thấy hắn bộ dáng này, nói, xem ra ngươi cũng biết, ngươi tội ác quá sâu, không cách nào vãn hồi, như vậy, ta hôm nay đưa ngươi lên đường, một đường đi tốt. Nói xong, Diệp Thần linh khí động một cái, đỉnh đầu tiên linh yêu khí bùng nổ, có một giấc mộng cảnh vậy hư ảo ao nước dị tượng, ở đỉnh đầu hắn nổi lên, giống như thiên giới hồ tiên, mênh mông thần thánh, linh quang bắn ra bốn phía. Đó là vạn yêu tiên trì ảo ảnh. Vạn yêu tiên trì vừa ra, Trấn Nguyên Yêu Tôn nhất thời vạn niệm câu hôi, sau đó cảm thấy tim cùng thần hồn, một hồi kịch liệt quặn đau. Nhưng là Diệp Thần thúc giục vạn yêu tiên trì, muốn đoạt lấy hắn tánh mạng. À, Luân Hồi Chi Chủ tha mạng, tha mạng. Trấn Nguyên Yêu Tôn kêu thê lương thảm thiết đứng lên, tim kịch liệt quặn đau, hắn che ngực, trên đất co quắp, ngũ quan hoàn toàn vặn vẹo, hình dáng vô cùng chật vật ảm đạm. Trên đại điện cái khác trưởng lão yêu tộc, đều là hoảng hốt, vậy rối rít quỳ xuống, hướng Diệp Thần cầu xin tha thứ. Diệp Thần uyển như tâm địa sắt đá vậy, không có động tĩnh, tiếp tục thúc giục vạn yêu tiên trì. Trấn Nguyên Yêu Tôn như người nào chết dã thú, bi thảm kêu gào, chỉ cảm thấy cả người có ngàn vạn nguyền rủa, ngàn vạn độc trùng rắn độc quấn quanh, vạn kiến phệ tim, vạn kiếm liệt hồn, thân xác thần hồn sở thụ đau đớn khổ sở, trọn đời cho tới bây giờ không có qua. Hắn hai tay ở trên thân thể bắt loạn, hận không được đem mình xé nát vậy,
chỉ chốc lát sau, liền xé kéo ra từng cái dữ tợn vết máu, nhìn thấy mà đau lòng. Luân hồi chi chủ, tha mạng, mời ngươi thả qua nhà ta điện chủ. Ngay tại lúc này, một cái trưởng lão yêu tộc, quỳ leo đến Diệp Thần dưới chân, bình bịch bịch dập đầu, nói, ta có thể nói cho ngươi một cái bí mật, liên quan tới luân hồi thiên kiếm bí mật, mời ngươi tha nhà ta điện chủ, thả qua chúng ta Trấn Nguyên Điện. Luân hồi thiên kiếm bí mật. Diệp Thần nghe nói như vậy, nội tâm nhất thời chấn động kịch liệt, dừng lại ở động tác, lại nữa thúc giục vạn yêu tiên trì. Luân hồi thiên kiếm, là Diệp Thần nhất nghĩ có được binh khí, cũng là tám đại thiên kiếm bên trong, lợi hại nhất tồn tại. Muốn đối kháng vạn khư, chém chết Phú Hoàng cổ đế, Diệp Thần phải bắt được thanh kiếm này, nếu không căn bản không có đối kháng tư cách. Trấn Nguyên yêu tôn thoáng thở dốc tới đây, nghe thủ hạ trưởng lão, lại muốn tiết lộ luân hồi thiên kiếm bí mật, nhất thời thần sắc đại biến, nói, không. Không thể nói, luân hồi thiên kiếm đầu mối, tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Diệp Thần nghe được Trấn Nguyên yêu tôn mà nói, càng cảm thấy ngạc nhiên. Hắn mới vừa thúc giục vạn yêu tiên trì, Trấn Nguyên yêu tôn chịu thống khổ, không cách nào dùng lời nói hình dạng, vô cùng tàn khốc, nhưng dù vậy, hắn cũng không có tiết lộ luân hồi thiên kiếm bí mật. Có thể tưởng tượng được, điều bí mật này, đối với hắn mà nói, trọng yếu bực nào, liền bị hành hạ chết thảm, cũng không chịu thổ lộ nửa điểm. Diệp Thần nhất thời hứng thú, nói, vậy luân hồi thiên kiếm bí mật, rốt cuộc là cái gì? Trấn Nguyên yêu tôn sắc mặt trầm xuống, nói ta sẽ không nói, luân hồi chi chủ, ngươi giết ta đi. Hắn đây là cả người vết máu, máu tươi đầm đìa, không thiếu vết thương sâu thấy tới xương, hình dáng thật là dữ tợn đáng sợ, nhưng ánh mắt nhưng là vô cùng kiên định, hiển nhiên dẫu có chết vậy không chịu nói ra luân hồi thiên kiếm bí mật. Vậy trưởng lão yêu tộc lại nói, điện chủ, hôm nay muốn còn sống, gìn giữ ta Trấn Nguyên điện đạo thống, chỉ có thể dùng điều bí mật này, tới làm giao dịch. Còn sót lại trưởng lão yêu tộc, cũng là hướng Trấn Nguyên yêu tôn quỳ xuống khẩn cầu, muốn lợi dụng luân hồi thiên kiếm bí mật, cùng Diệp Thần giao dịch. Trấn Nguyên yêu tôn nội tâm vùng vẫy, đến lúc này, hắn đã không sợ chết, nhưng Trấn Nguyên điện mấy chục ngàn yêu tộc, lớn như vậy đạo thống cơ nghiệp, cùng hắn chết, cũng phải tan thành mây khói. Diệp Thần nếu muốn thanh lý môn hộ, dĩ nhiên là muốn nhổ cỏ tận gốc, miễn tuyệt hậu hoạn, không thể nào thả qua Trấn Nguyên điện cái khác yêu tộc. Diệp Thần ánh mắt nhìn Trấn Nguyên yêu tôn, chờ đợi hắn trả lời. Trấn Nguyên yêu tôn vùng vẫy một hồi, tựa hồ nghĩ rõ ràng hết thảy, rốt cuộc mở miệng, nói, luân hồi chi chủ, chỉ cần ngươi thả qua ta Trấn Nguyên điện, ta có thể nói cho ngươi, liên quan tới luân hồi thiên kiếm đầu mối. Diệp Thần nheo mắt lại, ngược lại là không có lập tức tỏ thái độ, nói, ngươi nói trước, ta có thể cân nhắc. Trấn Nguyên yêu tôn đứng dậy, chán nản ngồi về ghế ngồi, cả người vết thương vẫn đang chảy máu, trong hốc mắt cũng có máu loãng chảy ra, lộ vẻ được vô cùng dữ tợn, nói ta có thể cảm ứng được, trên mình ngươi có luân hồi thiên kiếm phủ chiếu, nhưng cái này phủ chiếu, chỉ có thể giúp ngươi tìm được luân hồi thiên kiếm, nhưng không cách nào giúp ngươi chấp trưởng. Luân hồi thiên kiếm, chính là xếp hạng thứ nhất thiên kiếm. Sát phạt mũi nhọn quá thịnh, cấm chế vô cùng xâm nghiêm, ngươi đừng nói chấp trưởng, coi như đến gần một bước, cũng sẽ bị luân hồi thiên kiếm cấm chế cùng kiếm khí giết chết. Diệp Thần trong lòng rét một cái, luân hồi thiên kiếm chủ tài liệu, là hắn đạo cốt, nhưng thanh kiếm này, cuối cùng mũi nhọn quá thịnh, hơn nữa mang theo cấm chế, liền cao nhất thiên quân đều không tư cách bắt được, hắn điểm này tu vi, muốn đến gần, vậy cơ hồ là chuyện không thể nào. Ngươi có biện pháp gì? Diệp Thần hỏi. Trấn Nguyên yêu tôn nói, muốn chấp trưởng luân hồi thiên kiếm, ngươi cần phải tìm được một người, người nọ kêu Tiêu Bố Y, là kiếm thần lão tổ tọa hạ đệ tử, năm đó hắn tham dự đúc luân hồi thiên kiếm. Tiêu Bố Y, đúc luân hồi thiên kiếm. Diệp Thần ánh mắt co rúm một cái, chẳng lẽ nói, luân hồi thiên kiếm không phải kiếm thần lão tổ một người đúc. Trấn Nguyên yêu tôn gật đầu một cái, nói, không sai, Tiêu Bố Y là kỳ tài ngút trời. Có tư cách thừa kế kiếm thần lão tổ y bát. Năm đó, Phú Hoàng cổ đế đào đi luân hồi chi chủ thiên đế cốt, giao cho kiếm thần lão tổ đúc kiếm. Kiếm thần lão tổ đánh nát khối xương kia đầu, đã tiêu hao hết tất cả khí lực, kế tiếp đúc kiếm, toàn bộ là Tiêu Bố Y một người phụ trách. Chính xác mà nói, Tiêu Bố Y mới là luân hồi thiên kiếm chân chính đúc người. Diệp Thần nghe được hắn lời nói này, nội tâm nhất thời vô cùng rung động. Thiên cơ cảm ứng dưới, nhân quả phù hợp, hắn biết Trấn Nguyên yêu tôn không có nói láo. Năm đó,
luân hồi chi chủ thiên đế cốt, bị vũ hoàng cổ đế đào đi, vì đánh nát khối này đạo cốt, kiếm thần lão tổ đã tiêu hao hết trọn đời tinh lực, ở xương bể sau khi hoàn thành, hắn đã không có sức lại đúc kiếm. Cuối cùng dung luyện vật liệu, đúc luân hồi thiên kiếm người, cũng không phải kiếm thần lão tổ, mà là đệ tử của hắn, Tiêu Bố Y. Trấn Nguyên Yêu Tôn nói, người muốn chấp trưởng luân hồi thiên kiếm, phải tìm được Tiêu Bố Y, bởi vì cái này thế gian, chỉ có hắn biết, phá vỡ luân hồi thiên kiếm cấm chế biện pháp. Diệp Thần nói, cái đó Tiêu Bố Y, ngay tại địa tâm vực sao? Trấn Nguyên Yêu Tôn gật đầu một cái, nói, không sai. Năm đó Tiêu Bố Y, đúc ra luân hồi thiên kiếm sau đó, kiếm khí tự thành cấm chế, chỉ có hắn biết phá giải cấm chế biện pháp. Nhưng là, hắn không chịu nói ra phá cấm phương pháp, bị vũ hoàng cổ đế dưới cơn nóng giật, đánh rất địa tâm vực, vĩnh viễn chân áp. Sau đó thiên địa kịch biến, thái thượng thế giới cùng địa tâm vực, nhân quả dần dần chia lìa, vũ hoàng cổ đế vậy không tìm được trở về đường, nhưng hôm nay tổ đường tái hiện, vũ hoàng cổ đế sớm muộn phải thống trị nơi này, vậy Tiêu Bố Y không thể nào chạy mất. Diệp Thần cau mày, nói, ngươi làm sao biết những thứ này? Trấn Nguyên Yêu Tôn nói, ta năm đó du lịch bốn phương, bất ngờ bước vào Tiêu Bố Y đất phong ấn, hắn nói ra hết thảy, hướng ta cầu cứu, nhưng ta kiêng kỵ vũ hoàng cổ đế uy thế, không dám cứu hắn. Ngươi là vũ hoàng cổ đế địch thủ cũ, ta đem điều bí mật này, tiết lộ cho ngươi, đã là nghịch thiên sơ suất, sớm muộn phải bị vũ hoàng cổ đế thanh toán. Nói xong lời cuối cùng, Trấn Nguyên Yêu Tôn thanh âm ảm đạm, mang cực lớn khủng hoảng cùng tuyệt vọng. Hắn rất rõ ràng vũ hoàng cổ đế đáng sợ, bị vũ hoàng cổ đế thanh toán, vậy tuyệt đối sống không bằng chết. Diệp Thần nghe đến chỗ này, rốt cuộc rõ ràng, vì sao Trấn Nguyên Yêu Tôn, không dám tùy tiện tiết lộ điều bí mật này. Bởi vì, bị hắn giết chết, tổng cũng coi là giải thoát, nhưng bị vũ hoàng cổ đế thanh toán, đó là vĩnh viễn tuyệt vọng, so tử vong còn muốn thê thảm gấp vạn lần, giống như Tiêu Bố Y như vậy, bị vĩnh hằng trấn áp phong ấn. Trấn Nguyên Yêu Tôn nói, ta hôm nay duy nhất trông cậy vào, chính là luân hồi chi chủ ngươi, có thể giết chết vũ hoàng cổ đế, như vậy thứ nhất, ta cũng không cần sợ bị thanh thôi, nhưng... Nói tới chỗ này, hắn thở dài một cái, rõ ràng không ôm hy vọng. Bởi vì, Diệp Thần cùng vũ hoàng cổ đế tới giữa, chênh lệch thực sự quá lớn, chàng này số mệnh tỉ thí, hắn cũng không coi trọng Diệp Thần. Nhưng bất kể như thế nào, hiện tại hắn nói ra điều bí mật này. Dùng làm giao dịch, ít nhất có thể tạm thời giữ được tánh mạng. Diệp Thần gật đầu một cái, nói, đa tạ ngươi đem điều bí mật này nói cho ta, ta ngày hôm nay có thể không giết ngươi. Trấn Nguyên Yêu Tôn trong lòng động một cái, nói, vậy sau này. Diệp Thần trầm tư một hồi, trong lòng thoáng qua vô số ý niệm, không ngừng cân nhắc, nói, ngươi năm đó tội nghiệp quá nặng, ta không thể nào cho ngươi chuộc tội cơ hội, nhất định phải thanh lý môn hộ, đem ngươi giết chết. Vô luận là Hồng Hà tiên tử, vẫn là yêu hư, cũng không thể thả qua Trấn Nguyên Yêu Tôn. Diệp Thần đã đáp ứng muốn thanh lý môn hộ, tự nhiên cũng sẽ không có thả người ý tưởng. Nghe vậy, Trấn Nguyên Yêu Tôn sắc mặt thảm biến, ngũ quan vặn vẹo, nói ta đã đem luân hồi thiên kiếm bí mật nói cho ngươi, ngươi được biết trọng đại như vậy nhân quả, còn muốn giết ta. Diệp Thần khoát tay một cái, nói đừng hoảng hốt, nhân quả trả lại, ta tự nhiên rõ ràng. Ngươi nếu nói cho ta điều bí mật này, thành tựu giao dịch, ta cũng không sẽ cử động nữa dùng vạn yêu tiên trì, ta sẽ bằng ta chân chính thực lực giết ngươi. Nghe nói như vậy, Trấn Nguyên Yêu Tôn ánh mắt nhất thời sáng lên. Hắn kiêng kỵ nhất, là Diệp Thần vạn yêu tiên trì. Nếu như, Diệp Thần không dùng tới vạn yêu tiên trì, hắn căn bản không sợ. Bởi vì, Diệp Thần tu vi, nói cho cùng, chỉ có còn chân cảnh 5 tầng thiên mà thôi. Mà hắn đã là trăm gia cảnh tầng 2 thiên cường giả. Nếu như chính diện tỉ thí, ở to lớn như vậy cảnh giới chênh lệch hạ, Trấn Nguyên Yêu Tôn có tuyệt đối lòng tin, có thể chém chết Diệp Thần. Ngươi thật không cần vạn yêu tiên trì. Trấn Nguyên Yêu Tôn không dám tin tưởng, lần nữa cẩn thận hỏi. Diệp Thần gật đầu một cái, nói ta nói không cần, liền sẽ không lại dùng, luân hồi lời thề, chẳng lẽ còn có giả. Trấn Nguyên Yêu Tôn đại hỉ. Móc ra một tấm bản đồ, giao cho Diệp Thần, nói Tiêu Bố Y đất phong ấn vị trí, cũng ghi lại ở phía trên, luân hồi chi chủ, nhớ lời hứa của ngươi. Sau đó, hắn lại đem vậy thiên hàn ngọc vẫn tinh, cùng nhau đưa cho Diệp Thần. Diệp Thần gật gật đầu nói, được, hôm nay ngươi bị thương quá nặng,
ta cũng không chiếm ngươi tiện nghi, chúng ta đặt một cái trăm ngày ước hẹn, trăm ngày sau, ta sẽ lại tới Trấn Nguyên Điện, bằng ta tự thân võ đạo, thanh lý môn hộ. Trấn Nguyên yêu tôn thực lực, ước chừng đạt tới trăm gia cảnh tầng hai trời, Diệp Thần nghĩ thầm, nếu như cho hắn trăm ngày thời gian, tăng tiến võ đạo, chắc có chiến thắng người trước cơ hội. Thậm chí liền trăm ngày cũng không cần. Trăm ngày sau tái chiến sao? Trấn Nguyên yêu tôn trong lòng động một cái, nếu như có trăm ngày thời gian, hắn từ từ bố trí, dựa vào Trấn Nguyên điện thiên thời địa lợi ưu thế, muốn giết Diệp Thần, vậy đơn giản dễ như trở bàn tay. Thậm chí, hắn có đầy đủ thời gian bày trận nói, còn có thể đối kháng vạn yêu tiên chỉ tập sát. Như vậy thứ nhất, coi như Diệp Thần làm trái lời hứa, vận dụng vạn yêu tiên trì, hắn cũng sẽ không sợ. Nghĩ tới đây, Trấn Nguyên yêu tôn vô cùng mừng rỡ, sảng khoái nói, được, chúng ta liền đặt ở trăm ngày sau tái chiến. Diệp Thần gật đầu nói, được, trăm ngày sau, ta lại tới thăm, cáo từ. Nói xong, Diệp Thần đứng dậy, sải bước rời đi. Toàn trường yêu tộc, không có một cái dám can đảm ngăn trở hắn. Trấn Nguyên yêu tôn chịu đựng qua một kiếp này, thoát chết trong đường tơ kẽ tóc, nội tâm tất nhiên không khỏi mừng rỡ, lại nghĩ tới tương lai Vũ Hoàng cổ đế thanh toán, không khỏi lo lắng. Bỏ mặc, tương lai sự việc, tương lai nói sau. Nếu như trăm ngày sau, có thể giết chết luân hồi chi chủ, cướp lấy huyết mạch hắn, ta đủ để phi thăng thái thượng thế giới lớn như vậy, ta chỉ cần mai danh ẩn tính dấu, Vũ Hoàng cổ đế cũng chưa chắc có thể tìm được ta. Học chung với này, Trấn Nguyên yêu tôn trong lòng hơi chiều rộng. Cùng lúc đó, Thiên Nhân vực, một nơi bể tan tành trong hư không. Nơi này giống như ngày tận thế, vô tận sấm sét từ trời cao rơi xuống, mặt đất xuất hiện từng đạo tiêu trước hố to. Hố to chung quanh càng bị nóng bỏng nham thạch nóng chảy vần quanh, nham thạch nóng chảy lưu động, nhiệt độ kinh người, cho dù là lửa tu vậy không nhất định có thể chịu đựng ở. Ngọn lửa, hắc ám, chiếm đoạt, ma sát. Ai có thể biết vực ngoại sẽ có như thế một nơi như địa ngục vậy tồn tại. Ngay tại lúc này, một phiến trong biển lửa, một đạo thân ảnh lặng lẽ rơi xuống. Bóng người to lớn, nhưng lại quỷ dị. Chỉ lấy là hắn sau lưng cõng một cái kiếm thật lớn hạp. Cái hộp kiếm tản ra một chút ánh sáng nhàn nhạt mang, nhưng cho người không phải ấm áp ý, mà là hỗn độn. Nhâm Phi Phàm nhìn một cái chung quanh, còn người híp lại, lẩm bẩm nói, xem ra. Nơi này càng ngày càng nghiêm trọng. Nếu không xây lại nơi này quy tắc, sợ rằng vạn khư sớm muộn sẽ phát hiện nơi này, đến lúc đó nếu như thông qua nơi đây đối với ta và Diệp Thần ra tay, vậy tất nhiên ứng phó không kịp, bàn cờ này, không thể có bất kỳ chỗ sơ hở. Nói xong, Nhâm Phi Phàm đem sau lưng to lớn cái hộp kiếm chậm rãi buông xuống. Theo cái hộp kiếm rơi xuống đất, mặt đất đột nhiên an tĩnh lại. Nham thạch nóng chảy lại nữa lưu động. Ngọn lửa lại nữa cháy, hết thảy tựa như đều bị lực lượng nào đó bình phục. Cái loại này lực lượng, càng giống như là quy tắc. Nhâm Phi Phàm ngón tay bắt pháp quyết, con người huyết nguyệt lưu chuyển, rồi sau đó tay phải chỉ điểm một chút ở cái hộp kiếm bên trên. Ngay lập tức, cái hộp kiếm mở ra, hai chuôi tràn đầy huyền ý và mờ mịt kiếm xuất hiện ở đây phiến thiên địa. Chính là vậy kiếm thế Trần Địa Đế kiếm và tướng kiếm. Nhâm Phi Phàm nhìn cái này hai thanh kiếm. Hai tay chắp sau lưng, hiện tại các ngươi là chuyên nghiệp, cần ta như thế nào phối hợp? Hai thanh kiếm hơi đung đưa, hai đạo có chút mơ hồ hư ảnh xuất hiện. Cái này hai đạo hư ảnh ngưng mắt nhìn chung quanh, vốn là còn chút tùy ý diễn cảm ngay tức thì nghiêm trọng. Vậy đế kiếm hư ảnh uy nghiêm cực kỳ thanh âm đột nhiên truyền tới, nơi này là tự nhiên hình thành. Vì sao ta cảm giác càng giống như là người là tạo thành? Đối phương rất mạnh. Mạnh đến để cho ta quy tắc ý đều có sở động đong đưa. Nhâm Phi Phàm chân mày hơi chăm chú, hắn biết chuyện này sau lưng tất nhiên có phức tạp hơn giải thích, có thể dưới mắt, hắn đã không có càng nhiều tinh lực đi điều tra. Có thể đối phó sao? Đế kiếm hư ảnh nhìn một cái tướng kiếm hư ảnh, tướng kiếm ngay tức thì rõ ràng, trở lại trong kiếm, hóa là một đạo lưu quang biến mất ở tầm mắt bên trong. Sau một nén nhang, tướng kiếm bay trở về, mở miệng nói. Không chỉ quy tắc bị phá hư, như chúng ta muốn tu bổ, có thể sẽ trả ra một ít giá phải trả, còn nữa, động tĩnh sẽ hơi lớn, nói không chừng sẽ đưa tới những tên kia. Nhâm Phi Phàm nhưng là mở miệng nói, người sau ngươi không cần lo lắng, ta sẽ giải quyết. Nói xong, Nhâm Phi Phàm trong tay lấy ra một cái trận bàn trung tâm có một bức cổ quái bát quái đồ,
hắn nhìn bát quái trận bàn, con người đông lại một cái, bước ra một giọt máu tươi rơi vào trận bàn bên trên, ngay tức thì nhanh chóng chuyển động. Đồng thời, một phiến sáng chói ánh sao từ bát quái trận trong mâm chảy ra, điểm điểm tinh quang cuối cùng lại là đổi là một cái lưới lớn, hướng chân trời lên. Trong xung quanh trăm dặm, ngay tức thì bị ánh sao lưới lớn bao trùm. Mỗi một ngôi sao tới giữa, đều tựa như có một cái tuyến nối liền, bất quá tờ này tinh thần lưới lớn, có 9 cái tâm trận thiếu sót. Như không có lực lượng nòng cốt kéo dài không ngừng cung cấp, muốn không được bao lâu thì sẽ tiêu tán. Tướng kiếm mới vừa muốn mở miệng, Nhâm Phi Phàm bước ra một bước, hai tròng mắt thay đổi có chút đỏ tươi, đồng thời, hắn nơi đan điền, lại xông ra 9 luân đỏ thắm huyết nguyệt treo cao thương khung, vừa vặn rơi vào vậy 9 cái tâm trận thiếu sót chỗ. Huyết nguyệt trở về vị trí cũ, trận pháp ngay tức thì sống, ngôi sao kia tới giữa núi liền, lại là có đạo đạo phù văn lại lưu động. Thi triển như vậy thuật pháp, Nhâm Phi Phàm gương mặt trắng bệch liền mấy phần, nhìn về phía đế kiếm và tướng kiếm, nói cái này đại trận đủ để che đậy hết thảy, coi như các ngươi ở chỗ này tự bạo, sợ rằng đều sẽ không tạo thành động tĩnh quá lớn, tiếp theo, còn có vấn đề sao? Lưu cho chúng ta thời gian cũng không nhiều. Đế kiếm lúc này mới lên tiếng nói, rất tốt, tiếp theo 3 ngày, không thể bị người bất kỳ quấy rầy. Nhâm Phi Phàm gật đầu một cái, khá là tự tin nói, đây là ta sân nhà, nếu có người quấy rầy, trực tiếp tru diệt là được. Bắt đầu đi. Đế kiếm và tướng kiếm nhẹ nhàng lay động, một giây kế tiếp, phóng lên cao. Hai kiếm trôi lơ lửng ở trong bầu trời, một chút tiếp theo một chút quy tắc ý, giống như sông dài vậy chảy ra. Quy tắc sông dài, còn quấn tinh thần lưới lớn, không ngừng rơi xuống. Chẳng biết tại sao, vậy nguyên bản không ngừng hạ xuống khủng bố sấm sét biến mất. Mà đây giống như luyện ngục vậy thế giới, vào giờ khắc này, biến thành kiếm thế giới. Vô cùng kiếm đạo bao trùm mở, kiếm chi chủ tể, kiếm bảo vệ, cũng vào giờ khắc này, dính mỗi một xó xỉnh. Nhâm Phi Phàm nhìn chắc có hiệu quả, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Cố gắng cuối cùng không có uổng phí. Nếu như mình lại trễ mấy ngày mà nói, sợ rằng chiến cuộc liền đến sớm. Sau đó, Nhâm Phi Phàm chính là nhắm mắt lại, chuẩn bị tiến vào trạng thái nhập định. Nhưng đột nhiên gian, Nhâm Phi Phàm tròng mắt mở ra, hướng tránh bắc nhìn. Hắn ánh mắt mang tí ti dùng mình, lại có một chút sát khí. Ta trước rời khỏi một chút, một nén hương. Nói xong, Nhâm Phi Phàm liền hướng tránh bắc đi. Rất nhanh, Nhâm Phi Phàm bước chân dừng lại, mà trước mặt hắn là một cái ông già áo bào đen. Ông già áo bào đen sờ một cái hoa dâm dâu, vậy có chút đục ngầu hai tròng mắt nhìn chằm chằm Nhâm Phi Phàm mấy giây, mở miệng nói ta cũng biết là ngươi. Nhâm Phi Phàm thanh âm lạnh như băng, nơi này kết quả phát sinh cái gì? Có người mưu toan phá cuộc. Ông già áo bào đen lắc đầu một cái này thế gian nào có như vậy nhiều phá cuộc người, ngươi, Vũ Hoàng Cổ Đế, Luân Hồi Chi Chủ, Vô Thiên, Thiên Nữ, còn chưa đủ sao? Nếu như lại tới mấy cái, vực ngoại chỉ sợ sớm đã bị san thành bình địa. Cái thời đại này, đã sớm không thuộc về ta ngủ say quá lâu. Sở dĩ lúc này xuất hiện, là ta cảm giác được ngươi lực lượng nối liền vực ngoại, lúc này mới tới đây xem. Nhâm Phi Phàm thần sắc không có chút nào hòa hoãn, không khách khí nói, hiện tại ngươi thấy được, có thể rời đi, ta cũng không muốn phá hoại ngươi ta tới giữa quyết định quy củ. Ông già cười một tiếng, thanh âm có chút khàn khàn, nhiều năm như vậy, ngươi một chút đều không đổi, vẫn là như vậy cẩn thận. Ông già tiến lên mấy bước, vây quanh Nhâm Phi Phàm vòng vo mấy vòng, thuận miệng nói, cuối cùng hỏi một cái vấn đề, ngươi trả lời ta liền đi. Nhâm Phi Phàm không nói gì, nhưng tỏ rõ liền thái độ. Ông già áo bào đen chậm rãi nói, ngươi cảm thấy bàn cờ này, ngươi và Luân Hồi Chi Chủ thắng, thì thật thắng sao? Nhâm Phi Phàm hai tròng mắt có chút khẽ biến, ngươi lời này là ý gì? Ông già áo bào đen tựa hồ rất vui lòng xem Nhâm Phi Phàm ăn tất, cười một tiếng, có thể có ý gì, ta ngủ say nhiều năm như vậy, làm rất nhiều mộng, rốt cuộc rõ ràng cái gì gọi là nằm mộng mới tỉnh. Ván cờ, thật ra thì vĩnh viễn không người nào có thể toàn thắng. Người thua, có lẽ liền thắng. Mà người thắng, hồi nào không phải một loại thua. Nói xong, ông lão bóng người chính là hóa là một đạo hắc vụ, tiêu tán tại thế giới bên trong. Nhâm Phi Phàm lẩm bẩm mấy câu ông già cuối cùng lưu lại, hơi có chút nhớ, nhưng dưới mắt bảo vệ nơi đây mới là mấu chốt, rất mau liền trở về tại chỗ.
Hắn nhắm lại hai tròng mắt, môi mỏng phun ra một câu nói. Diệp thần, người có thể thắng, triệt triệt để thắng, đúng không? Cùng lúc đó, Diệp thần tự nhiên không biết Nhâm Phi Phàm giờ phút này phát sinh hết thảy, hắn cũng không biết Trấn Nguyên Yêu Tôn suy nghĩ trong lòng, hắn đi ra Trấn Nguyên Điện, mở bản đồ ra, phát hiện trên bản đồ ghi chú, tiêu bố y đất phong ấn, tên là Kinh Chập Bí Cảnh. Kinh Chập Bí Cảnh, không biết là địa phương nào. Diệp thần nhướng mày một cái, lại không có tùy tiện lên đường đi, mà là đi tiêu ra tổ địa bay đi. Vậy tiêu bố y là kiếm thần lão tổ đệ tử, cũng là người của tiêu gia. Diệp thần muốn biết, liên quan tới tiêu bố y nhiều bí mật hơn. Cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, nếu như có thể nắm giữ thật nhiều đầu mối, hắn liền có thể dòm ngó hôm nay cơ hội chân tướng, chiếm cứ tuyệt đối quyền chủ động. Một đường ngự gió bay vút, Diệp thần rất nhanh đi tới tiêu gia tổ địa. Nhưng gặp đầy trời trong gió tuyết, vậy kỳ lân thần thụ rực cháy hà bốc hơi lên, thủy quang tách thả ra, khá là lộng lẫy. Cây cái kế tiếp cô gái tóc trắng, ngồi xếp bằng, đang yên lặng tu luyện, chính là Tiêu Khinh Nhan. Diệp thần đáp xuống, tiêu gia tổ địa trấn thủ đệ tử, thấy hắn tới, vội vàng cung kính thi lễ, nói, Diệp đại nhân bình yên, ngài đại giá đến chơi tiêu gia, không biết có gì sao. Diệp thần nói, ta muốn gặp ngươi một lần cửa nhà thánh nữ. Vậy trấn thủ đệ tử nói, thánh nữ đại nhân ở thần thụ hạ tu luyện, Diệp đại nhân mời vào. Diệp thần gật đầu một cái, sải bước bước vào tiêu gia tổ địa, hướng thần thụ hạ đi tới. Tiêu Khinh Nhan cảm ứng được Diệp thần hơi thở, mở mắt ra, hoa đào vậy ửng đỏ trong tròng mắt, mang vô hạn xuân sóng, thu thủy yêu kiều, phi thân lên, bay tới Diệp thần bên người, lại là không tị hiềm chút nào, cánh tay ngọc ôm Diệp thần cổ, mềm nhũn thân thể mềm mại dán tới, hơi thở như lan nói. Làm sao, người muốn ta? Rốt cuộc suy nghĩ kỹ càng, muốn cùng ta song tu. Nàng lúc này ánh mắt, không còn là ngày xưa như vậy trắng trợn lợi ích, mà là thật mang theo tình cảm cùng ngưỡng mộ. Trước ở huyết yêu sơn mạch bên trong, Diệp thần cứu vãn qua tánh mạng của nàng, đã làm cho nàng tư sinh ra một chút tình cảm. Diệp thần bật cười khanh khách, đem Tiêu Khinh Nhan đẩy ra, nói, đừng làm rộn, ta có tránh sự muốn cùng ngươi thương lượng. Tiêu Khinh Nhan cười mi cong cong, nói, tránh sự gì? Muốn nghiên cứu song tu pháp môn sao? Ta từ một ít cổ tịch bên trong, ngược lại là thấy được một ít chiêu số, muốn không muốn tối nay thử một chút. Ta ở nào đó phương diện biết đồ, nhưng mà đủ để cho các ngươi người đàn ông muốn ngừng cũng không được. Diệp thần ngũ quan vặn vẹo một tí, tại chỗ hết ý kiến, vậy không tiếp lời, mà là nghiêm mặt nói, không nói những thứ này, ta muốn hỏi thăm ngươi một người, người nọ kêu Tiêu Bố Y. Tiêu Bố Y. Tiêu Khinh Nhan nghe được cái tên này, nhất thời thần sắc đại biến. Nàng mới vừa vẫn là cười đùa dí dỏm hình dáng, nhưng cái này hạ ngay tức thì đổi được ngưng trọng, sợ hãi, khủng hoảng, thậm chí có chút không biết làm sao, nói, ngươi làm sao biết danh tự này. Diệp thần biết có hy vọng, tiếp tục nói, ngươi chớ xía vào ta làm sao biết, vậy Tiêu Bố Y kết quả là ai, ta muốn biết hắn đời người. Trong sâu thẳm, Diệp thần cảm thấy Tiêu Bố Y người này, tuyệt không đơn giản, cho nên, hắn không có tùy tiện đi cứu viện, mà là muốn nắm giữ càng nhiều hơn tình báo. Tiêu Khinh Nhan ngưng trọng nói, ngươi cùng ta tới. Vừa nói, nàng kéo Diệp thần tay, đi tới Kỳ Lân thần thụ nội bộ. Cái này Kỳ Lân thần thụ, nội bộ tự thành hư không, là một khối thế giới độc lập, ở nơi này phiến hư không trong thế giới, tồn phóng tiêu ra rất nhiều cổ tịch, đủ loại bí mật, cũng ở trong đó. Tiêu Bố Y người này, là một cái, khí si, nghe nói hắn đã chết, ta không biết ngươi hỏi thăm hắn làm gì. Hơn nữa tên này, ta mặc dù có nghe thấy, nhưng chân thực đối với tên này không thích. Mỗi lần nghe được tên của người này chữ, ta sau lưng luôn sẽ có một chút vô hình lạnh lẽo. Tiêu Khinh Nhan lục soát cổ tịch, tìm liên quan tới Tiêu Bố Y ghi lại. Khí si, Diệp thần một hồi ngạc nhiên. Tiêu Khinh Nhan gật đầu một cái, nói, mê mệt người luyện võ. Kêu võ si, mê mệt kiếm đạo, kêu kiếm si, mà mê mệt luyện khí, chính là, khí si, mà Tiêu Bố Y, chính là một hoàn toàn mê mệt luyện khí, quá mức cho tới máu lạnh say sưa bước. Tiêu Bố Y, là một cái, khí si. Diệp thần lại là kinh ngạc. Tiêu Khinh Nhan lục soát một hồi, tìm được một bức cổ đồ, đem mở ra. Cổ đồ vừa mở ra, thượng cổ ghi chép xuống một ít hình ảnh, nhất thời ảnh cuốn vậy ở Diệp thần trước mắt mở ra.
Trong hình, là một cái anh tuấn to lớn, thân mặc áo vải thanh niên, ở một cái luyện khí lò bên cạnh, yên lặng rèn sắt đúc kiếm. Cái này người thanh niên, hiển nhiên chính là Tiêu Bố Y. Ở Tiêu Bố Y sau lưng, có hai người đứng, một nam một nữ, xem hình dáng là phụ mẫu hắn. Tiêu Bố Y gõ cục sắt, chế tạo thành trường kiếm hình dáng, thả vào lò bên trong rèn luyện. Phụ mẫu hắn, ở bên cạnh yên lặng quan sát, thỉnh thoảng mở miệng chỉ điểm. Trường kiếm kia bại hoại, ở lò lửa rèn luyện hạ, dần dần thành hình. Vừa lúc đó, Tiêu Bố Y đột nhiên xoay người, bắt phụ mẫu cổ áo, đem bọn họ vứt xuống lò lửa bên trong đi. Cái này một tí nổi lên biến cố, Tiêu Bố Y phụ mẫu, nhọn tiếng hét thảm lên, hoàn toàn không nghĩ tới con trai sẽ có như vậy động tác. Bọn họ ở trong hỏa lò vùng vẫy lăn lộn, muốn bỏ ra ngoài, bị Tiêu Bố Y nhắc tới cái búa, lại gõ trở về. Trong phút chốc, Tiêu Bố Y phụ mẫu, bị lò lửa chiếm đoạt, cuối cùng máu thịt cùng thần hồn, toàn bộ hóa thành đúc kiếm vật liệu. Trường kiếm ra lò, mũi nhọn cực kỳ ác liệt, chiếu ánh mặt trời bung ra thần hy. Tiêu Bố Y rất là hài lòng, gật đầu một cái, tiếp tục nhúng kiếm. Hắn cầm phụ mẫu tế kiếm, toàn bộ hành trình gương mặt trấn định, không gặp chút nào vùng vẫy chần chờ, cũng không có cái gì tàn bạo cay độc vẻ. Toàn bộ quá trình xuống, phân đạm phong khinh, giết cha mẫu như nghiền chết con kiến hôi, không gặp tâm trạng chập chờn, trong đó máu lạnh tàn khốc, làm người ta không lạnh mà run. Tựa hồ, ở Tiêu Bố Y trong mắt, chỉ có luyện khí đúc kiếm, những thứ khác hết thảy, đều có thể bỏ qua. Xứng đáng không thèn khí si. Diệp Thần thấy một màn này, nhất thời ra đầu tê dại, tuyệt đối không nghĩ tới thế gian lại có loại người này. Tiêu Khinh Nhan trên mặt, cũng có buồn bã vẻ, thu hồi cổ đồ, nhẹ nhàng khoác ở Diệp Thần tay, nói, ngươi thấy được, cái này Tiêu Bố Y, chính là một cái như vậy tàn bạo vô tình người, vì luyện khí, liền phụ mẫu đều có thể hy sinh, nhưng mà hắn thiên phú chân thực quá chói mắt đến kiếm thần lão tổ cũng cho rằng cho Tiêu Bố Y đầy đủ thời gian, Tiêu Bố Y định có thể vượt qua mình. Hắn sau đó bị lão tổ nhìn trúng, thu làm đệ tử thân truyền. Diệp Thần nói, xem ra kiếm thần lão tổ, cũng là một vị tàn nhẫn nhân vật. Thập đại thiên quân lão tổ, tiếng tốt dưới, quả nhiên không uổng, người người đều là vô cùng người hung ác vật, kiếm thần lão tổ cũng không ngoại lệ. Mặc dù Tiêu Bố Y tàn nhẫn lãnh khốc, nhưng luyện khí thiên phú quả thực siêu tuyệt, cho nên kiếm thần lão tổ, cuối cùng hay là đem hắn thu làm đệ tử. Tiêu Khinh Nhan không nói gì, cũng không dám vọng nghị tổ tiên. Dừng một chút, Tiêu Khinh Nhan nói, bất quá nghe nói, sau đó Tiêu Bố Y bị lão tổ giết chết, bởi vì hắn đúc kiếm thời điểm, muốn cầm lão tổ tế kiếm, bị lão tổ dưới cơn nóng giận, trực tiếp chu diệt. Diệp Thần lắc đầu một cái, nói, không, không có, Tiêu Bố Y còn chưa có chết. Tiêu Khinh Nhan sửng sốt một chút, nghi hoặc nhìn Diệp Thần, nói, hắn còn chưa có chết. Diệp Thần nói, đúng vậy, hắn bị phong ấn ở địa tâm vực, một cái kêu là kinh chập bí cảnh địa phương. Tiêu Khinh Nhan diễn cảm cực độ cổ quái, thế gian biết này rơi xuống người cũng hẳn biết hắn kết cục thê thảm, lại không nghĩ rằng còn sống. Nàng tiêu hóa mấy phần tin tức, sau đó nói, kinh chập bí cảnh. Và kinh chập Thiên Châu có quan hệ thế nào? Là lão tổ phong ấn hắn sao? Thập đại Thiên Châu bên trong, có một viên Thiên Châu, tên là kinh chập. Hàm chứa mãnh liệt sấm sét thuộc tính. Tiêu Khinh Nhan nghe được cái này kinh chập bí cảnh, chỉ lấy là và kinh chập Thiên Châu có liên quan. Thậm chí, nàng còn lấy là, Tiêu Bố Y là bị kiếm thần lão tổ phong ấn. Diệp Thần nói, không phải, ta chậm một chút lại nói cho ngươi chân tướng, tóm lại, ngươi hiện tại cùng ta đi kinh chập bí cảnh một chuyến, ta muốn xem cái đó Tiêu Bố Y. Tiêu Khinh Nhan là Tiêu gia hậu duệ, và Tiêu Bố Y có thiên ti vạn lũ liên lạc. Từ bối phận đi lên nói, Tiêu Bố Y là nàng trưởng bối. Hai người tới giữa, có huyết mạch thân thuộc quan hệ. Mang theo Tiêu Khinh Nhan, có lẽ có thể công dụng ở trên. Tiêu Khinh Nhan nói, được, ta cùng ngươi đi xem. Nàng vậy rất muốn đi xem, cái này Tiêu gia trong truyền thuyết, tàn nhẫn vô tình khí si, hôm nay rốt cuộc là một bộ như thế nào hình dáng. Đi thôi. Diệp Thần mang Tiêu Khinh Nhan. Lúc này rời đi Tiêu gia tổ địa, ngự gió đi kinh chập bí cảnh bay đi. Vậy kinh chập bí cảnh, vô cùng ẩn núp, không ở trên trời, không ở dưới đất, mà là ở trong nước. Diệp Thần cùng Tiêu Khinh Nhan, một đường bay vùn vụt, đi tới địa tâm vực phía bắc, một cái mênh mông vĩ đại sông lớn bên trong.
nước sông kích động, sóng lớn vỗ vào bờ, cuốn lên ngàn đống tuyết, phong cảnh ngược lại cũng khá là tráng lệ. Có thể chẳng biết tại sao, nhìn nơi này hết thảy, Diệp Thần trong lòng có chút bất an. Chẳng lẽ phía dưới có nguy hiểm gì? Cũng hoặc là, hết thảy các thứ này đều là ta suy nghĩ nhiều. Tiêu Khinh Nhan phát hiện Diệp Thần có chút thất thần, lấy tay đâm đâm Diệp Thần, nói, ngươi phát cái gì ngây ngô? Ngươi không phải muốn gặp Tiêu Bố Y sao? Ngươi như không muốn đi, chúng ta đi trở về phủ chính là, chỗ này thật ra thì có chút tà môn, ta cũng không là rất muốn vào sâu hơn. Diệp Thần tỉnh hồn lại, nhìn phía trước hỏi, Tiêu Bố Y bị phong ấn ở nơi này sao? Tiêu Khinh Nhan ngắm nhìn bốn phía, lại không có cảm nhận được cái gì khác thường hơi thở. Ở dưới nước, đi. Diệp Thần kéo Tiêu Khinh Nhan, chui vào bên trong nước, một đường nặng đến đáy sông dưới. Càng chìm xuống, hai người càng cảm thấy một hồi sấm sét hơi thở, dòng điện dọc theo nước chảy truyền đạo tới đây, cả người xốp giòn tê dại à. Hai người vận công bảo vệ thân thể, rốt cuộc đi tới giang dậy đáy nước, nhưng gặp nơi này lơ lửng một viên đại lôi cầu. Lôi cầu phơi bầy màu tím, có dòng điện đùng đùng vang dội, hình ảnh khá là nguy nga. Quả nhiên là kinh chập thiên châu. Tiêu Khinh Nhan nhìn viên này lôi cầu, một hồi kinh ngạc. Diệp Thần nói, kinh chập thiên châu. Tiêu Khinh Nhan nói, ừ, là thập đại thiên châu một trong, sấm sét sát khí nồng nặc nhất, nếu như vậy Tiêu Bố Y, bị phong ấn ở kinh chập thiên châu bên trong, mỗi thời mỗi khắc đều phải bị sấm sét xâm nhập phạt khổ, chắc hẳn thì sống không bằng chết, vô cùng thê thảm. Diệp Thần hơi nổi lên một cái dùng mình, giơ tay lên tiếp xúc lôi cầu tầng ngoài, chỉ cảm thấy một cổ đáng sợ sấm sét khí lưu, dọc theo đầu ngón tay đổ sông lên tới, điện được hắn đúng cánh tay cũng đã tê dần. Tê, quả nhiên khủng bố. Diệp Thần ngược lại hít một hơi khí lạnh, cái này kinh chập thiên châu quả nhiên hung hãn, nếu như người bị phong ấn ở bên trong, vậy thật là không bằng chết liền tính. Tiêu Bố Y liền phong ấn ở bên trong, ngươi xác định. Tiêu Khinh Nhan nhìn về Diệp Thần, nói. Diệp Thần cẩn thận cảm ứng, nhưng bắt được một chút thiên cơ phù hợp chập chờn, nói, không sai, Tiêu Bố Y đúng là liền phong ấn ở bên trong. Tiêu Khinh Nhan chần chờ không chừng, nói, như vậy, ngươi là muốn đi vào sao? Diệp Thần khẽ cau mày, Tiêu Bố Y tàn nhẫn, liền phụ mẫu đều có thể cầm đi tế kiếm, thật là liền không phải là người, hắn thật ra thì không hề muốn cứu. Nhưng là, cái này thế gian. Chỉ có Tiêu Bố Y, mới biết phá giải luân hồi thiên kiếm cấm chế biện pháp, bất kể như thế nào, Diệp Thần tổng muốn đi vào xem. Ừ, chúng ta đi vào trước nói sau. Diệp Thần rút ra Long Uyên thiên kiếm, chuẩn bị cưỡng ép phá vỡ kinh chập thiên châu phong ấn, đi vào tìm tòi kết quả. Thái Dương thiên hoàng trảm, phá. Quát to một tiếng, Diệp Thần khua kiếm mãnh liệt phá giết, nặng nề thân kiếm, hung hăng chém ở kinh chập lôi cầu bên trên. Đùng đùng. Nhất thời gian, ở Diệp Thần kiếm khí dưới sự xung kích, sấm sét bắn ra bốn phía, vô số sấm sét màu tím chập chờn, điên cuồng tản phá ra, đi bốn phía truyền đi. Nơi này là đáy nước, chung quanh toàn bộ là nước sông, nước có thể dẫn điện, sấm sét năng lượng khuếch tán ra, dòng điện nổ tung, tử mang cuồn cuộn, tình cảnh dị thường nguy nga. Tiêu Khinh Nhan rên lên một tiếng, gương mặt trắng bệch, nhưng gặp phải sấm sét đánh, hộ thể linh khí bị tách ra hết. Không có sao chứ. Diệp Thần vội vàng đỡ Tiêu Khinh Nhan, hắn có bơ kiếm bảo vệ, cũng không có bị tổn thương, nhưng Tiêu Khinh Nhan thì không được, rõ ràng nghiêm trọng bị đánh vào. Cái này là kinh chập thiên châu một sóng phổ thông đánh vào, lực sát thương liền khổng lồ như vậy, có thể tưởng tượng được viên này thiên châu, uy lực có bao nhiêu lớn. Mà bị phong ấn ở người ở bên trong, phải chịu thống khổ, so Tiêu Khinh Nhan thảm thiết trăm lần, thật không biết như thế nào có thể chịu đựng đi xuống. Thậm chí Diệp Thần đang suy nghĩ, nhiều năm như vậy xuống, Tiêu Bố Y biết hay không đã chết trong đó. Luân hồi thiên kiếm đầu mối, có lẽ đến chỗ này liền im bặt. Bất quá, ở không có thấy Tiêu Bố Y trước, Diệp Thần tự nhiên sẽ không tùy tiện kết luận. Luân hồi thiên kiếm tồn tại, so còn lại mấy thanh kiếm trọng yếu quá nhiều. Không chỉ đại biểu thực lực, càng đại biểu luân hồi chi chủ tự thân. Đây cũng là duy nhất một chuôi. Chỉ có mình có thể dung chuyển thiên kiếm. Thậm chí có thể nói là vì mình đo thân chế tạo. Có chút đau, người nhẹ một chút. Tiêu Khinh Nhan cắn môi một cái, ngắm nhìn Diệp Thần nói. Theo Diệp Thần mới vừa một kiếm chém, lôi cầu cấm pháp thoáng nứt ra, nhưng sấm sét năng lượng, cuồn cuộn mãnh liệt,
đem vết rách lần nữa điền vào. Đúng viên lôi cầu, lại khôi phục viên mãn trạng thái, phảng phất từ tới không có bị hư hại. Diệp Thần trong lòng trầm xuống, đem Long Uyên Thiên Kiếm cắm ở Tiêu Khinh Nhan bên người, bảo vệ nàng, sau đó rút ra Hoang Ma Thiên Kiếm, ánh mắt một hồi ác liệt, lần nữa khua kiếm chém ra. Nhỏ trọng lâu kiếm khí, phá cho ta. Diệp Thần một tiếng gầm thét, lần này vận dụng một chút luân hồi huyết mạch lực lượng, Hoang Ma Thiên Kiếm trên tia máu bung ra, mũi nhọn ác liệt đến trình độ cao nhất. Suy, một kiếm vung chém. Ở Hoang Ma Thiên Kiếm kiếm phong sát phạt hạ, vậy lôi cầu nứt ra một kẽ hở, so mới vừa còn lớn hơn. Xuyên thấu qua cái khe này, Diệp Thần mơ hồ tới giữa, thấy lôi cầu nội bộ, có một cái bí cảnh thế giới, khắp nơi hiện đầy hoang vu hơi thở, ngàn dặm dãy núi trùng trùng, mỗi một ngọn núi đều là hoang vu, không sinh cỏ cây, tựa như bị lôi điện xúc diệt qua trăm ngàn lần, khắp nơi nhúc nhích màu tím điện mang, giống như ngày tận thế thế giới. Mà ở nơi này phiến trong thế giới ngày tận thế, có một người đàn ông, bị treo ở vách núi tới giữa, thời thời khắc khắc thừa nhận sấm sét bổ, gặp phải vĩnh hằng hành hạ cùng khổ sở. Mà hình ảnh này, chỉ là xuất hiện trong nháy mắt, lôi cầu lỗ hổng kẽ hở, lại lần nữa bị liên tục không ngừng sấm sét năng lượng, lần nữa bổ túc. Đáng chết! Thấy vậy, Diệp Thần cắn răng, một trái tim nhất thời chìm xuống. Xem ra cái này kinh chập thiên châu cấm chế, thật khó tháo ra, cường hãn đến khó có thể tưởng tượng bước. Cũng không biết năm đó Trấn Nguyên Yêu Tôn, là làm sao cởi ra. Tiêu Khinh Nhan thấy vậy, nói còn không được sao. Diệp Thần nói, không được. Tiêu Khinh Nhan nói, ta đây là có một môn song kiếm hợp bích thần thông, có lẽ có thể phá vỡ cấm chế. Diệp Thần nghe được cơ song kiếm hợp bích bốn chữ, đã biết được nàng tâm tư, nói, song tu ngươi cũng đừng nghĩ, đến lúc này, còn đang quấy rối. Tiêu Khinh Nhan bị điểm phá tâm tư, cũng không xấu hổ. Mỉm cười nói, chẳng lẽ ngươi còn có biện pháp khác sao? Diệp Thần trong lòng trầm xuống, nhìn trước mắt lao nhanh sấm sét, nhưng cảm thấy vạn phần khó giải quyết, đích xác là khó mà phá giải. Vừa lúc đó, Huyền Hàn Ngọc thanh âm, truyền tới Diệp Thần trong lỗ tai, nói, Diệp Thần, ngươi có lẽ có thể dùng vạn yêu tiên chỉ thử một chút. Diệp Thần nghe nói như vậy, nhất thời vui mừng, nói, vạn yêu tiên chỉ, có thể phá vỡ kinh chập thiên châu cấm chế. Huyền Hàn Ngọc nói, thử một chút cũng không sao, vạn yêu tiên chỉ cùng kinh chập thiên châu, đều là thái thượng thần khí, hơi thở là tương thông, có lẽ có thể phá ra vậy không nhất định. Diệp Thần gặp được hy vọng, nhất thời tâm thần rung lên, nói, được, ta thử một chút. Được, ta thử một chút. Nói xong, Diệp Thần bàn tay vung ra, lòng bàn tay hơi nước bốc hơi lên, một cái nước chảy vòng xoáy ngay tức thì nổi lên. Cái này nước chảy vòng xoáy. Trên thực tế là vạn yêu tiên chỉ dị tượng hiển hóa, tí ti lũ lũ hào hùng tiên linh yêu khí chập chờn từ trong vòng xoáy tràn ngập ra. Phá! Diệp Thần hung hăng một chưởng, đánh phía vậy lôi cầu cấm chế. Một chưởng này, mang vạn yêu tiên chỉ năng lượng, uy thế cực kỳ hung mãnh. Oanh! Bàn tay đánh vào lôi cầu cấm chế trên, nhất thời, cấm chế kịch liệt chấn động, dòng điện bắn nhanh. Từng luồng đáng sợ dòng điện, dọc theo vạn yêu tiên chỉ hơi nước. Xâm nhập vào Diệp Thần xương cánh tay bên trong. Hắn cánh tay, nhất thời tê dại, kịch liệt tê liệt đau đớn. Thật may, Diệp Thần sớm có phòng bị, lợi dụng luân hồi huyết mạch, ổn định thân hình, đem dòng điện xua tan. Mà ở hắn đánh xuống, vậy lôi cầu cấm chế, cũng là lập tức phá vỡ. Phá vỡ sau sấm sét cấm chế, một lần nữa ngưng tụ khôi phục, linh khí cuồn cuộn không ngừng. Chỉ là, lần này khôi phục thời gian. Nói ít cũng phải nửa nén hương. Quả nhiên có hiệu quả. Diệp Thần thấy cấm chế bị phá ra, trong lòng vui mừng, thừa dịp cấm chế còn không khôi phục, lập tức quay đầu hướng Tiêu Khinh Nhan nói, mau vào đi. Diệp Thần dẫn đầu xuyên qua cấm chế, bước vào kinh chập thiên châu bên trong bí cảnh thế giới. Tiêu Khinh Nhan vội vàng đứng lên, nhắc tới Diệp Thần cắm ở bên cạnh nàng Long Uyên Thiên Kiếm, vậy vội vàng bay vào bí cảnh thế giới bên trong. Tiến vào kinh chập bí cảnh, Tiêu Khinh Nhan đem thiên kiếm trả lại cho Diệp Thần, cười nói, ngươi thật là yên tâm ta, cũng không sợ ta mang ngươi thiên kiếm chạy. Diệp Thần cười một tiếng, bắn một tí chán nàng, nói, ngươi ma nữ này mặc dù đáng ghét liền điểm, nhưng chí ít sẽ không như thế bị ổi. Ngày này kiếm đã nhận ta làm chủ, ngươi thật cho là có như vậy dễ dàng mang đi. Tiêu Khinh Nhan trong tròng mắt tràn đầy hoa đào xuân sắc, liền kéo Diệp Thần cánh tay.
hai người ở bí cảnh trong thế giới tiến về phía trước. Cùng lúc đó, thiên nhân vực, bể tan tành trong hư không. Đế kiếm và tướng kiếm cao huyền vu không, nguyên bản bao trùm ánh sao đã dần dần mờ đi. Bọn họ ở kiếm thế trần địa cố nhiên mạnh mẽ, nhưng sau khi đi ra, nhưng là đem mình cái này trong năm tháng vô tận quy tắc cống hiến một phần chia đi ra. Nếu như Nhâm Phi Phàm dùng vật kia hấp dẫn bọn họ, có lẽ bọn họ căn bản không biết làm cái này cố hết sức chuyện không được cảm ơn. Ngay tại lúc này, đế kiếm quanh thân ánh sáng tiêu tán, từ trời cao rơi xuống, chỉ có tướng kiếm đang kéo dài vận chuyển quy tắc ý. Nhâm Phi Phàm dĩ nhiên là cảm nhận được liền hết thảy các thứ này, hai tròng mắt mở ra, cực độ băng hàn, hẳn còn không có hoàn thành đi. Phát sinh cái gì? Đế kiếm hóa là một đạo tràn đầy đế uy nam tử hư ảnh. Nhìn một cái Nhâm Phi Phàm nói, trước cầm ngươi đáp ứng chúng ta đổ cho ta. Ta nếu như luyện hóa vật này, sợ rằng có thể mau sớm đem cái vấn đề này giải quyết. Ngươi có thể cự tuyệt ta, cũng có thể lựa chọn tin tưởng ta. Ngay tại đế kiếm còn muốn nói gì nhiều thời điểm, Nhâm Phi Phàm vung tay lên, một cái trong suốt ly trôi lơ lửng ở đế kiếm trước người. Cố nhiên trong suốt, nhưng bên trong màu xanh chất lỏng nhưng là vô cùng thuần túy. Đây cũng là ba kiếm hướng tới kiếm thế tiên dịch. Đế kiếm có chút bất ngờ, người sẽ không sợ chúng ta lật lọng. Nhâm Phi Phàm nhắm lại hai tròng mắt, tự tin nói, ta nếu dám đem đồ vật trước thời hạn cho các ngươi, tự nhiên có để cho các ngươi nhổ ra tư cách. Bất quá nếu là có thể sách sớm kết thúc, ta cũng là cầu không được. Đế kiếm coi trọng Nhâm Phi Phàm mấy phần, rồi sau đó đem vậy màu xanh ra trời chất lỏng toàn bộ hội tụ đến quanh thân. Từng cơn tiên khí mờ mịt. Thậm chí mơ hồ có cá nhảy long môn dị tượng. Trên thân kiếm lại là xuất hiện từng đạo thật nhỏ đường vân như kim, kiếm có thoát trần cảm giác. Ước chừng một nén hương, đế kiếm phát ra từng cơn kiếm ngân vang, tựa hồ ở hài lòng cái này tiên dịch lột xác. Hồi lâu, đế kiếm trên mình màu vàng đường vân biến mất không gặp, đế kiếm khá là hài lòng nhìn một cái Nhâm Phi Phàm, ta vẫn là rất kỳ quái, cái này đã biến mất vực ngoại đồ ngươi là như thế nào lấy được. Nhâm Phi Phàm thần sắc lãnh đạm, người tiếp theo phải làm, là mau sớm tu bổ nơi đây. Đế kiếm không nói nhảm nữa, bay lên trời, lần nữa trôi lơ lửng ở giữa không trung bên trong. Hoặc giả là bởi vì kiếm thế tiên dịch duyên cớ, ngôi sao kia lưới lớn và chín luân huyết nguyệt đều là phá lệ chói mắt. Cả không quy tắc, lại là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đang khôi phục trước. Lại qua không biết bao lâu, tinh không lưới lớn biến mất. Đế kiếm và tướng kiếm từ trời cao rơi xuống, đi tới Nhâm Phi Phàm bên người. Nhâm Phi Phàm mở mắt ra, vẫn ngắm nhìn chung quanh, phát hiện nguyên bản giống như địa ngục tồn tại, vào giờ khắc này, tựa như khôi phục yên lặng. Nhanh như vậy liền kết thúc, Nhâm Phi Phàm ngoài ý muốn nói. Đế kiếm nhàn nhạt nói, còn muốn nhờ có người kiếm thế tiên dịch. Bất quá coi như không có kiếm thế tiên dịch, chúng ta thật ra thì cũng có thể rất nhanh kết thúc, nơi đây cố nhiên khó giải quyết. Nhưng chúng ta ở kiếm thế trần địa, có quá sâu nội tình. Dĩ nhiên, bọn ta tổn thất vậy là đặc biệt to lớn. Người kiếm thế tiên dịch còn có nhiều ít. Nhâm Phi Phàm ngược lại là không có đối với hai kiếm trước khi lừa dối có quá nhiều cảnh tại trong lòng, võ đạo thế giới đã là như vậy. Không có ai sẽ để cho mình bị quá nhiều rõ ràng. Bởi vì vậy bị rõ ràng thấu triệt người, chỉ sẽ là người chết. Người như vậy, kiếm cũng như vậy. Nhâm Phi Phàm vung tay lên, chỉ gặp một lu màu xanh chất lỏng trôi lơ lửng ở trước mặt hắn. Thấy nhiều như vậy kiếm thế tiên dịch, liền liền đế kiếm đều có chút hô hấp dồn dập. Những thứ này ngươi có bằng lòng hay không cũng cho ta. Vật này sợ rằng đối với ngươi mà nói cũng không có cái gì quá nhiều chỗ dùng. Nhâm Phi Phàm con ngươi híp lại, ngươi như muốn, có thể, ta muốn cùng các ngươi nói cái điều kiện thứ hai. Lời này một nơi, đế kiếm liền rõ ràng. Mình một mực bị Nhâm Phi Phàm dắt đi. Đối phương có lẽ từ vừa mới bắt đầu liền đoán được sẽ có như thế một màn, như vậy bố trí, tâm tư kín đáo đến trình độ cao nhất. Loại người này, nếu như là địch, tuyệt đối không phải chuyện tốt. Cái gì điều kiện, do dự mấy giây, đế kiếm vẫn là lên tiếng. Nhâm Phi Phàm nói, ta hy vọng nếu như có một ngày, Diệp Thần ở địa tâm vực gặp phải nguy cơ sinh tử, hy vọng các ngươi là hắn ra tay một lần. Chỉ phải đáp ứng cái này điều kiện, cái này kiếm thế tiên dịch đều là ngươi. Đế kiếm và tướng kiếm nhìn nhau, bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới sẽ là cái này điều kiện. Diệp Thần tồn tại, cực kỳ khó giải quyết,
hắn gặp phải vấn đề độ khó tuyệt đối không nhỏ, nếu thật đến nguy cơ sinh tử, nhưng tất nhiên là kinh thiên kiếp, bọn họ ra tay, giá quá lớn. Nhưng nếu không phải là như thế, nhiều như vậy kiếm thế tiên dịch làm sao sẽ chắp tay nhường nhịn. Ước chừng 10 tức, đế kiếm rốt cuộc mở miệng nói, được,